chương 1801 Yên Nhi con còn quá trẻ. Cổ vân minh nghe vậy miệng nhỏ lập tức phỉnh lên trợn mắt nhìn đường Tuấn một chút. Lãng phí diễn xuất của cô ấy. Vài ngày sau đó đường Tuấn tạm thời ở lại độc tông nhưng lại chỉ thấy được đồ Yên Nhi hai lần. Mỗi lần tới cô gái đều nhìn đường Tuấn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hai đầu lông mày mang theo vẻ buồn giàu và khó hiểu, dáng vẻ muốn nói lại thôi không đợi bao lâu lại rời đi. Hôm nay, nghị sự của độc tông ở trong đại điện, một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, tông chủ thương quan phong ngồi ở chủ vị, ngồi ở phía dưới là mấy vị trưởng lão của độc tông, đồ yên nhi và chị của cô ấy đồ yên như cũng đang ngồi ở đây. Kiểm tra rõ ràng rồi sao? Thầy của đồ yên nhi trúc anh hưng trầm giọng hỏi. Trước bàn có một thanh niên đang đứng chính là Trần Sư Huynh Trần Bình kia. Trần Bình liếc nhìn đồ yên nhi chậm rãi nói ra, đã kiểm tra rõ ràng. Đường Tuấn này thật sự không đơn giản, khoảng thời gian trước đã đánh bại tam gia mãn huyên thành, có người nhìn thấy anh ta đi vào phủ nhà học từ. Còn có người nói anh ta dựa vào sức của chính mình đánh bại phó cốc chủ của Nguyệt Cốc Phục Lạc Dương, bắt giữ tiểu công chúa cổ vân minh của nhà họ cổ. Nực cười, Trúc anh hưng diễu cợt một tiếng thô lỗ ngắt lời của Trần Bình. Một tên ngay cả nguyên đan lục văn cũng chưa đạt được vậy mà lại có thể đánh bại Phục Lạc Dương, Nguyệt Cốc bọn họ là cái gì? Phục Lạc Dương là cái gì? Trúc Anh Hưng giọng nói lộ ra vẻ không tin, Đỗ Yên Nhi ngừng tụ cửu vân trở thành thánh nữ của độc tông. Bà ta là thầy của cô nên địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, quyền lên tiếng của bà ta cũng nhiều lên không ít khi ở trong tông. Y dài, Trần Bình toát mồ hôi trên chán. Tôi hỏi cậu, những tin tức này là nguồn tin tức của độc tông chúng ta? Trúc Anh Hưng hỏi. Trần Bình lắc đầu, không phải là do tôi lấy được từ bên thứ ba. Lúc đầu Độc Tông chúng ta cũng có thám tử ở Mãn Nguyên thành nhưng khoảng thời gian trước đúng lúc là lễ gia thân thánh nữ của Đồ sư tỷ, tất cả đệ tử Độc Tông đều bị gọi về. Chuyện này xảy ra ở khoảng thời gian đó. Như vậy vẫn chưa đủ tam gia liên thủ thật sự không thể nào tin một tin tức giả, Độc Tông chúng ta làm sao có thể lấy được tin tình báo chính xác. Trước anh Hưng cười lạnh một tiếng. Trần Bình không biết nên nói thế nào dù sao trúc anh Hưng nói cũng rất có lý khiến cho anh ta không phản bác được. Mặc dù chuyện liên quan đường Tuấn và Nguyệt Cốc đã truyền ra toàn bộ mãn nguyên thành nhưng anh ta lại càng thiên về suy đoán của Trúc Anh Hưng. Nhưng mà chuyện đường đại ca đánh bại nhà họ từ và lăng hồng lam của Nguyệt Cốc là sự thật chính tôi đã tận mắt chứng kiến. Đồ Yên Nhi giải thích nói. Trúc Anh Hưng nói Yên Nhi con còn quá trẻ. Ngay cả tin tức đánh bại Phục Lạc Dương vô lý như vậy cũng có thể bị bọn họ truyền ra ngoài giống như thật thì tam gia phối hợp với anh ta đánh một trận thì có đáng là cho gì trương 1802 chuyện này tất nhiên là không tin. Đồ Yên Nhi còn muốn giải thích trong lời nói của Trúc Anh Hưng vẫn còn rất nhiều sơ hở không có cách nào giải thích, nhưng sau khi cô nghe được câu nói này thì khí lực toàn thân dường như bị rút đi sắc mặt tái nhợt. Thật như vậy sao tỷ tỷ? Đồ Yên Nhi hỏi Đồ Yên Như. Đồ Yên Như đau lòng liếc nhìn muội muội dịu dàng nói, loại người này không đáng để em đau lòng, nhìn thấu càng sớm càng tốt em chỉ cần tu luyện thật tốt chuẩn bị cho đại hội thăng cấp chuyện còn lại giao cho chị là được rồi. Đỗ Yên Nhi có chút đau khổ mà gật đầu giọng nói có chút nghẹn ngào, mọi người đừng làm đường đại ca bị thương. Bất luận như thế nào thì lòng giả cô Hiền Lành đã coi đường đại ca là đại ca của mình. Yên tâm đi, nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Yên Nhi, Đỗ Yên Như gánh nặng trong lòng đã được chút bỏ. Dáng vẻ này của muội muội hẳn là đã có thể chuyên tâm tu luyện chờ sau khi đồ yên như mang theo đồ yên nhi ra khỏi đại điện tông chủ thương quan phong mới nói liên quan tới thái độ tiếp theo đối với đường tuấn tôi cảm thấy vẫn không nên quá khích tôi vẫn luôn có cảm giác thân phận của người này không đơn giản chúc anh hưng cười khẩy nói chẳng lẽ tông chủ cũng tin rằng một tên nguyên đan lục văn như anh ta có thể tạo ra cửu vân thương quan phong bật cười nói chuyện này tất nhiên là không tin nhưng cậu ta đã có thể để tam gia của mã nguyên thành phối hợp thì có lẽ có thân phận nhất định Trúc Anh Hưng khẽ giật mình chợt gật gật đầu nói, vậy để anh ta tiếp tục đợi ở trong tông đi, cũng không thể để con bé Yên Nhi kia quá đau lòng. Đợi đến khi anh ta phát hiện mình thua kém với Yên Nhi chắc hẳn sẽ tự mình bỏ đi. Được, thương quan phong gật đầu nói, ngoài ra chuyện liên quan đến phong ấn nguyên đan trong cơ thể của Yên Nhi, các người phải thường xuyên chú ý. Ngư Long giải mặc dù là phong ấn lợi hại nhất của độc tông chúng ta nhưng dù sao vẫn chưa hoàn chỉnh, dùng để phong ấn 78 văn nguyên đan có lẽ không có vấn đề nhưng nguyên đan cửu vân qua mức nguy hiểm không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trúc Anh Hưng nghe vậy thì vô cùng tự tin nói, Tông Chủ yên tâm đi, ngự long giải là do 5 người trưởng lão chúng ta phối hợp đặt, cho dù là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cũng có thể nhốt lại trong một khoảng thời gian, nguyên đan cửu vân mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn là nguyên đan. Phong ấn nguyên đan vẫn rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ xuất hiện đan hủy kết quả chết người lúc đấy tôi đã không đồng ý nhưng không ngờ các người vẫn làm sau lưng tôi. Thương quan phong thở dài. Trúc Anh Hưng nói, tông chủ nếu không làm như vậy độc tông chúng ta có lẽ sẽ không có khả năng thăng cấp lên thế lực cấp 1. Đồ Yên Nhi là do độc tông chúng ta nuôi dưỡng từ nhỏ, sinh mệnh của cô ấy là của độc tông chúng ta. Cô ấy có lẽ đã hiểu được từ sớm. Thương Quan Phong không nói gì nữa. Ý nghĩ của Trúc Anh Hưng làm sao ông ta không hiểu được nói là vì tương lai của độc tông nhưng thật ra là vì mình. Tương lai chỉ cần đồ yên nhi bộc lộ tài năng ở trên đại hội thăng cấp thuận lợi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, sau khi ông ta thoái vị dựa vào quan hệ với đồ yên nhi thì chúc anh hưng có thể thuận lợi lên làm tông chủ của độc tông. Hội nghị kết thúc mấy người trưởng lão đều rời đi. Trong đó có một trưởng lão nói cho Chúc Anh Hưng gia tộc của mình có việc nhất định phải rời khỏi độc tông mấy ngày. chương 1803, anh Đường, anh thực sự chỉ có 6 văn thôi sao? chúc anh hưng khẽ nhíu mày, trưởng lão phải ra đi có quan hệ với bà ta khá ổn, nếu không cho đối phương đi, về sau bản thân mình tranh cử vị trí tông chủ, chẳng may đối phương không ủng hộ bà ta, thế thì tất cả cố gắng trước đây của bà ta đều trở thành uống phí. còn chuyện của vị trưởng lão này, bà ta cũng có chút hiểu biết, dường như là việc làm ăn của gia tộc có xung đột với người ta. được rồi, vậy ông đi nhanh về nhanh, hẳn là sẽ không trùng hợp tới mức như vậy đây. chúc anh hưng trầm ngâm một hồi cuối cùng nói với vị trưởng lão kia. Sắc mặt vị trưởng lão lộ ra vui mừng, nói, vậy ra Cố Khóa Ngư Long đành phải làm phiền bốn người các vị vậy. Nói xong, vị trưởng lão hóa thành một luồng ánh sáng rời khỏi Độc Tông. Vậy mà có người lại dám động vào sản nghiệp của gia tộc ông ta, xem ra lần này ông ta phải dạy dỗ đối phương đàng hoàng mới được. "Chúc trưởng lão, ông..." Có trưởng lão khó hiểu nói, "Đó dù sao cũng là đệ tử của mình, sao có thể để nó tùy tiện như thế được?" Chúc anh hưng vẫy vẫy tay, nói: "Một cái khóa ngư long mà thôi, tôi không tin còn làm không nổi." Nếu lần này Yên Nhi còn không vượt qua được, thì đó chính là số mệnh của nó rồi. Những trưởng lão khác nghe vậy, trong lòng ngay lập tức lạnh ngắt. Sau khi Đồ Yên Nhi rời khỏi đại điện, cứ một người đi tới chỗ ở tạm thời độc tông sắp xếp cho Đường Tuấn. Đây là một tòa nhà nhỏ của độc tông, ngày thường dùng để tiếp đón một vài khách khứa cấp bậc thấp. Trong sân, Đường Tuấn đang uống trà Thủy Thanh Lam đứng đó, cô người hầu kia đang ở trong phòng, cầm bút, không biết đang vẽ cái gì. Yên Nhi, hội nghị nội tông họp xong rồi sao? Đường Tuấn nhìn thấy Đồ Yên Nhi, hỏi. Đồ Yên Nhi nhìn có vẻ thất hồn lạc phách, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi anh Đường, anh thực sự chỉ có sáu văn thôi sao? Trong lòng cô ta còn ôm một chút ảo tưởng, có lẽ nguyên đan chín văn của bản thân mình thực sự có liên quan đến anh Đường, cho dù chỉ là một chút xíu cũng được. Đường Tuấn nao nao, chợt lắc lắc đầu, nói, nguyên đan của anh thực sự chỉ có 6 văn, đã làm em thất vọng rồi. Nghe được lời này, khuôn mặt đẹp của Đồ Yên Nhi tái nhợt, cơ thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ngơ ngẩn nhìn đường Tuấn, chừng mười mấy giây sau cô ta mới thu lại tầm mắt lại, trở nên vô cùng bình tĩnh, nói anh đường, trước mắt anh cứ ở đây trước đi, em muốn tham gia đại hội thăng cấp rồi, nếu anh đường có muốn đi thì có thể đồng hành. Nói xong, Đồ Yên Nhi xoay người rời đi, trên mặt toàn là vẻ thất vọng. Vì sao anh không nói cho cô ấy? Cố Vân Minh không biết đi tới sau lưng Đường Tuấn từ lúc nào, mày liễu nhíu lại, khó hiểu hỏi. Nói cho em ấy cái gì? Nói cho em ấy, nếu không có tôi, em ấy sẽ không có nguyên đan chín văn hà. Đường Tuấn nói. Chương 1804, ngu xuân. Vốn dĩ Cố Vân Minh đã cho rằng bản thân mình đủ thiên tài rồi, không ngờ tới Đường Tuấn còn lợi hại hơn nữa. Tiện tay chỉ bảo có thể để mình ngưng tụ chín văn thậm chí còn không phải điểm cuối, người như này sao có thể chỉ có 6 văn? Những người tầm mắt thiền cận của Độc Tông này, Cố Vân Minh âm thầm nghĩ, lại càng thêm tò mò hơn với thân phận của Đường Tuấn. Nhìn nguyên đan 9 văn của Cố Vân Minh, Đường Tuấn cũng âm thầm kinh hãi. Thiên phú của cô gái này đúng là đáng sợ thật, nhanh như vậy đã đột phá lên 9 văn. Nguyên đan của cô ấy cũng là nguyên đan cấp bậc siêu phẩm, dựa vào phán đoán của Đường Tuấn, ít nhất có thể chứa được 20 đường thần văn nhưng sau khi tu luyện được chín văn, Đường Tuấn không đinh nói cho cô ấy nhanh như vậy. Dù sao bây giờ mối quan hệ hai người vẫn ở trạng thái đối địch. Nhà họ cổ và trái đất sốt cuộc là có quan hệ gì? Vấn đề này, đột nhiên đã nói bóng nói gió rất nhiều lần nhưng đều không hề có bất kỳ kết quả nào. Hai ngày sau, đội Yên Nhi không tới tìm Đường Tuấn nữa, ngược lại Đồ Như Yên tới tìm Đường Tuấn một lần, nhưng cũng chỉ nói tới chuyện bảo Đường Tuấn biết điều nhanh chóng rời khỏi độc tông linh tinh thôi. Tối nay, hẳn là bọn họ muốn ra cố phong ấn nhỉ. Đường Tuấn ngồi ở trong phòng nhưng tinh thần lực khổng lồ đã tràn lan ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa độc tông. Bây giờ, tinh thần lực của anh có thể sánh ngang với cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, cho dù có là cao thủ đệ nhất độc tông thượng quan phong cũng không phát hiện ra được. Mấy ngày này, anh cũng có hiểu biết chút ít với phong ấn trong cơ thể đồ yên nhi, biết cứ cách mấy ngày năm vị trưởng lão phải ra cố phong ấn một lần. Dưới tinh thần lực bao trùm, Đường Tuấn rất nhanh đã thấy được cảnh tượng trong phòng đồ yên nhi. Lấy Trúc Anh Hưng cầm đầu, ba vị trưởng lão khác đứng ở bốn vị trí vây quanh đồ yên nhi ở trung tâm. Đôi mắt đồ yên nhi nhắm chặt, trên cười nhuộn nhạo dao động hơi thở mạnh mẽ. Lúc này, trên mặt bốn vị trưởng lão cũng có biểu cảm ngưng trọng. Không hay rồi, phong ấn trong cơ thể yên nhi thực sự bùng nổ, khóa ngư long sắp không phong ấn được nữa. Ngô trưởng lão còn chưa trở lại sao? Một vị trưởng lão trong đó trầm giọng nói ngô trưởng lão chính là vị trưởng lão trở về xử lý chuyện trong nhà kia hoảng gì chứ bốn người chúng ta đều là cảnh giới nguyên anh trung kỳ ta cũng không tin còn không thể phong ấn được một viên nguyên đan chín văn ra tay hết sức lực cho tôi đè xuống chúc anh hưng khẽ quát lên sống chết của đồ yên nhi bà ta không để trong lòng nhưng bà ta tuyệt không cho phép hy vọng của mình cứ thế tan biến như vậy được muốn chết cũng phải chờ đến sau đại hội thăng cấp rồi chết Ba vị trưởng lão không dám do dự, đồng thời cũng dốc hết lực ra tay, pháp lực cảnh giới Nguyên Anh cuồn cuộn từ bốn vị trí rót vào trong cơ thể Đồ Yên Nhi. Nhưng sắc mặt Đồ Yên Nhi ngày càng khó coi hơn, mày nhíu chặt, dường như đang chịu thống khổ cực độ. Ngu xuẩn, tinh thần lực của Đường Tuấn nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được mắng thầm một tiếng. Trường 1805 chỉ còn thiếu một hơi anh khí đều tiên thôi. Đã không còn bốn vị trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh chấn áp hơi thở trong cơ thể đồ yên nhi nháy mắt bùng nổ, nguyên đan hoàn toàn vỡ ra, pháp lực cuồng bạo đang tàn sát bừa bãi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cô ta. Mà tinh thần lực đơn bạc của cô ta lại không đủ dẫn đường pháp lực khổng lồ như vậy ngưng kết thành nguyên anh. Trong lòng đường tuấn than một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tinh thần lực chia ra một sợi nhỏ bé cực kỳ chui vào trong cơ thể đồ yên nhi. Anh không dám chia ra quá nhiều, một khi không nắm giữ tốt, lập tức có thể diệt sạch thần trí đồ yên nhi. Tinh thần lực sau của Đường Tuấn sau khi tiến vào cơ thể Đồ Yên Nhi thì dung hợp với tinh thần lực của cô gái nhỏ, cảm giác sảng khoái như nước sữa giao hòa truyền vào đầu Đường Tuấn, may mắn lúc này tâm trí của Đồ Yên Nhi không thể phân ra nên không phát hiện được sự khác thường này. Cô ta chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt tăng mạnh lên mấy lần. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của Đường Tuấn, pháp lực toàn thần của Đồ Yên Nhi không ngừng bị nén lại, sau đó lại một lần nữa mãnh liệt tràn vào trong nguyên đan sâu thẳm trong nguyên đan mơ thổ có thể thấy được một đứa trẻ lớn chừng bàn tay đang từng chút hình thành tứ chi, cái mũi, đôi mắt. Trên đầu đứa bé giống như đội một mũ miện chế tác từ hoàng kim, trên đỉnh mũ miệng, chín viên ngôi sao màu bạc tỏa ánh sáng lấp lánh. Hoàng kim tinh quan, lúc nguyên đan ngưng kết cảnh giới nguyên anh, nếu thần văn đạt tới bảy đường trở lên, có xác suất kết thành hoàng kim tinh quan nhất định. Hoàng kim tinh quang đại biểu cho tư chất và thiên phú tu luyện của một người. Trong tình huống bình thường, số lượng thần văn và ngôi sao trên hoàng kim tinh quan thường sẽ giống nhau, cho nên, từ trước tới nay, tối cao nhất cũng chỉ có cửu tinh hoàng kim tinh quan. Nghĩ đến đây, khóe miệng đường tuấn nhịn không được khẽ nhếch lên. Nếu bản thân mình lúc ngưng kết nguyên anh cũng hình thành hoàng kim tinh quan, vậy không phải là có tận 99 ngôi sao sao? Nghĩ một chút, mũ miệng hoàng kim chỉ nhỏ bằng bàn tay che kín 99 ngôi sao rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất, cảnh tượng đó đúng là không biết đẹp đến chừng nào. Theo cùng với sự hình thành của cửu tinh hoàng kim tinh quan, đội yên nhi tấn trước cảnh giới Nguyên Anh cũng gần như hoàn thành 7, 80 phần trăm. Chỉ còn thiếu một hơi anh khí đều tiên thôi, trong lòng đường Tuấn nghĩ thế. Anh khí là sản vật sau khi tinh huyết trong cơ thể và pháp lực tinh thuần dung lại với nhau, tương đương với hơi thở của trẻ con. Hơi thở anh khí đầu tiên vô cùng quan trọng, một khi hình thành sẽ đại biểu cho Nguyên Anh sống, từ đây tu sĩ cũng giống như có thêm cái mạng thứ hai. Nhưng mà đợi chừng gần một phút, Nguyên Anh của Đồ Yên Nhi vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, không hề có dáng vẻ hô hấp sao lại thế này. Đường Tuấn nhịn không được nhíu mày. Trong lòng nghĩ thế, tinh thần lực của anh tiếp xúc với Nguyên Anh. Nguyên Anh vốn đang tĩnh lặng tức khắc run lên nhẹ nhẹ. Một luồng hơi thở trắng ngà được phun ra từ trong lỗ mũi Nguyên Anh, ngưng kết không tiêu tan đi, giống như hai con bạch xà cực nhỏ. Trong đó có một luồng khí tức yên lạnh không tiếng động thấm vào trong tinh thần lực của Đường Tuấn audio điện tử võ tấn bền. chương 1806, sư phụ và các vị trưởng lão làm sao vậy? Sau khi tinh thần lực của đường Tuấn rút khỏi, đội yên nhi cũng chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khiếp sợ. Cô ta ôm lấy ngực, cảm giác nơi đó dường như nhiều thêm một bóng dáng. Mình đột phá Nguyên Anh, Đỗ Yên Nhi thấy trong tử phủ của mình có một em bé có bộ mặt giống mình như đúc, thất thanh kêu lên. Cái loại pháp lực bàng bạc này, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Sư phụ và các vị trưởng lão làm sao vậy? Lúc này, cô ta cũng nhìn thấy trúc anh hưng và ba vị trưởng lão té xỉu trên mặt đất. Sư phụ, Đồ Yên Nhi cũng không xem xét tình huống trong cơ thể mình nữa, vội vàng đẩy đẩy bọn họ. Hừm, trúc anh hưng từ từ tỉnh lại. Những vị trưởng lão khác cũng lần lượt tỉnh lại. Yên Nhi, tu vi của con, người trong sân, tu vi của trúc anh hưng là cao nhất ngay lập tức cảm nhận được sự biến hóa trong hơi thở của Đồ Yên Nhi. Sư phụ, con đột phá Nguyên Anh rồi, Đồ Yên Nhi nói. Trên mặt nàng ta có ý cười, muốn để sư phụ vui vẻ vì mình. Nhưng sắc mặt Trúc Anh Hưng không hề có chút ý cười nào mà còn âm trầm hơn, giọng nói âm lãnh tới tựa băng con, sao con dám tự mình đột phá Nguyên Anh. Một khi đột phá Nguyên Anh, trong đại hội thăng cấp chỉ có thể tham gia vào tổ thi đấu Nguyên Anh. Đột phá Nguyên Anh thì có thể đạt được thành tích gì cứ, Nguyên đan cảnh chín văn viên mãn, ở trong nhóm nguyên đan ít nhất có thể lấy được xếp hạng trong 3 vị trí đầu, thậm chí có khả năng đứng đầu bảng. Hai cái này căn bản không so sánh với nhau được. Mà không đạt được thành tích làm người vừa lòng, đương nhiên là sẽ không có trợ giúp gì với bà ta khi tương lai bà ta tranh cử vị trí tông chủ. Đồ yên nhi đột phá nguyên anh tương đương với hy vọng tranh cử tông chủ của bà ta phải tan biến. Tại sao con lại dám? Trúc Anh hưng cắn răng, đôi mắt đỏ bừng, mang theo sự điên cuồng Giống như một con dã thú nhìn chằm chằm Đồ Yên Nhi. Trên người bà ta thậm chí còn toát ra từng luồng sát khí, giờ khắc này, bà ta vậy mà muốn giết Đồ Yên Nhi. "Sư phụ." Mặt đẹp của Đồ Yên Nhi biến sắc, cô ta chưa bao giờ gặp phải dáng vẻ này của sư phụ. "Chúc trưởng lão." Ba vị trưởng lão khác nhanh chóng hô lớn. "Tiểu tiện nhân, mấy năm nay tôi phí công nuôi dưỡng cô." Chúc Anh Hưng chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn không ra tay. Bà ta lạnh giọng nói, "Nếu cô không nghe tôi, tự tiện đột phá nguyên anh, tôi đây là sư phụ có cũng như không, từ nay về sau, tôi không có đệ tử là cô nữa." Nói xong, Trúc Anh Hưng quay đầu đi khỏi, không hề dừng lại một khắc. "Yên Nhi, sao con có thể như vậy chứ? Con có biết, sư phụ con vì con mà tiêu phí biết bao công sức và tinh lực. Con đột phá nguyên anh, khác nào làm tất cả cố gắng của bà ấy trước giờ như dã tràng xe cát biển đông chứ?" Bên trong phòng một vị trưởng lão khác khuyên nhủ. Đúng thế, Yên Nhi, con quá tùy hứng rồi. Một vị trưởng lão khác cũng lắc lắc đầu. Đôi mắt đồ Yên Nhi đỏ bừng, không biết là bị dọa sợ hay là đau lòng, nhưng mà, vừa rồi nếu con không đột phá được Nguyên Anh thì sợ là chỉ có đường chết. Trường 1807 không phải chỉ là khóa ngư long bạo nổ thôi sao? Ba vị trưởng lão ngẩn ra. Đúng thế, tình huống vừa rồi, đội Yên Nhi có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi, nào có thể nghĩ được đến những thứ này chứ? Con tự thu xếp cho ổn thỏa đi, con đột phá cảnh giới nguyên anh, muốn lấy được xếp hạng tốt trong đại hội thăng cấp sẽ khó khăn đấy." Ba vị trưởng lão nói thêm vài câu, sau đó xoay người đi khỏi. Trong phòng, chỉ còn lại mỗi mình Đồ Yên Nhi đang không biết phải làm sao. Mình thực sự làm sai sao? Đồ Yên Nhi tự mình lẩm bẩm. Trong đầu cô ta hiện ra một bóng người, có lẽ, cũng chỉ có anh mới thực sự suy nghĩ cho mình thôi khốn kiếp, thằng danh ngô tứ kia đâu, còn chưa có quay về hả? Trúc Anh Hưng đang ở trong độc tông, một trưởng của bà ta đánh nát một cái bàn, vẻ mặt nghiêm khắc quát hỏi ba vị trưởng lão bên dưới. Nếu không phải tên kia không màng đại cục, vì chuyện làm ăn của gia tộc mà rời đi, khóa ngư long sao có thể bùng nổ được, sao đổ yên nhi lại có cơ hội đột phá Nguyên Anh. Một trưởng lão trong số đó nói, mới rồi ngô trưởng lão đưa tin về, nói là đã xử lý xong chuyện trong gia tộc, đang trên đường gấp rút trở về rồi. Tức giận của Trúc Anh Hưng thoáng giảm đi. "Vậy Đồ Yên Nhi sao bây giờ?" Có trưởng lão hỏi. Trúc Anh Hưng do dự một chút, lạnh lùng nói, mặc kệ nó. "Nguyên đan chín văn còn hữu dụng với tôi, còn cảnh giới Nguyên Anh, nó mới chỉ vừa đột phá Nguyên Anh, có thể mạnh tới mức nào?" Lúc tỷ thí cũng chỉ là phế vật, sau này dốc toàn lực bồi dưỡng Đồ Yên như đi, tranh thủ 10 vị trí đầu tiên trong đại hội thăng cấp đi những trưởng lão khác gật đầu đồng ý. Lúc này, trên con đường đi ngang qua độc tông, có một người ra mặc áo bảo màu cho đang dùng tốc độ cao nhất phi hành. Người này đúng là trưởng lão ngô tứ có việc phải về gia tộc xử lý, rời khỏi độc tông. Chẳng qua, lúc này tâm trạng của ngô tứ rõ là không tệ, trên mặt già còn mang theo ý cười thấp thoáng. Dám đối nghịch với ngô tứ ta, xứng đáng. Ngô Tứ nghĩ tới cảnh tượng mình trở lại nhà họ Ngô tra tấn cái người đối nghịch với chuyện làm ăn của nhà họ kia, trong lòng dâng lên từng đợt khoái ý. Vất vả lắm mới có thể trở về một chuyến, thế mà đã bị gọi về nhanh thế rồi. Ngô Tứ có chút khó chịu, vốn còn muốn nhân cơ hội này ở chơi thêm vài ngày, hưởng thụ một chút. Không phải chỉ là khóa ngư long bạo nổ thôi sao? Dù sao Đồ Yên Nhi cũng không chết là được. Chúc anh Hưng, bàn tính của bà hẳn là thất bại rồi nhỉ? trong lòng Ngô Tứ cười lạnh. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Ngô Tứ lại không dám trái mệnh lệnh Trúc Anh Hưng, vẫn tăng nhanh tốc độ bay về phía Độc Tông. Cho dù là tu vi hay địa vị ở Độc Tông, Trúc Anh Hưng đều không thể đánh đồng với ông ta được. Ngô Tứ, đúng lúc này, một tiếng la hét đột nhiên vang lên sau lưng ông ta. Trường 1808, nói xong chưa? Trước mắt, là một mảnh rừng sâu thăm thẳng, dưới ánh trăng nhìn có vẻ có chút âm trầm. Là ai? đột nhiên Ngô Tứ dừng lại trong lòng dùng mình một cái trầm giọng quát chẳng lẽ là mụ già Trúc Anh Hưng kia phái người tới ra tay với Minh nhưng mà không thể nào nha Trúc Anh Hưng muốn lên chức cần phải có được sự ủng hộ của ông ta đấy vì chuyện làm ăn của gia tộc xém tí nữa hại chết Hiên Nhi ông biết chữ chết viết như thế nào không giọng nói kia tiếp tục truyền ra từ rừng cây tiếng bước chân rất nhỏ vang lên một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Tứ là cậu đợi thấy rõ ràng bóng người dưới ánh trăng thân sắc khẩn trương của ngô tứ ngay lập tức thả lỏng ánh mắt diễu cợt tôi nhớ rõ cậu tên đường tuấn nhỉ là bạn bè tốt của yên nhi lúc đó chỗ cậu ở còn là do tôi sắp xếp đấy thế nào sân nhỏ ở đã quen chưa nơi đó là chỗ mà nô bộc của nhóm đệ tử độc tông dẫn tới ở đó đúng lúc hợp với thân phận của cậu ha 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 ngô tứ nhìn đường tuấn chào phúng nói sắc mặt đường tuấn bình tĩnh nói tôi ở đâu cũng không sao cả. Nếu các người đã đóng xuống khóa ngự long, thế thì phải chịu trách nhiệm. Lại vì chút xung đột trong làm ăn của gia tộc mà rời khỏi độc tông. Chẳng lẽ ông không nghĩ tới hậu quả khi khóa ngư long bùng nổ hả? Hậu quả, đương nhiên là tôi biết, chẳng qua đồ yên nhi không thân cũng chẳng quen với tôi, cho dù có chết thì có liên quan gì đến tôi đâu. Ngô Tứ nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn đường Tuấn, nói chẳng lẽ cậu còn có thể giết tôi được chắc? Phanh, một luồng hơi thở nổ mạnh nở ra từ trên người ngô tứ đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ bàn tay ông ta nắm chặt thanh ma đầu đại đao được ông ta nắm chặt trong tay đao vừa tới tay ánh mắt ngô tứ ngay lập tức trở nên sắc bén giống như tuyệt thế đao khách đao pháp của ông ta ít nhất đã đạt tới cấp bậc đại thừa thần thông rồi ngô tứ nói cậu một nguyên đan cảnh viên mãn dám tới chặn đường tôi đúng lúc tôi giết cậu đưa về cho trúc trưởng lão nói xong chưa Đường Tuấn hỏi. Ngô Tứ ngơ ngẩn. Nói xong rồi thì đi chết đi. Những lời này vừa mới vang lên bên tai Ngô Tứ, ông ta đã nhìn thấy một tấm bia đá thật lớn đoàng một tiếng từ trên trời giáng xuống. Đến cả giấy ruộng Ngô Tứ cũng không kịp làm, cứ thế bị hai cái bia lớn ép thành một đống thịt băm. Đến trước khi chết một khắc kia, Ngô Tứ mới nhớ tới tin tình báo kia, trong lòng vô cùng hối hận, thì ra, cậu ta thực sự có thể giết chết Nguyên Anh. Thu lại hai bia vạn giới, Đường Tuấn tìm được nhẫn không gian của Ngô Tứ Tử trong đống thịt băm. Trong nhẫn để mấy chục viên nguyên thạch trung phẩm và một quyển sách quý đại thừa sơ cấp thần thông. Đường Tuấn học đơn giản một chút, trong nguyên đan, một luông thần văn sinh ra ở đại thừa sơ cấp. Thần văn mà anh tu luyện tuy là khác với thứ Ngô Tứ tu luyện nhưng thần văn đến từ cổ tự, ngọn nguồn của vạn pháp. Có thể lấy cái tinh hoa đi phá vỡ những thứ ngu xuẩn. Trường 1809 cái này thì không rõ lắm. Ngày hôm sau, tin tức trưởng lão Ngô Tứ bị giết truyền khắp toàn bộ độc tông, đặc biệt là Ngô Tứ bị người dùng một chiêu giết chết, trên dưới độc tông càng thần hồn nát thần tính hơn, sợ là trước đại hội thăng cấp sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa. Cha được là người nào ra tay chưa? Trong đại sảnh, Trúc Anh hưng trầm giọng hỏi. Trưởng lão bên dưới lắc lắc đầu, nói hiện trường có dấu vết đối phương ra tay. Ngô trưởng lão ngay cả bảo khí mà đầu đại đao cũng lấy ra rồi nhưng vẫn bị đối phương một chiêu giết chết chính diện thực lực của đối phương ít nhất cũng ở cảnh giới Nguyên Anh Hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Anh đỉnh, bước đầu hoài nghi là do kẻ thù giết chết. Trong đại sảnh, mấy trưởng lão của Độc Tông trong lòng trân trọng một hồi. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh, nhưng một chiêu đó mới là thực lực toàn năng của cao thủ đó, tùy tiện một vị cũng có thể diệt sạch Độc Tông. Mày chúc anh Hưng Nhân tít lại, nói tiếp tục điều tra, cho dù là ai, chỉ cần dám ra tay với Độc Tông ta, thế thì phải trả giá lớn trong lòng những vị trưởng lão khác nhẹ nhàng thở ra một hơi, có khả năng dính líu tới đại tu sĩ mạnh mẽ cảnh giới Nguyên Anh Đỉnh, khuynh tấn toàn bộ sức lực của độc tông cũng không phải là đối thủ. Cái gọi là điều tra cũng chỉ là lời nói tàn nhẫn vậy thôi, chẳng qua là cho đám đệ tử phía dưới một lời giải thích. Trúc trưởng lão, hai ngày nay Yên Nhi đều ở trong sân của đường tuấn kia tu luyện, có cần phải cho người ngăn cản không? Có trưởng lão hỏi. Trúc Anh hưng hừ lạnh một tiếng, nói không cần, cảnh giới nguyên anh tu luyện thì nguy hiểm hơn gấp trăm lần với cảnh giới nguyên đan, chỉ cần không cẩn thận một chút là rơi vào kết cục tàu hỏa nhập mang ngay. Không có tôi chỉ dạy, cho dù nó có tu luyện thì có thể tu luyện được kết quả gì. Chỉ sợ nhất nguyên chi lực cũng không có cách nào nắm giữ được. Chờ đại hội thăng cấp kết thúc, nó tự nhiên sẽ tới cầu tôi. Một cảnh giới nguyên đan viên mãn có thể dạy nó cái gì chứ? Trúc trưởng lão nói không hề sai, là cô gái nhỏ kia không biết tốt xấu, Chúc trưởng lão chính là cường giả có tam thập bát nguyên chi lực, tương đương với 38 cảnh giới nguyên anh sơ kỳ liên thủ lại, so với cảnh giới nguyên anh trung kỳ cũng còn mạnh hơn rất nhiều." Có trưởng lão khen tặng nói. "Cái gọi là nhất nguyên chi lực, chỉ chính là tiêu chuẩn bình quân sau khi tu sĩ cảnh giới nguyên anh củng cố cảnh giới đạt được. Chỉ cần đạt được tiêu chuẩn này, mới có thể xem như chân chính bước vào cảnh giới nguyên anh. Cảnh giới nguyên anh trung kỳ đại khái ở quanh thập nguyên chi lực, mà chúc anh hưng là tam thập bát chi lực." ở trong độc tông được xem là cao thủ đáng gờm. Qua hai ngày nữa thì xuất phát tới thành Long An, các người chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, lần này, trong đại hội thăng cấp, mấy đại môn phái nào đại biểu thế lực bậc một sẽ tạo thành ban giám khảo, giám sát thi đấu. Sau khi được mọi người khen tặng một phen, Trúc Anh Hưng đột nhiên hỏi. Là nhà họ cổ, vạn đạo tông và tu la môn. Có trưởng lão trả lời. Trúc Anh Hưng khẽ nhíu mày, nói, nhà họ cổ và vạn đạo tông còn xem như bình thường, sao mà cả Tu La Mông cũng nhúng tay. Tu La Môn là một thế lực trong top 5 thế lực bậc 1, nghe nói lão tổ Tu La Nôm là một vị tu hành giả mạnh mẽ đã tu hành được nửa bước hóa thần. Dựa vào quy củ trong quá khứ, thì không cần đại môn phái lớn mạnh như thế tới tỏa chân giám sát. chương 1810, Thập Nguyên Chi Số Trong sân, Đường Tuấn đang chỉ dẫn cho việc tu luyện của Đồ Yên Nhi, Cổ Vân Minh và Thủy Thanh Lam đứng xem ở bên cạnh, biểu cảm gương mặt như đang nhìn thấy ma, rõ ràng Đường Tuấn chỉ có tu vi ở cảnh giới Nguyên Đan, vậy mà có thể chỉ điểm cho người đã đã đột phá Nguyên Anh như Đồ Yên Nhi. Mới đầu, Cổ Vân Minh còn muốn giễu cợt hai ba câu, nhưng sau khi nghe những lời chỉ dẫn của Đường Tuấn, Đồ Yên Nhi đã đột phá nhất Nguyên chi số một cách nhẹ nhàng, Cổ Vân Minh lập tức ngoan ngoãn im miệng. Cho dù cô ta ngưng tụ được Cửu Tinh Hoàng Kim Quan cũng không thể đột phá nhất Nguyên chi số trong thời gian ngắn được rốt cuộc anh ta là người như thế nào, không lẽ là người tu luyện trời sinh, không thầy dạy cũng hiểu. Cổ vân minh kinh ngạc không thôi. Thập nguyên chi số. Nắm tay của Đồ Yên Nhi đánh vào một cây cột bóng loáng, ngay lập tức trên thân cột có 10 ngôi sao xuất hiện lập lè. Đây là cột chắc nguyên, là dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra thực lực cảnh giới nguyên anh, mỗi ngôi sao là biểu hiện của một nhất nguyên chi số. Cột chắc nguyên có thể xuất hiện nhiều nhất 100 ngôi sao, một khi đạt đến trình độ như thế, nghĩa là bước vào cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Còn về kiểm tra thực lực của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, cần phải sử dụng một dụng cụ có cấp bậc cao hơn mới có thể làm được. Khoảnh khắc nhìn đến 10 ngôi sao sáng lên, miệng của Cổ Vân Minh khẽ nhếch, đã hoàn toàn không nói nên lời. Thập nguyên chi lực, đây phải là thực lực của cảnh giới nguyên anh trung kỳ mới đạt được. Đỗ Yên Nhi mới đột phá nguyên anh được bao lâu, còn chưa được hai ngày, nếu đổi thành người khác ngay cả nhất nguyên chi lực còn đánh không ra vậy mà cô ta lại là thập nguyên chi lực. Cũng được, trước mắt thập nguyên chi lực là điểm cực hạn của em. Nếu muốn tăng thêm một bước nữa, cần phải có thời gian rèn luyện. Đường Tuấn cũng dừng chỉ dẫn. Việc có thể chỉ dẫn Đỗ Yên Nhi vượt cấp, nguyên nhân chủ yếu là do khi ngưng kết nguyên anh, Đường Tuấn đối với tu vi của cô ta hiểu rõ như lòng bàn tay cộng thêm sự quen thuộc thể chất, mức độ quen thuộc này dường như Đỗ Yên Nhi là nhân bản thứ hai của Đường Tuấn vậy. Thêm việc phối hợp 99 ký tự cổ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn giúp Đường Tuấn tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp nhất với Đỗ Yên Nhi, chỉ trong hai ngày đạt tới thập nguyên chi lực. Cảm nhận lực lượng như tăng gấp 10 lần đang cuồn cuộn trong cơ thể, trên mặt Đỗ Yên Nhi lộ ra biểu cảm mừng như điên, nói cảm ơn anh Đường. Hiện tại cho dù ở trong tổ đấu với Nguyên Anh, em cũng có thể đạt được thành tích không tệ. Cổ vân minh đứng bên cạnh nghe thấy lời này, đều phải lắc đầu mà nói, không phải không tệ, với thực lực bây giờ của cô, ở trong tổ nguyên anh trẻ tuổi ít nhất có thể lấy được năm hạng đầu, thậm chí hạng nhất cũng có khả năng. Tham gia tổ đấu của nguyên anh yêu cầu chính là không vượt quá 50 tuổi, người giành được danh hiệu hạng nhất năm rồi cũng chỉ từ lục nguyên đến bát nguyên chi lực. Nếu so với quá khứ, cô chính là quán quân. Năm nay cho dù xuất hiện biến cố, cô cũng có thể dễ dàng nằm ở trong năm hạng đầu. Thật à, Đồ Yên Nhi giật mình nói. Cổ Vân Minh lười giải thích, nhà họ cổ đã tổ chức đại hội thăng cấp rất nhiều lần, hiểu những thế lực nhị cấp này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cần gì phải đi lừa một cô bé. Audio điện tử võ tấn bền chương 1811 thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà năm nay có vẻ không giống, nghe nói rất nhiều thế lực nhị cấp đều xuất hiện thiên tài kỳ lạ, ngay cả A La Nạp người nổi tiếng hiếu chiến đều không nhịn được phải xuất hiện, khiêu chiến rất nhiều người trẻ của thế lực bậc nhất, để tăng nhanh tốc độ tu luyện, không bị tụt lại phía sau so với cùng thế hệ chân mày cổ vân minh nhíu lại vẻ mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều a à, la nạp sắc mặt đường tuấn chợt thay đổi nhỏ theo như lời nói của cổ vân minh a à, la nạp là thánh tử của tu la môn đã sớm bước vào cảnh giới nguyên anh thực lực cực kỳ mạnh mẽ thật muốn thử sức với những thiên tài của thế giới man hoang trong lòng đường tuấn dâng trào ý chí chiến đấu hừng hực đối với đại hội thăng cấp sắp tới có chút mong chờ anh đưa lưng về phía mấy người cổ vân minh bàn tay đặt nhẹ nhàng đặt ở trên cột chắc nguyên, hơi hơi dùng sức. 3. Trên cột chắc nguyên, 100 ngôi sao hiện lên, đường Tuấn thu lại lực lượng, trăm sao biến mất, anh ra tay mau lẹ, đám người cổ vân minh không phát hiện được điều gì khác biệt. Hai ngày sau, Tông chủ độc Tông Thượng Quan Phong và mấy người trưởng lão mang các học trò trẻ tuổi của độc Tông đi đến thành Man Thiên trước, nhóm của đường Tuấn cũng theo sau. Lúc này, ở một nơi nào đó của thế giới man hoang, nơi này núi cao san sát, thác nước suối trong, trên bầu trời linh khí trải dài, đôi khi có người tu hành khống chế các loại pháp bảo bay vun vút giữa các ngọn núi, cũng có những cỗ xe lớn kéo bằng các loại yêu thú mạnh mẽ chạy ngang trời. Ở mỗi nơi trên sườn núi, lại có những đệ tử ăn mặc chỉnh chu tụm năm tụm ba thảo luận, thi đấu, hơi thở cường đại tỏa lên cao, rung động một vùng trời. Nơi này, giống như vùng đất được thần tiên yêu ái chúc phúc trong những câu chuyện cổ. Ở trên rìa của một đỉnh núi, hai người trẻ tuổi ăn mặc quần áo thô giáp đang đấu với nhau. Thần thông của hai người xuất hiện ùn ùn không dứt, nguyên đan ở giữa mày lập lòe ánh sáng, năm đạo thần văn khiến người ta phải chú ý. Nguyên quân, xem ra thực lực của anh lại tiến bộ không ít, chỉ sợ cách sáu văn không xa. Tự nhiên, cậu cũng không tệ, xem ra hôm nay lại không phân thắng thua được. Hai người cười ha hả, đồng thời dừng tay. Hai người này không phải ai khác, chính là Nguyên Quân và Giả Tư Niên cùng đến thế giới man hoang với Đường Tuấn, mới mấy tháng không gặp, vậy mà họ đã ngưng tụ năm văn. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Lỗ Nguyên Quân đột nhiên hỏi, Tư Niên, cậu nói xem Đường Tuấn bây giờ sống như thế nào? Có gia nhập thế gia hay tông môn nào đó không? Đã ngưng tụ bao nhiêu đạo thần văn? Giả Tư Niên suy nghĩ một lúc, lắc đầu cười, nói cái này khó mà nói trước được. Chúng ta có sự đề cử của Thiên Huyền Tông cùng Vạn Yêu Chi Sâm, còn muốn vượt qua vài cửa ải khảo nghiệm mới có thể vào được vạn đạo tông, lại còn có chỉ là đệ tử bên trong, ngay cả chân truyền cũng không phải. Nhưng dù cho như vậy, chúng ta cũng ngừng tụ năm văn, thực lực so với thời điểm mới vào man hoang ít nhất tiến bộ gấp 10 lần. chương 1812 rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tất cả các đệ tử hạch tâm và đệ tử chân truyền của tông môn đều đến. Tầm mắt giả dạ tư niên nhìn qua đám người trước mắt, ánh mắt khẽ run lên. Từ lâu đã biết thánh tử của La Nạp Môn A La Nạp là một kẻ hiếu chiến, không nghĩ đến lần này dám một mình đến Vạn Đạo Tông chúng ta, hiếu chiến Chu Sư huynh." Một giọng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong đám đông. Giả dạ Tư Nhiên và lỗ Nguyên Quân liếc nhau, đều cảm thấy khiếp sợ. Cả Vạn Đạo Tông to lớn chỉ có duy nhất một người được đệ tử Hạch Tâm và đệ tử chân truyền gọi là Chu Sư huynh. Chu Kính, đệ nhất thánh tử của Vạn Đạo Tông, đồng thời là thiên tài siêu việt duy nhất của Vạn Đạo Tông ngưng tụ tám văn mấy năm trước thành công đột phá Nguyên Anh, Tu Vi đã sớm đạt đến trình độ sâu không lường được. Là dạng người mà bọn họ chỉ có thể ngước lên nhìn thôi. Còn A La Nạp, bọn họ cũng từng nghe thấy danh tiếng của người này. Đệ nhất thánh tử Tu La Môn, so về thiên phú cũng một chín một người với Chu Kính. Chu Kính, thực lực của cậu cũng chỉ có như thế. Tu La Tà Quang Trảm, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, bốn phía toàn núi của vạn đạo tông bị bóng tối bao trùm xuống, trên bầu trời hiện ra một vết đao ánh bạc lớn hơn 10 mét, xé toạc bầu trời. Nhật chiếu, một mặt trời nhỏ xuất hiện ở không trung, đối lập với một mảnh đen tối trước đó. Bóng tối và ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó, ánh đao rơi xuống, một tiếng rên vang lên. Trời đất bình thường trở lại, có hai thanh niên đứng cách nhau hơn 10 mét. A-la-nạp, à, quả nhiên cậu vô cùng lợi hại, không hổ danh là đệ nhất thánh tử của Tu-la-môn thanh niên gầy ốm mặc áo màu xanh nhìn người còn lại, nở nụ cười có chút chua sót. Khi cậu ta nói chuyện, một tia máu từ khóe miệng tràn ra, chảy thành một dòng. Chu sư huynh thua, hai người lỗ nguyên quân không thể tin vào mắt mình. Người mặc áo màu xanh là đệ nhất thánh tử của vạn đạo Tông Chu Kính. Mà người ở đối diện là thánh tử của Tu La Môn A La Nạp. Thoạt nhìn bề ngoài A La Nạp giống một thanh niên u tối, ánh mắt tựa như lưỡi đao, mang theo ý lạnh khiến người khác phải giật mình. Không chỉ có hai người Lỗ Nguyên Quân, những đệ tử khác của Vạn Đạo Tông cũng là một dạng hồn vía lên mây. Ở trong các đệ tử Vạn Đạo Tông, Chu Kính là tượng trưng của sự bất bại, là vô địch, là đối tượng sùng bái của không biết bao nhiêu người. Nhưng giây phút này, Chu Kính thua cuộc. Các đệ tử Vạn Đạo Tông có mặt tại đây gần như đồng thời nhìn phía A La Nạp, trong ánh mắt thù địch không hề che giấu. Tay A La Nạp cầm một cây đao, nhẹ nhàng vung lên, ánh đao đi ra ngoài, giống như một chuỗi thất luyện màu trắng phanh phanh phanh. Mười mấy người đệ tử Vạn Đạo Tông đứng ở đằng trước bị đánh lùi về cùng lúc, có mấy người còn bị thương. Ngay cả một chiêu tôi tiện tay đánh ra còn đỡ không được, vậy mà cũng dám đối đầu, mấy người muốn chết sao?" Giọng A La Nạp lạnh lẽo cảnh cáo. Trong lòng tất cả đệ tử hoảng hốt giật mình, lúc này mới nhớ đến phía sau của A La Nạp là Tu La môn xếp hạng trong các thế lực bậc nhất so với Vạn Đạo Tông còn cao hơn nhiều. Không ít người sau lưng đã chảy mồ hôi ròng ròng chỉ bằng việc a la nạp thích giết chóc cho dù thật sự giết vài cái đệ tử của vạn đạo tông chỉ cần không phải là cấp bậc thánh tử vạn đạo tông cũng không dám nói gì thêm lộ nguyên quân và giả tư niên cũng hiểu được những người vừa rồi bị một đao của a la nạp đánh lùi mỗi một người đều so với bọn họ mạnh hơn vài phần nếu hai người đối mặt ánh đao kia chắc chắn không có đường sống sót hai người vội vàng thu lại ánh nhìn trong lòng suy nghĩ rồi sẽ có một ngày mình sẽ trở nên giống như bọn họ trên bầu trời, nhìn thấy hành động của các đệ tử Vạn Đạo Tông, A à La Nạp mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, ngón tay vuốt ve hoa văn trên thân đao, nhẹ giọng nói: "Chu Kính, thật ra cả hai chúng ta năng lực không chênh lệch nhau nhiều. Pháp lực đều là từ 90 đến 100 nguyên chi lực, đáng tiếc trong lòng của cậu lại có quá nhiều thứ vướng bận, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực." "Đạo là do giết chóc mới sinh ra." Sắc mặt Chu Kính hơi trầm xuống, nói: "Nếu cậu chỉ muốn nói những lời này, vậy có thể đi được rồi." Bỗng nhiên A La Nạp nói, vòng tuyển chọn mới của Thần Đình sắp bắt đầu rồi, tôi đã lấy được đề cử của tông môn, không bao lâu sau sẽ tham gia vòng loại. Trận chiến ngày hôm nay xem như là trận chiến cuối cùng của hai chúng ta. Vòng tuyển chọn của Thần Đình, vẻ mặt Chu Kính thay đổi, không thể tin nổi nhìn A La Nạp nói, những trưởng lão của tông môn vậy mà chấp nhận cho cậu tham gia, chẳng lẽ bọn họ không sợ cậu chết trong cuộc thi sao? Thần Đình được biết đến là một tổ chức độc lập được ba tông môn mạnh nhất thế giới man hoang thành lập nên. Mục đích của tổ chức này rất đơn giản là giữ gìn sự yên ổn, hòa bình trong thế giới man hoang, dọn sạch hết những nhân tố không ổn định, tồn tại giống như một kẻ phán xử. Chương 1813 tôi nhất định có thể thành công. Trong mắt A La nạp tràn đầy sự tự tin, nói tôi nhất định có thể thành công. Tông môn của tôi, cơ bản không có công pháp hóa thần. Thần đình là con đường duy nhất giúp tôi có thể hóa thần. Chu kính sừng sốt, có chút mờ mịt. Tu vi hiện tại của cậu cũng đã gần đạt đến trăm nguyên chi lực, qua mấy năm nữa, cảnh giới nguyên anh hậu kỳ sẽ vững chắc. Nếu từng bước tu luyện, lấy phương pháp tu luyện của vạn đạo tông, cuối cùng chắc cũng sẽ đạt đến nửa bước cảnh giới hóa thần. Đây cũng là điểm cực hạn của công pháp vạn đạo tông. Còn bước vào cảnh giới hóa thần, chỉ có ba tông mới có thể có. Từ lúc anh tu luyện đến nay cũng đã hơn 40 năm rồi, chẳng lẽ lại cam tâm dừng bước tại đây sao a à, la nạp hỏi chu kính nắm chặt tay đương nhiên anh ta không cam lòng được rồi anh cứ suy nghĩ cho tốt trước khi đại hội thăng cấp kết thúc nếu như anh đồng ý tham gia thì hãy nói với tôi tôi nghe nói gần mãn huyên thành xuất hiện lưỡng giới bi tôi muốn đi tìm thử một chút nếu có thể đến được lưỡng giới bi cơ hội tôi vượt qua thử thách sẽ cao hơn một chút a à, la nạp cất con dao ngắn xoay người chuẩn bị rời đi Khoan đã, trong lúc anh xoay người, giọng nói của Chu Kính vang lên. Trong thần đình thật sự có hóa thần đại năng tự tay chỉ dẫn sao? Chu Kính hỏi. Vô cùng chắc chắn, A à, La Nạp đáp. Chu Kính nói, tôi biết rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ báo cho cậu. A à, La Nạp khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đen biến mất ở phía chân trời. Chu Kính lau đi vết máu trên khóe miệng, anh ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những đệ tử chân truyền và hạch tâm của Vạn Đạo Tông trầm ngâm một chốc, chu kính mới chậm rãi nói, đại hội thăng cấp lần này mọi người đều phải tham gia. Anh ta vừa dứt lời, nhóm đệ tử đồng thời ngạc nhiên, mấy vị thánh tử đứng phía trước lên tiếng, sư huynh chu, chỉ là một cái đại hội thăng cấp nhỏ nhoi mà thôi, có cần phải xem trọng đến như vậy không? Trong quá khứ, Tông đã phái một vài trưởng lão, dẫn theo mấy người đệ tử hạch tâm cấp dưới đi là đã có thể quét sạch rất nhiều thế lực cấp 2 rồi đó. Tôi thấy lộ nguyên quân và giả tư niên cũng không tệ, có thể đi với tư cách là người đại diện. Có người đề xuất. Mọi người không kiềm được bật cười ra tiếng. Chu Kính liếc mắt nhìn Lỗ Nguyên Quân và Giả Tư Niên một cái, không khỏi lắc đầu. Chỉ dựa vào hai đệ tử Hạch Tâm Ngũ Văn này cũng không đấu lại được những thiên tài kia. Nghe nói đại hội thăng cấp lần này, rất nhiều thế lực cấp 2 sẽ xuất hiện một số nhân vật thiên tài như Vô Niên Tử của chùa Thiên Trúc, Nguyệt Yên Nhân của Nguyệt Cốc, những người này đều là cao thủ đạt đến lục văn, thất văn, không thể xem thường được mọi người tham gia đại hội lần này cũng có thể tiếp thu thêm chút kiến thức về kỹ thuật võ thần thông của người khác, mở rộng tầm hiểu biết. Sư Huynh Chi nói rất có lý, Nguyệt Cốc và Chùa Thiên Trúc đều là các thế lực cấp 2 xếp trước 10 môn phái khác, lai lịch thâm hậu, ngoại trừ người tu hành đứng đầu, những phương diện khác cũng không kém mấy thế lực cấp 1. Nguyệt Yên Nhân và Vô Niên Từ thật sự là cao thủ, nhưng cũng có một vài người là bị người khác thổi phồng lên. Khoảng thời gian trước đây tôi có nghe người ta nói, độc tông vậy mà lại luyện ra được một thiên tài cửu văn, hình như tên là Đồ Yên Nhi. Trong nhóm người cấp bậc thánh tử, có một người cười nhạo, biểu cảm vô cùng khoa trương nói, muốn đồn cái gì cũng phải đồn cho hợp lý chứ, vậy mà dám nói ngưng tụ được cửu văn. Tính trong thế lực siêu cấp, người ngưng tụ được cửu văn cũng chưa được mấy người. Độc tông chỉ xếp hạng giữa trong thế lực cấp 2 mà cũng dám nói bậy nói bạ. Hừ, chờ đến đại hội thăng cấp lần này, tôi sẽ đi khiêu chiến với người đó xem cô ta còn dám nói chuyện vô căn cứ nữa hay không. Một đệ tử chân truyền nói, ngũ sư huynh ngưng tụ được thất văn, pháp lực vô cùng mạnh, đánh với một kẻ nhất nguyên chi lực, sợ rằng đến một chiêu người nó cũng không đỡ được. Có đệ tử cười nói, chu kính nghe thấy vậy, không nhịn được mà bật cười, hiện tại có một số thế lực cấp 2 vì mánh lưới mà cái gì cũng dám nói ra, thật sự rất liều. Mọi người nếu ra tay thì phải chú ý đến sự đúng mực, đừng đánh chết người. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Chu Kính quyết định. Những đệ tử khác đành phải gật đầu. Chờ đến khi đám đông đệ tử rời đi, Chu Kính mới ngước mặt lên nhìn không chung, vẻ mặt bình tĩnh, thấp giọng nói, thần đình, có lẽ là một loại lựa chọn. Trên trời cao hàng ngàn mét, một chiếc thuyền bảo vật ở trên không trung bay về phía thành Long An. Ở đầu thuyền, cắm một lá cờ đại diện cho độc tông. Lần này độc tông đi ra ngoài, đã sử dụng chiếc thuyền bảo vật cấp bảo khí duy nhất trong tông để duy chuyển. Anh Đường, qua 10 ngày nữa là chúng ta có thể đến được Thành Long An. Trong một căn phòng ở đuôi thuyền, Đồ Yên Nhi nhìn tấm bản đồ trong tay. Hiện tại tu vi của cô đã được ổn định tại trình độ pháp lực cấp 10, hơi thở càng thêm trầm lặng, không sử dụng sức mạnh nguyên anh thì người khác không thể nhìn ra sức mạnh thật sự của cô được. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong khoảng thời gian này anh cũng không lãng phí, sau khi luyện hóa được một chút anh khí từ trên người Đồ Yên Nhi, khả năng tu luyện các loại thần thông của anh lại tăng thêm vài phần. Lúc trước sử dụng một phần ba năng lực là có thể đánh ra trăm nguyên cấp bậc pháp lực, hiện tại thì chỉ cần dùng một phần tư sức mạnh là đã có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Đúng lúc này, bên ngoài thuyền bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh, ngay sau đó cả con thuyền bị trao đảo, giống như đụng phải thứ gì. Những người ở trong phòng, loáng thoáng nghe được tiếng hét tức giận của Thượng Quan Phong. Trường 1814, không cam lòng. Nhóm người Đường Tuấn ra khỏi phòng của mình, đúng lúc nhìn một con thuyền phát sáng chói lòa, con thuyền này so với thuyền của Độc Tông lớn hơn gấp 10 lần, con thuyền khổng lồ kia đang chắn ngang trước bảo thuyền của Độc Tông. Trên đầu chiếc thuyền đối diện, có bảy tám thanh niên cả nam lẫn nữ đang đứng thẳng trên đó, vẻ mặt của những người đó hờ hững, còn sen lẫn thái độ xem thường mọi thứ, nhưng hơi thở trên người lại vô cùng mạnh mẽ. Ở giữa hai chiếc bảo thuyền, có hai người đang đánh nhau thành một đám. Trong đó có một thanh niên có cùng khí chất với những thanh niên đang đứng trên con thuyền khổng lồ, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Một viên nguyên đan tung hoành như đang bay, vậy mà bị cậu xem như món pháp bảo ném đến ném đi liên tục, khiến cho người khác kinh động nhất chính là, trên viên nguyên đan của cậu ta lại ngưng tụ chín đạo thần văn, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Mà người đang đánh giết cùng với cậu ta lại là một người đàn ông trung niên mang một chiếc trường bào màu đen, người trung niên đó vậy mà lại là một tu sẽ cảnh giới nguyên anh trung kỳ nhìn tình huống thì sức mạnh của hai người ngang nhau tên ác nghiệt có biển tinh thần đằng kia thực lực cũng không tệ lắm vậy mà lại có thể đánh với đinh hàn lâu đến như vậy trên bảo thuyền khổng lồ một thanh niên mang một bộ đồ đen lên tiếng nói đinh hàn vừa ngưng tụ được cửu văn không lâu ngay cả lễ rửa tội lôi trì cũng chưa được trải qua thực lực ở trong thần đình cũng chỉ có thể xem là từ mức giữa trở xuống pháp lực nằm ở khoảng trên dưới chín nguyên một thiếu nữ mang áo đỏ nhẹ giọng nói những người còn lại cũng liên tục gật đầu, đệ tử của thần đình cũng có người mạnh kẻ yếu. Đặc biệt là đã được trải qua lễ rửa tội lôi trì hay chưa, thực lực cũng đã tranh lệch ít nhất 5-6 lần. Sợ rằng trong một chốc nữa Đinh Hàn cũng sẽ khó bắt được tên ác nghiệt có biển tinh thần kia, chẳng qua có chúng ta hỗ trợ, tên ác nghiệt đó cũng không chạy thoát được. Thân phận của đối phương đã được điều tra xong chưa? Trong 7-8 người, một thanh niên thoạt nhìn chỉ tầm trên dưới khoảng 20 tuổi hỏi. Trong những người ở đây, tuổi của cậu ta là nhỏ nhất, nhưng khi cậu ta vừa nói ra, tất cả mọi người không ai dám nói lại, chỉ đứng lặng im mà nghe. Nhất chung, vừa lấy được kết quả phân tích hơi thở của thần đình, người này chắc là đạo tạc thu hải sơn, thực lực giống nhau, nhưng cách che giấu hơi thở lại không tệ. Đã từng đánh cắp thành công kho báu của 8 thế lực cấp 1 cũng nhờ vào điểm này, cuối cùng lại bị cả 8 thế lực truy nã, ông ta được xếp hạng thứ 60 trên bảng đơn những kẻ bị truy nã của thần đình một thanh niên cầm tờ báo cáo trên tay cung kính nói thanh niên tên trung nhất kia nói thu hải sơn hừ đợi lát nữa sau khi bắt được ông ta rồi dùng đại pháp siêu hồn bắt ông ta giao ra tám pháp môn thần thông đã trộm được trước đó chờ đến khi tôi đem cống hiến những món pháp môn đó lên cho thần đình cũng có thể được thêm không ít điểm công lao trên mặt những người xung quanh nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng nhất trung vậy độc tông kia phải xử lý như thế nào có người nhìn về phía bảo thuyền của Độc Tông cách đó không xa, hỏi: "Chỉ là một cái tông môn thế lực cấp 2 dưới đáy nhỏ xíu mà thôi, tùy tay là có thể tiêu diệt được rồi, trước mắt không cần xen vào bọn họ." Thanh niên tên nhất trung nói. Những người khác cũng gật đầu theo, bất kỳ ai trong số bọn họ ra tay đều có thể dễ dàng tiêu diệt Độc Tông, có cái gì mà đáng để vào mắt. Giống như voi cũng không bao giờ xem con kiến là một đối thủ. Thì ra là người thần đình, trên bảo thuyền Độc Tông Cơ thể của Tông chủ Thượng Quan Phong hơi run rẩy, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi sâu đậm. Vẻ mặt những trưởng lão khác cũng ngưng trọng, tất nhiên cũng biết thần đình lợi hại đến bao nhiêu. "Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây?" Trúc Anh hưng hỏi. Thượng Quan Phong cười khổ nói, "Còn có thể làm được gì bây giờ? Chờ bọn họ phân thắng bại đi, tuy rằng những đệ tử đó của thần đình đều là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, nhưng mỗi người đều là cao thủ cửu văn." Dù là người nào cũng không phải là người mà chúng ta có thể đấu lại. Đặc biệt là người trẻ tuổi đứng ở giữa đám người kia, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta chính là Vương Nhất Chung, người xếp hạng thứ 9 trên bảng nguyên đan của thần đình. Không phải chứ, đó chính là Vương Nhất Chung, người đã giết chết 13 vị cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, kể cả khi cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ ra tay cũng không làm gì được cậu ta hả? Trúc Anh Hưng ngạc nhiên thốt lên. Thượng Quan Phong trả lời, chính là cậu ta, có cậu ta ở đây chúng ta có muốn trốn, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ông ta nhìn thoáng qua Đỗ Yên như đứng phía sau Trúc Anh Hưng, lúc này cô gái đang cắn chặt môi, vẻ mặt có chút khó nhìn. Thượng quan phong khuyên nhủ, đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn, thực lực cũng sẽ tranh lệch gấp trăm lần. Những người có thể vào được thần đình đều có thực lực cấp một và là thiên tài siêu cấp tam tông, con không cần cảm thấy quá áp lực. Hơi dừng lại một chút, thượng quan phong nói tiếp, kể cả lại Yên Nhi đã ngưng tụ được nguyên đan cửu văn, cũng không chắc là đối thủ của cậu ta. Cơ thể mềm mại của Đồ Yên Như run lên, ánh mắt nhìn về phía Đồ Yên Nhi đang đứng sóng vai cùng Đường Tuấn cách đó không xa, hai người vừa nói vừa cười với nhau. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt của Đồ Yên Như không khỏi chuyển lạnh. Tất cả là lỗi của anh ta, nếu không phải do anh ta đến Độc Tông, làm sao Yên Nhi có thể nhanh như vậy đã đột phá được nguyên anh. Đồ Yên Như căm hận thầm nghĩ hiện tại cô đã xem Đường Tuấn là kẻ đầu sỏ gây ra tai họa cho em gái của cô. Anh Đường, bọn họ thật mạnh, ánh mắt của Đồ Yên Nhi sáng lên, trong giọng nói tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đường Tuấn, ừ, một tiếng, tên đệ tử này của thần đình, thật sự mạnh hơn rất nhiều các đệ tử của thế gia tông môn mà anh đã gặp qua. Ví dụ như người tên Đinh Hàn này, lực dao động từ mỗi lần cậu ta đánh ra đã đạt đến một phần hai mươi tiêu chuẩn của anh. Đến cả người tên Vương Nhất Trung lợi hại nhất kia, từ một chút hơi thở mà nhìn, không sai biệt lắm thì cậu ta đạt đến một phần chín tiêu chuẩn. Đây vẫn là lần đầu tiên mà anh gặp được một cao thủ cảnh giới nguyên đan mạnh đến như vậy. Đó chính là đệ tử của thần đình, nhân vật xuất sắc nhất trong các tông phái, lại có được hóa thần tự mình chỉ dẫn, đương nhiên là mạnh rồi. Nhưng cũng không giống với người nào đó, chỉ biết khua môi múa mép. Đồ yên như đã bước đến, ám chỉ nói. Người nào đó trong miệng cô ta, tất nhiên là chỉ đường tuấn. Đồ Yên Nhi vội vàng lôi kéo tay áo chị gái mình, để cô ta không nói tiếp nữa. chương 1815, hiện tại chúng ta nên làm gì? Chỉ là một tên lục văn mà thôi, có thể lợi hại đến đâu được chứ? Đồ Yên như châm biếm một câu. Trong khi mọi người nói chuyện, trận chiến trên sân cũng dần dần phân ra thắng bại, tuy rằng thực lực của Thu Hải Sơn lợi hại hơn Đinh Hàn một chút, nhưng mà ông ta đang bị trọng thương, hơn nữa còn có các đệ tử của thần đình phòng thủ ở một bên, ông ta cũng cảm thấy e ngại nên không thể hiện hết sức mạnh của mình rất nhanh đã bị đinh hàn đè ra đánh thu hải sơn ông không chạy thoát được đâu đinh hàn nổi giận gầm lên ngón tay như móc câu lại có thể xé một mảng máu thịt từ trên người của thu hải sơn hơi thở của thu hải sơn càng thêm nặng nề khóe miệng lại xuất hiện một ý cười thân thể bỗng nhiên nổ tung biến thành một làn xương đen bay nhanh về phía chân trời không xong rồi là độn thuật thần thông Sắc mặt của nhóm người vương nhất trung đứng trên bảo thuyền đều thay đổi. Nếu như là độn thuật thần thông bình thường thì bọn họ không để vào trong mắt. Nhưng mà độn thuật thần thông mà thu sơn hải sử dụng là dùng máu để thúc đẩy, một khi chạy trốn, nó có thể so với cảnh giới nguyên anh học kỳ. Bọn họ không chú ý một chút, vậy mà lại để đối phương thực hiện độn thuật bỏ trốn. Đuổi theo, Đinh Hàn nghiêng mình dừng trên chiếc thuyền khổng lồ, vương nhất trung nhanh chóng ra lệnh, điều khiển bảo thuyền đuổi theo hướng mà thu hải sơn bay đi âm một tiếng bảo thuyền đã chuyển hướng tốc độ còn nhanh hơn chiếc bảo thuyền của độc tông gấp mấy lần giọng nói lạnh lẽo của vương nhất trung từ xa xa chuyển đến độc tông lần này xem như các người gặp may chờ đến khi bảo thuyền thần đình biến mất trong tầm mắt của mọi người những người độc tông mới khôi phục lại tinh thần có cảm giác vừa tìm được đường sống trong chỗ chết khi nào thì độc tông của ta mới có thể luyện ra được một vị đệ tử thần đình thương quan phong thở dài nhàn nhạt hỏi một câu sau đó ông ta đi vào trong bảo thuyền. Còn lại mấy trưởng lão của độc tông, dáng vẻ ai nấy cũng ảm đạm, có vẻ như bọn họ đều bị những đệ tử thần đình đả kích rồi. Anh Đường, sau khi mọi người rời đi, đội yên nhi phát hiện không biết từ khi nào Đường Tuấn đã đi đến đầu bên kia của bảo thuyền, trong tay anh cầm một hòn đá phỉ thúy màu xanh lục, bộ dạng thất thần. Anh Đường này, chị của em cũng không cố ý nói anh như vậy đâu, thật ra trong lòng chị em cũng không xấu, Đồ Yên Nhi nghĩ rằng Đường Tuấn bị lời nói của Đồ Yên như ảnh hưởng, cô vội vàng lên tiếng an ủi anh. Đường Tuấn lắc lắc đầu, giải thích hai câu, những câu mà Đồ Yên như nói cũng không đả kích được anh. Sau khi quay lại phòng của mình, vẻ mặt Đường Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, anh mở lòng bàn tay ra, rõ ràng đó là viên đá phỉ thúy màu xanh lục. Đôi mắt anh hơi hơi híp lại, lúc vừa rồi khi Thu Hải Sơn thực hiện huyết độn chi thuật, đã hấp dẫn ánh mắt của những người thần đình, mà viên đá màu xanh lục này lại từ trên người của ông yên lặng dừng lại trên bảo thuyền độc tông. Nếu không nhờ vào tinh thần của đường Tuấn nhạy bén dị thường, chỉ sợ rằng cũng không phát hiện ra. Tinh thần lực của đường Tuấn vừa mới đi vào trong viên đá màu xanh lục kia, trong đầu anh đã vang lên một giọng nói, tên nhóc độc tông may mắn, trước mắt viên lục thần thạch này sẽ gửi tạm ở chỗ cậu. Nội dung bên trong lục thần thạch là từ trong thế lực cấp 1 đã được tôi ghi lại trên dưới 30 mấy loại đại thừa thần thông. Nếu như tôi chết, thì sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu, còn nếu không chết, thì cậu hãy thay tôi cất giữ nó cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ trả cho cậu thù lao vừa ý. Cũng không cần nghĩ đến việc tháo bỏ phong ấn trên viên lục thần thạch. Phong ấn trên đó ít nhất phải là tu vi cảnh giới Nguyên Anh mới có thể phá vỡ được. Em mờ thanh này, rõ ràng là giọng nói của đạo tạc thu Hải Sơn lúc nãy. Ba mươi mấy loại đại thừa thần thông, đôi mắt đường Tuấn không khỏi sáng ngời hiện tại thứ anh thiếu nhất chính là thuật tu luyện đại thừa thần thông. Tinh thần lực tiếp tục được mở rộng, rất nhanh đã chạm đến một lá chắn vô hình, ngăn cản sự tra xét của tinh thần lực anh. Chắc chắn đây chính là phong ấn trong lời Thu Hải Sơn đã nói. Đường Tuấn thử phá vỡ phong ấn, nhưng phong ấn cũng không di chuyển một chút nào. Đúng là một tiểu quỷ không nghe lời, thật là có lòng tham. Chẳng qua một chút năng lượng này của cậu cũng không phá được phong ấn đâu. Dường như Phong Ấn cảm nhận được năng lượng của Đường Tuấn, vang lên giọng nói của Thu Hải Sơn. Trong tiếng cười mang theo chút mỉa mai, như thể đang cười nhạo Đường Tuấn không biết tự lượng sức mình. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, 99 đạo thần văn trong Nguyên Đan đồng thời sáng lên, một cỗ sức mạnh to lớn mãnh liệt đến mức không cách nào có thể tưởng tượng được phóng về phía Phong Ấn với một tư thế vô song. Phong Ấn vốn vững mạnh như bức thành tường nhưng trong nháy mắt lại sụp đổ dưới sự truy quét của sức mạnh này thậm chí còn không duy trì nổi một giây. Tên nhóc, ngoan ngoãn thay tôi trông coi lục thần thạch đi. a à, sức mạnh này. Giọng nói Thu Hải Sơn vừa vang lên đã theo phong ấn cùng một chỗ, bị 99 đạo thần văn dội rửa không còn một mảnh, hoàn toàn tiêu tán. Khóe miệng đường Tuấn nhếch lên nở nụ cười nhạt. Trong lần thử trước, anh chỉ sử dụng sức mạnh của 6 văn trên nguyên đan, thậm chí ngay cả nhất nguyên chi lực cũng chưa tới. Nhưng khi anh thôi động 99 đạo thần văn, trong phút chốc sức mạnh gần như đã tăng lên gấp mấy trăm lần, chỉ là một cái phong ấn vốn dĩ không cản nổi anh. Sau khi phong ấn bị phá vỡ, trong góc tối u ám hẻo lánh cách xa bảo thuyền của độc tông mấy ngàn cây số, một bóng người đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, trầm giọng gắt lên, chết tiệt. Tại sao độc tông lại có thể có một tên nhóc mạnh như vậy? Người này chính là Thu Hải Sơn, gã sử dụng huyết độn chi thuật phải rất vất vả mới thoát khỏi sự truy sát của mấy tên học trò thần đình, nhưng là bởi vậy thụ trước nay chưa có trọng thương, thực lực trăm không còn một. Audio điện tử võ tấn bền chương 1816, anh đường rất lợi hại. Trong lòng Thu Hải Sơn đã có chủ ý, trong thế giới man hoang, gã biết có không ít cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Trong đó có mấy tên đã đạt đến hai thiên nguyên chi lực. Tiêu chuẩn của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao là thiên nguyên chi lực, năm thiên nguyên chi lực chính là nửa bước hóa thần, còn chân chính hóa thần cảnh là có được vạn nguyên chi lực. Hai thiên nguyên chi lực, đủ để hành hạ đến chết cảnh giới nguyên anh đỉnh cao bình thường. Vì vậy cho dù đối phương thật sự có thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, Thu Hải Sơn cũng không uổng. Trong phòng bảo thuyền của Độc Tông, ánh mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Lôi bảo, cực độ càn khôn, huyền linh chú, không ngờ bên trong lục thần thạch nhỏ bé này lại có 36 môn đại thừa cấp bậc thần thông, Thu Hải Sơn thật sự không gạt người. Tinh thần lực của anh lướt qua bên trong lục thần thạch, rất nhanh đã ghi nhớ lại phương pháp tu luyện của 36 môn thần thông. Vừa đúng lúc nhân cơ hội tu luyện một chút. Đường Tuấn lấy hắc nguyên tinh và một ít nguyên thạch mà lúc trước ở mãn nguyên thành cướp đoạt được từ tam gia, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Anh có thể cảm nhận rõ ràng 36 loại thần thông so với mãn nguyên thành tam gia thần thông càng cao minh hơn, có lẽ có thể khiến cho thần văn của anh thăng lên một cấp bậc lớn. Tranh thủ đột phá thiên nguyên chi lực trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, pháp lực hiện giờ của anh ước chừng khoảng từ 400 nguyên đến 500 nguyên, sở dĩ có thể phá vỡ phong ấn là bởi vì Hỗn Độn Nguyên Đan thần diệu có công dụng rất lớn. Nếu như có thể đột phá Thiên Nguyên chi lực, vậy anh đã chính thức có thể khiêu chiến thực lực cùng với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Nói là làm, Đường Tuấn phân phó cho ba người Thủy Thạch Lam, Cổ Vân Minh và Đồ Yên Nhi một tiếng, sau đó bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, bảo thuyền của Độc Tông đã đến bên ngoài thành Long An. Thành Long An là một trong 10 thành phố lớn của thế giới man hoang, có diện tích gần gấp trăm lần mãn nguyên thành. Bên trên thành tường cao được khắc vẽ cấm bay phù văn, sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thành Long An. Dưới loại sức mạnh này, trong thành chỉ có tu sĩ đạt đến nửa bước hóa thần mới có thể phi hành. Độc Tông là tông môn nhỏ đứng thứ hai trong thế lực thiên hạ, càng không dám làm trái quy định này. Thượng quan phong ra lệnh một tiếng, các học trò độc tông ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị xuống thuyền, đi bộ vào thành. Anh Đường còn đang tu luyện à? Bên ngoài gian phòng, đội yên nhi nhìn qua cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt có hơi lo lắng hỏi. Thủy Thạch Lam khẽ gật đầu. Ngày thường không tu luyện, cố tình tu luyện vào đúng lúc này, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người trong độc tông đều phải chờ cậu ta à? Mấy tên học trò độc tông gần đó vẻ mặt không vui nói. Kể từ khi Đồ Yên Nhi không chịu nghe lời Trúc Anh Hưng nói, sau đó tự tiện đột phá Nguyên Anh, ngay lập tức đã bị tước đoạt tên tuổi thánh nữ, bởi vậy nên rất nhiều học trò trong Độc Tông đều không thể nào chào đón cô. Mặc dù cô đã đột phá nguyên anh, có thể nói là cao thủ bậc nhất trong thế hệ trẻ của Độc Tông, nhưng đối xử với mọi người hiền lành, đối với đám học trò trong tông nói lời lạnh nhạt hầu như cũng không để ý. Bởi vậy, ngay cả một số học trò bình thường cũng dám thì thầm một hai câu với cô. Trong số mấy tên học trò của Độc Tông thì có Trần Bằng. Gã nhíu mày giọng điệu không kiên nhẫn nói, mau để cho cậu ta ngừng tu luyện, chúng tôi muốn xuống thuyền. Chủ nhân đang tu luyện, không thể quấy dày, Thủy Thạch Lam trầm giọng nói. Ta không quan tâm, thuyền này là của độc tông bọn ta, cũng không phải của các người. Trần Bằng hừ lạnh một tiếng, xài bước tiến lên, đưa tay muốn gõ cửa. Trong mắt Thủy Thạch Lam hơi híp, chuẩn bị ra tay. Lúc tu luyện, nếu như bị ảnh hưởng bên ngoài quấy phá, rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Cạch, Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Cuối cùng cũng chịu đi ra. Trần Bằng cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, thật sự coi nơi này là nhà của mình à. Vả miệng, Đường Tuấn nói. Trần Bằng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình Thủy Thạch Lam khẽ động. Bốp bốp bốp. Mặt của Trần Bằng lập tức trở nên sưng đỏ, phun ra cả răng lẫn máu tươi. Còn dài dòng một câu nữa, ngay cả viên nguyên đan bốn văn kia của anh tôi cũng đánh nát. Yên nhi tính tình tốt, không có nghĩa là tôi tính tình tốt. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Bằng. chương 1817, trả thù lao vừa ý. Anh Đường, như vậy hình như không tốt lắm. Đồ Yên Nhi hỏi. Đường Tuấn xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi, đáp lại, sức mạnh, cũng không phải để trưng bày. Trước khi đột phá, không có ai trong độc tông là đối thủ của anh. Hiện tại anh đã đột phá thiên nguyên chi lực, thậm chí chỉ cần dùng một phần mười sức mạnh, cũng có thể càn quét độc tông anh nội coi nguyên đan. Bên trên nguyên đan, có 33 đạo thần văn đạt tới đại thừa trung cấp, một đạo thần văn đạt đến đại thừa viên mãn. Bây giờ pháp lực của anh đã hoàn toàn đột phá giới hạn thiên nguyên, có thể chân chính sánh ngang với cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Mấy người vừa mới chuẩn bị xuống thuyền, đã nghe được một giọng nói giận dữ vang lên, dám đả thương học trò độc tông của ta, ai cho ngươi lá gan. Một thân ảnh từ đầu thuyền mạnh mẽ phóng tới, khí thế hùng hồn lan ra, ngay cả Đồ Yên Nhi cũng lui về sau mấy bước. Sư phó, Đồ Yên Nhi nhìn thấy người tới, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Người tới chính là sư phụ của cô Trúc Anh Hưng. Sau lưng Trúc Anh Hưng, trên mặt Trần Bằng và mấy tên học trò mang theo một nụ cười lạnh. Gương mặt Trần Bằng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ, bàn tay gã ở trên cổ nhẹ nhàng xoẹt qua một đường, trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ nhúc nhích, trầm mặc nói, người chờ chết đi chúc anh hưng hít mắt lại nói ta để cho cậu ở trong độc tông còn để cho cậu ngồi thuyền cậu không biết ơn thì thôi lại còn dám ra tay đối với học trò trong độc tông của ta cậu cho rằng độc tông ta không làm gì được cậu ư sư phó chuyện này không phải là lỗi của anh đường đồ yên nhi đứng ra muốn giải thích yên nhi cô câm miệng sư phó đang ở trước mặt có phần của cô nói chuyện à đồ yên như vội vàng chạy đến thô bạo cắt ngang lời nói của đồ yên nhi hả à hung hăng chừng mắt nhìn đồ yên nhi khiển trách còn không lại đây cho chị chị à em đồ yên nhi do dự đồ yên như không ngừng cười lạnh tốt bây giờ học được bản lĩnh rồi ngay cả chị nói cũng không nghe đồ yên nhi nghe vậy linh động trong mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước lâm vào tình thế khó xử đường tuấn không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ do dự của đồ yên nhi vỗ vỗ vai cô trần an em đi đi chỉ cần anh muốn đi Độc Tông cũng không thể trói buộc được anh, nếu thật sự ra tay, anh có thể đánh cho bọn họ tè ra quần. Hiện tại anh đã có ngàn nguyên chi lực, mà người mạnh nhất Độc Tông Thượng Quan Phong ngay cả trăm nguyên chi lực cũng chưa đến vốn dĩ không phải một tên cao thủ. Đồ Yên Nhi, phụt, một tiếng cười. Mấy ngày nay, Đường Tuấn có bao nhiêu thực lực cô ít nhiều cũng có thể biết được một ít, lại thêm có Thủy Thạch Lam bên cạnh, lo lắng trong lòng cô lập tức giảm đi rất nhiều. Vậy thì anh Đường, anh cẩn thận một chút, sau khi nói với Đường Tuấn một câu, Đồ Yên Nhi mới trở lại bên cạnh Đồ Yên Như. Người dám xúc phạm độc tông ta, bị Đường Tuấn phất lờ, lửa giận trong mắt Trúc Anh Hưng lập tức bốc lên, phẫn nộ quát, quỳ xuống xin lỗi đám người trần bằng, làm nô lệ trong độc tông của ta 20 năm, ký kết thỏa thuận, ta có thể không giết cậu. Trần bằng ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ đắc ý. Muốn tôi xin lỗi một đám rác rưởi, Trúc Anh Hưng, bà bị ngu à? Đường Tuấn thản nhiên nói chàng gian lập tức yên tĩnh. Cậu tự tìm cái chết, một lát sau, hơi thở của Trúc Anh Hưng tăng vọt, trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt, đoàn ánh sáng phát ra âm thanh khiến cho da đầu người ta tê dại. Đoàn ánh sáng ngưng tụ, chiếu dọi lên khuôn mặt của Trúc Anh Hưng lộ ra sắc mặt xanh biếc, trông khiến người ta hết sức sợ hãi. U trùng cổ, đây là thần thông trúc trưởng lão bí mật tu luyện, trong tông người tu thành thuật này, không có nhiều hơn 5 người. Muốn luyện thành u trùng cổ, Nhất định phải thu giữ 49 loại độc vật cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, dùng máu của bọn nó để tu luyện, độc vật ít nhất đều phải ngàn trảo con rết, mặt quỷ nhện cấp bậc này. Tên nhóc này chết chắc rồi. Đám người Trần Bằng nhìn Đường Tuấn đầy thương hại. Đoàn ánh sáng hóa thành u lục sắc thất luyện, lao về phía Đường Tuấn, trong không khí tỏa ra mùi khó chịu. Trùng cổ thần thông ư? Đường Tuấn nhìn thất luyện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tâm niệm anh vừa động, pháp lực trong cơ thể chấn động từng sợi tơ pháp lực từ ngón tay thoát ra, trong chớp mắt cắm vào bên trong thất luyện. Chừng mấy trăm sợi tơ pháp lực, không đến một cái hô hấp, u lục sắc thất luyện đã bị tan rã. Pháp lực hóa ti, ngươi là vị tiền bối nào của gia tộc cổ, lại cùng lão phụ nhân ta đùa kiểu này. Trúc Anh Hưng nhìn từng sợi tơ pháp lực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Pháp lực hóa ti chính là bí thuật gia tộc cổ, có thể tu luyện đến trình độ này, gia tộc cổ to lớn như vậy cũng không có mấy người bởi vậy Trúc Anh Hưng coi Đường Tuấn trở thành nhân vật quan trọng trong gia tộc cổ. Đừng nói là bà, ngay cả gương mặt xinh đẹp của cổ Vân Minh ở bên cạnh cũng tái đi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô được xưng là thiên tài tu luyện của gia tộc cổ, bây giờ cũng mới đạt đến giai đoạn pháp lực hóa ti trăm cảnh, mà Đường Tuấn chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, lại có được pháp lực hóa ti đạt tới trình độ này, đã không phải thiên tài có thể hình dung được rồi. Ta không phải người của gia tộc cổ, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Trúc Anh Hưng lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đánh vào trên người mình. Phụt! Trúc Anh Hưng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trùng xuống. Đường Tuấn chậm rãi thu tay về. Anh mới dùng không tới một phần mười sức mạnh, Trúc Anh Hưng đã không đỡ được, độc tông này quả thật quá yếu. Đường Tuấn nhìn về phía đám người trần bằng, sợi tơ pháp lực trên đầu ngón tay cũng phiêu theo gió. Vụt! Một bóng người xuất hiện ở trước mặt đám người trần bằng, độc tông bọn ta tiếp đãi ngươi nhiều ngày như vậy, cho dù bọn họ đắc tội ngươi, nhưng cũng đã chịu trừng phạt của báo ứng, chuyện này cứ tính như vậy đi. Người nọ là thượng quan phong. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thu lại pháp lực ti tuyến. Độc tông dù sao cũng là môn phái của Đồ Yên Nhi, anh cũng không muốn gây nháo loạn quá khó coi. Miếu nhỏ độc tông của tôi không chứa được mấy người, xin các người rời đi. Thượng quan phong nhường ra một con đường, ra lệnh đuổi người. Tông chủ, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Trúc Anh Hưng không cam lòng nói. Thượng quan phong nhíu mày, Trúc trưởng lão, độc tông là do người quyết định, hay là ta quyết định? Trúc Anh Hưng không nói, chỉ có thể dùng ánh mắt oán giận nhìn đường Tuấn. Anh đường, anh thật sự phải đi à? Trường 1818, không thể quấy dày. Đường Tuấn xoa xoa đầu cô, nói, trên đại hội thăng cấp thể hiện cho tốt, anh sẽ quan sát em. Nói xong, anh đưa theo Thủy Thạch Lam và Cổ Vân Minh xuống thuyền. Đợi đến khi cả ba người biến mất khỏi tầm mắt, Thượng Quan Phong nói với mấy người Trần Bằng, lời ta từng nói, các người quên hết rồi à? Trần Bằng do dự một lát, đột nhiên đáp Tông Chủ, nếu cậu ta có pháp lực hóa ti của gia tộc cổ, lời đồn đại kia có phải sự thật hay không? Cô gái bên cạnh cậu ta kia, không phải là công chúa nhỏ của gia tộc cổ Cổ Vân Minh chứ? Thượng Quan Phong nhíu mày, nói chuyện này đến đây thôi bất kể là gia tộc cổ hay là cậu ta đều không phải là người độc tông chúng ta có thể đấu lại được đừng vì độc tông mà mang tới tai họa nói xong thượng quan phong lập tức rời đi chúc trưởng lão trần bằng nhìn về phía trúc anh hưng ở bên cạnh nếu như cậu ta thật sự nhốt công chúa nhỏ của gia tộc cổ mà chúng ta lại thông báo cho gia tộc cổ biết tin tức này không cần trần bằng tiếp tục nói trúc anh hưng đã hiểu rõ ý của gã người của cổ ra đến thành long an chưa chúc Anh Hưng hỏi. Trần Bằng nghe vậy, tức thì lộ ra vẻ vui mừng, đáp con đây lập tức đi nghe ngóng một chút. Trúc Anh Hưng khẽ gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Đỗ Yên Nhi, hừ lạnh một tiếng, gắt nhẹ cánh cứng cáp rồi đấy, còn có thể liên kết với người ngoài chống lại ta. Nhóc con, chờ ta quay về độc tông, xem ta phạt con như thế nào. Đỗ Yên Nhi giữ im lặng. Tại sao anh lại có thể sử dụng pháp lực hóa ti của gia tộc cổ, hơn nữa còn có thể phân hóa ra nhiều linh tơ như vậy? Mấy người vừa xuống thuyền, cổ vân minh đã gấp không chờ nổi hỏi đường Tuấn. Hóa ra cái này gọi là linh tơ, đường Tuấn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay một sợi linh tơ phiêu động. Anh vẫn chưa trả lời em đấy, cổ vân minh nhíu mày. Đường Tuấn cười đáp, cái này lẽ ra là anh hỏi em mới đúng, chiêu này là anh chuyển hóa từ phương pháp trung y trên căn cứ địa cầu mà ra, nếu như gia tộc cổ của em ở Sa Man Hoang, vậy thì học được ở đâu? Cổ vân minh lập tức ngơ ngác, chợt kiên định nói, không thể nào, nhất định là anh học trộm bí thuật gia tộc cổ của em. Đường Tuấn lắc đầu, thu lại linh tơ, nhanh chân đi về phía thành Long An. Đường Tuấn, đúng lúc này, một giọng nói ở sau lưng đường Tuấn vang lên. Là các anh sao, đường Tuấn quay đầu, trùng hợp nhìn thấy hai người đang đi về phía này. Hai người này chính là giả tư nhiên và lộ nguyên quân. Tính cách của lộ nguyên quân rất thoải mái, đi đến ôm đường Tuấn một lúc, nói tư nhiên. Tôi biết thằng nhóc này không chết được." Giả dạ Tư Nhiên mỉm cười, cũng có chút cao hứng. "Đường Tuấn, vừa rồi tôi nhìn thấy cậu từ trên thuyền của Độc Tông xuống, cậu gia nhập Độc Tông sao?" Lộ Nguyên Quân hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, nói tôi không gia nhập môn phái. Lộ Nguyên Quân còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị ánh mắt của Giả dạ Tư Nhiên cản lại. "Có thể cậu ấy bị Độc Tông từ chối không muốn cho chúng ta biết. Muốn gia nhập môn phái ở thế giới man hoang không có dễ đâu." giả dạ tư niên bí mật truyền âm cho lộ nguyên quân nói. Lộ nguyên quân âm thầm gật đầu, dù bọn họ có thiên huyền tông và vạn yêu chi xâm đề cử cũng phải vì việc gia nhập vào vạn đạo tông cũng phải mất không ít công sức. Tất nhiên một người không có bối cảnh như đường tuấn khó mà gia nhập độc tông được, vì muốn giữ cho đường tuấn một phần mặt mũi, lộ nguyên quân cũng không hỏi nữa. Vốn lộ nguyên quân muốn hỏi tu vi của đường tuấn, ngưng tụ ra được bao nhiêu thần văn nhưng bây giờ cũng không dám hỏi nữa, anh ta không thể tiếp tục đả kích đường tuấn được. Lúc hai người âm thầm truyền âm cho nhau, Đường Tuấn cũng lẳng lặng vận chuyển nguyên đan trong cơ thể. 99 nguyên đan đạo thần bị Đường Tuấn che giấu đi, cuối cùng chỉ còn lại lục đạo. Vừa nãy chiến đấu với Trúc Anh Hưng, anh đã bộc phát ra một phần lực lượng. Bây giờ đứng chung với hai người giả tư nhiên, anh phải thi liếm lại một chút, nếu không nhất định sẽ làm bọn họ bị thương. Khi hai bên đều xử lý tốt, Đường Tuấn mới mở miệng hỏi tình hình hai người gần đây thế nào trên mặt dạ tư nhiên lộ ra vẻ tự nhiên mà kiêu ngạo, kể hết mọi chuyện từ hai người vượt qua bao nhiêu gian khổ thế nào, gia nhập vạn đạo tông ra sao, cuối cùng trở thành một trong những đệ tử trọng tâm của môn phái. chương 1819, Trùng Cổ Thần Thông Ư Lúc này Cố Vân Minh vẫn bị Đường Tuấn làm kinh ngạc, nhìn qua có chút ngờ nghịch. Đường Tuấn nói, đây là hầu nữ của tôi. Giả dạ tư nhiên nghe thấy thế, không khỏi nhắc nhở, Đường Tuấn, làm người tu hành, coi như không tìm được một hầu nữ năng lực không tệ thì cũng không cần tìm đến một người si ngốc như này chứ, thật mất mặt mà. Đường Tuấn nói, anh nói đúng. Đối với anh mà nói thực lực của Cố Vân Minh bây giờ đúng là có chút yếu, xem ra cần phải tìm thời gian để cô ấy đột phá cấp 10 mới được. May mắn Cố Vân Minh cũng không chú ý đến lời nói của Dạ tư nhiên, nếu không nhất định cô đã ra tay rồi. Một đoàn người bắt đầu lên đường, vì giả tư nhiên và lỗ nguyên quân mặc quần áo đặc trưng của vạn đạo tông nên cả một đoạn đường không gặp chút trở ngại nào. Mấy người dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, cao khoảng 9 tầng, được trang trí vô cùng tráng lệ, khí thế 10 phần. Giả tư nhiên chắp hai tay sau lưng, nói đây là nhà hàng trích tiên, là nhà hàng tốt nhất ở thành Long An này. Rượu túy tiên ở đây đều là rượu ngon hết, hôm nay đến đây chúng ta phải uống mấy chén. Chi phí ở nhà nhà hàng trích tiên này không rẻ, tiền thưởng của hai người họ ở vạn đạo tông cũng không nhiều, tu luyện cũng rất căng thẳng, thời gian qua sống cũng không được tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy đường Tuấn, trong lòng hai người khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác yêu Việt, chút tính tình bị áp chế bấy lâu nay đều quét sạch, chỉ còn lại sự hăng hái. Đặc biệt, sau khi người phục vụ ở nhà hàng thấy hai người họ mặc quần áo của vạn đạo tông thì lại càng cúi đầu vâng dạ, đến nỗi giả tư nhiên và lộ nguyên quân đều cảm thấy có chút lâng lâng. Người phục vụ dẫn bọn họ đến tầng 8, vừa mới đặt chân đến tầng này, hơn chục tầm mắt bắt đầu đổ dồn về phía bọn họ. Cách đây không lâu là đại hội tấn cấp, hôm nay là ngày hai các thế tử ở hai thế lực đến đây tụ họp. Vốn bọn họ muốn bao cả tầng 8 nhưng mấy người đều là đệ tử của vạn đạo tông, chắc cũng có thể ngồi cùng chỗ với bọn họ. Người phục vụ sau lưng giải thích nói. Quả nhiên, sau khi nhận thấy quần áo đặc trưng của vạn đạo tông, mấy tầm mắt kia cũng lần lượt thu về, còn có mấy người đứng dây chắp tay chào hỏi với giả tư niên và lộ nguyên quân, Mời bọn họ ngồi xuống. Hai người họ lần lượt đáp lễ rồi ngồi xuống bàn đặt gần cửa sổ. Sau khi gọi một bình rượu túy tiên, giả tư niên nhấp mấy ngụm, con mắt híp lại, tựa như đang hưởng thụ hương vị của nó tan dần trong miệng. Thấy không, gia nhập môn phái quả là một lựa chọn đúng đắn. Đường Tuấn, nếu như cậu muốn gia nhập môn phái, lấy thân phận đệ tử trọng điểm Vạn Đạo Tông của tôi cũng có thể đề cử cho cậu một chút mặc dù không thể sánh bằng các thế lực cấp một nhưng ít ra vẫn hơn cái độc tông kia. Giả dạ tư nhiên đầy kiêu ngạo nói, chỉ là một đệ tử trọng điểm thôi mà lại có khí thế lớn như vậy, tự coi mình là chu kính sao. Đúng lúc này, từ đầu cầu thang truyền đến một giọng nói đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt giả dạ tư nhiên lập tức đỏ lên, đứng dậy, vận dụng pháp lực trên người, nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang, nói, người nào. Cộc cộc cộc, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một người thanh niên mặc áo tràng màu đỏ từ từ bước lên. anh ta có một mái tóc đỏ như lửa, sắc mặt tái nhợt, quang thân tỏa ra nhiệt độ kinh người. tôi tên viêm kiên, người thanh niên liếc nhìn giả dạ tư nhiên một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường. hỏa vũ môn viêm kiên, giả dạ tư nhiên nhướng mày, sắc mặt đại biến. hỏa vũ môn viêm kiên, đây chính là một trong số các học viên mạnh mẽ cùng với nguyệt yên nhân và vô niên Từ, là người đứng đầu ở thế lực thứ hai, đã ngưng tụ đến bảy hồn văn. Viêm kiên thấy biểu cảm của giả tư niên thì lại càng thêm khinh thường, trầm giọng nói, không phải tôi cho người bao cả tầng 8 sao. Sao lại để bọn họ lên? Không một ai dám trả lời, những người lúc trước còn bày tỏ ý tốt với đám người giả tư niên bây giờ vẫn ngồi im, thậm chí còn có mấy người cười lạnh. Viêm kiên, thực lực cường đại mà tính cách cũng rất táo bạo. Trước kia cũng có một người cảnh giới nguyên anh sơ kỳ đắc tội anh tê ta, bị anh ta dùng lửa thiêu sống ai trong vạn đạo tông này dám đắc tội anh ta chứ? Thấy không có người trả lời, vẻ diếu cợt trên mặt viêm kiên càng đậm, nhìn về phía hai người giả tư niên nói, tôi sẽ không làm khó mấy người, chỉ cần các người cúi đầu nhận sai, tôi vẫn có thể để mấy người tiếp tục ngồi đâu uống rượu, thậm chí cũng không cần mấy người trả tiền. Chúng tôi mắc lỗi gì vậy? Lộ Nguyên Quân trầm giọng nói. Viêm kiên hừ lạnh một tiếng, nói, đã yếu lại còn giả làm một con sói biết vẫy đuôi, đây chính là cái sai cộc cộc cộc. Giả tư nhiên và lộ nguyên quân đều lùi về sau mấy bước. Lộ nguyên quân xấu hổ vô cùng, nhất là chuyện này lại diễn ra trước mặt đường Tuấn. Anh ta vừa chuẩn bị ra tay đã bị giả tư nhiên ngăn lại. Trong mắt giả tư nhiên cũng chứa đầy lửa giận nhưng lại bị anh ta đè nén xuống. Hôm nay là do mây mấy người chúng tôi thật thất lễ rồi, thật có lỗi. Giả tư nhiên hơi cúi người nói. Ha ha ha, vạn đạo tông chúng ta không có gì hơn điều này viêm kiên cười to, ánh mắt lại đầy vẻ miệt thị nhìn giả dạ tư niên. Cái loại cảm giác này giống như tiện tay nhìn nát một con trâu chấu vậy. Nhìn giả dạ tư niên như thế, lỗ nguyên quân gắt gao nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này, trong lòng lòng anh ta hiểu được, muốn được người khác tôn trọng trong thế giới man hoang này chỉ có thể làm bản thân mình đủ mạnh. chương 1820, anh vẫn chưa trả lời em đấy. Nếu như anh ta có thể ngưng tụ ra bảy văn, nếu như anh ta là đệ tử cấp độ thánh tử, nếu như anh ta có được thực lực như Chu Kính sư huynh thì Viêm Kiên Kiên còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nỗi uất nghẹn này không thể nào phát tiết đè nén lên lồng ngực của Lỗ Nguyên Quân làm cho thân thể anh ta cũng trở nên run rẩy, hàm răng cũng đều cắn đến bật máu. Ai, bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên bên tai Lỗ Nguyên Quân. Lỗ Nguyên Quân nhìn thoáng qua lập tức giật cả mình, đứng ra muốn tóm lấy Đường Tuấn, thấp giọng nói, anh ta là cao thủ bảy văn, là nhân vật cấp bậc thánh tử, cậu không thể xúc động được đâu. Thế hệ trẻ tuổi có nguyên đan có bảy văn trở lên, ở các tông môn thế gia đều được xưng là các thánh tử, thánh nữ. Có thể đường tuấn vô địch ở Thiên Mang Tinh nhưng thánh tử, thánh nữ nơi này có ở mọi nơi trên đất Man Hoang Tinh này, những người trẻ tuổi có thực lực nghịch thiên có rất nhiều. Mà Viêm Kiên trước mặt này có thể vượt biên giết được cả thiên tài cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người bọn họ đến Man Hoang Tinh này đã được nửa năm rồi, cũng rất khổ công tu luyện lại có thêm sự ủng hộ của vạn đạo tông nhưng vất vả như vậy mới có thực lực của nguyên đan nam văn mà đường tuấn này không có môn phái chống đỡ tu vi có khi cũng không bằng hai người bọn họ không có bối cảnh không có thực lực vậy mà rất có can đảm muốn ra tay với viêm kiên dưới tình huống kia chắc chắn viêm kiên phải chết thính giác của viêm kiên nhạy bén cỡ nào làm sao có thể không nghe thấy lời lỗ nguyên quân nói anh ta khinh miệt nhìn qua đường tuấn diễu cợt nói a à, chẳng lẽ anh muốn ra tay với tôi sao? Sâu trong mắt viêm kiên dần dần hiện lên sát ý rét lạnh, thân thể lộ nguyên quân cứng đờ, trên mặt lại nở một nụ cười, nói, không dám, không dám. Hừ, thật không thú vị, trong đám đệ tử của vạn đạo tông chắc cũng chỉ có một mình chu kính có thể đấu với trận với tôi. Viêm kiên nhìn qua mấy người ở đây một chút, bất mãn nói. Vốn tưởng hai tên đệ tử vạn đạo tông này có thể mang đến cho anh ta chút thú vị, không nghĩ tới lại mềm yếu không chịu nổi như thế. Mặc dù là đệ tử trọng tâm của vạn đạo tông cũng không khiến anh ta đặt vào trong mắt, điều này làm anh ta rất thất vọng. Nói xong câu đó, viêm kiên liền tìm một chỗ ngồi xuống. Sắc mặt của lỗ nguyên quân và giả dạ tư niên đều đỏ bừng cả lên, hôm nay mặt mũi của bọn họ mất sạch rồi, còn không nói đến có đường tuấn ở đây, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Hai người đều cảm thấy cứ tiếp tục ở đây cũng không có gì hay, chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi, nên chuẩn bị rời đi. Nhưng Viêm Kiên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, "Đều đã đến rồi, rời đi nhanh vậy làm gì? Hôm nay là ngày hai thế lực chúng ta tụ hội, chút nữa còn có mấy đệ tử thánh tử tới đây. Hai người các anh làm đệ tử trọng điểm của Vạn Đạo Tông cũng có thể nhìn một chút, thế lực cấp 2 của bọn tôi cũng không yếu hơn thế lực cấp 1 của các anh bao nhiêu đâu." Giả dạ Tư Nhiên và lỗ Nguyên Quân nghe thế vẻ mặt nhanh chóng héo mòn như màu đất cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, không còn loại tùy tiện thoải mái trước đó nữa mà thay bằng vẻ khó coi. Chuyện này mà từ nhà hàng trích tiên truyền ra ngoài, để bảo toàn danh dự của môn phái, bọn họ có thể chấp nhận một chút hình phạt, nhưng chỉ sợ đến cả việc làm đệ tử trọng điểm cũng không được nữa. Anh không ra tay sao? Cố Vân Minh lặng lẽ truyền âm cho Đường Tuấn hỏi. Cô là cao thủ cấp thánh nữ của nhà họ Cố, cũng có nghe nói qua về Viêm Kiên, một thân pháp thuật hệ hỏa thần thông luyện đến trình độ tuyệt vời không có chỗ chê lấy thực lực bảy văn trước kia của cô cũng phải kiên kỵ. Nhưng bây giờ cô đã đạt tới cảnh giới cửu vân, trong các vị thánh ở nhà họ cố đời này, xếp hạng của cô đã tăng lên mấy bậc, tất nhiên viêm kiên không còn là đối thủ của cô nữa. Nhưng chuyện làm cô nghi hoặc chính là, lấy thực lực của đường Tuấn, muốn đánh bại viêm kiên chỉ cần dùng một ngón tay là đủ, sao lại để cho bạn mình lại loại khuất nhục này. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không nhất định là chuyện xấu. Đường Tuấn truyền âm lại, năng lực của giả tư niên và lỗ nguyên quân không tồi, nhưng lại quá kiêu ngạo. Sau khi gia nhập vạn đạo tông, nhìn qua có vẻ đã thu liếm rất nhiều, nhưng trên thực tế, phần kiêu ngạo đó chỉ bị bọn họ giấu đi mà thôi. Lần này gặp lại đường tuấn, phần kiêu ngạo kia lại xuất hiện. đụng phải viêm kiên ngày hôm nay nhìn như là ngẫu nhiên nhưng lại là chuyện tất yếu phải xảy ra. lấy tính tình của hai người họ, chuyện này xảy ra không sớm thì muộn. Cũng bởi vì hiểu rõ những chuyện này cho nên Đường Tuấn cũng không ra tay, để Giả Tư Niên và Lộ Nguyên Quân chịu chút đả kích, đây là chuyện tốt trong quá trình tu luyện của bọn họ. Ít nhất lần này có anh ở đây, bọn họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần sau đụng phải không biết sẽ thế nào. Người có thực lực mạnh mẽ như Viêm Kiên này lại càng thích ngược đãi kẻ khác. Cố Vân Minh khẽ giật mình, cũng đã hiểu ra, con đường tu hành này, nếu thuận buồm xuôi gió, cho dù năng lực có tốt đến đâu thì thành tựu tương lai cũng có hạn. Cô vì nghiên cứu thần văn còn có thể lấy chính mình ra làm vật thí nghiệm, loại đau khổ và tra tấn kia đến tận bây giờ cô nhớ tới vẫn khiến toàn thân ớn lạnh. Có viêm kiên ở đây, lỗ nguyên quân và giả dạ tư niên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi thấp đầu, thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc ngoài đường tuấn ra, cả một tầng tám này không có ai chú ý đến hai đệ tử vạn đạo tông bọn họ cả. Viêm kiên, cậu tới sớm thật, một lát sau, một giọng nói vọng từ hành lang lên. Tiếp đó là một trận tiếng bước chân, sau đó là một thanh niên đeo trên lưng một cây thương dài xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Nam Cung Luân, viêm kiên nhìn chằm chằm người tới, sắc mặt ngưng trọng. Người thanh niên trước mắt này là kinh địch của anh ta, xuất thân từ nhà họ Nam Cung danh giá, thuộc thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Nam Cung được xưng thánh. Audio điện tử võ tấn bền chương 1821, đây là hầu nữ của tôi. Sau khi nhìn hết một lượt, Nam Cung Luân mới tìm một vị trí trên bàn của viêm tiêu ngồi xuống. Bàn viêm kiên đang ngồi là cái bàn bát tiên lớn, có thể ngồi được 8 người. Bây giờ mới có hai người đang ngồi, nhìn dáng vẻ này có vẻ như bọn họ vẫn đang chờ người tới. Nam Cung Luân xuất hiện làm mọi người ở tầng 8 nhao nhao lên bàn tán. Nam Cung Luân cũng là cao thủ bảy văn, lĩnh hội về thương pháp đã đạt đến trình độ tiêu chuẩn cấp độ tông sư, trong thế hệ trẻ tuổi được xưng thánh, anh ta được gọi là hồn thương. Nghe nói nửa tháng trước anh ta không cần đến 100 chiêu đã giết chết một tà tu cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thực lực của Nam Cung Luân thực sự rất đáng sợ, nhưng lại có khác biệt rất lớn với Viêm Kiên. Hai người bọn họ ở thế hệ trẻ được xưng thánh này đã có được vô số thành tựu. Sáu vị trí chống còn lại, chẳng lẽ còn ai có tư cách ngồi cung cùng một bàn với bọn họ sao? Tất nhiên cũng có những vị thánh khác trong thế hệ trẻ tuổi của thế lực cấp 2. Mấy năm nay đã xuất hiện hơn 10 vị thánh rồi mà tám người hôm nay đều là những cao thủ trẻ tuổi ngưng tụ ra được bảy văn vô cùng mạnh mẽ. Dù những tiếng thảo luận này được đè xuống cư xê thấp nhưng Đường Tuấn vẫn có thể nghe không sót một chữ. Tám cao thủ cấp thánh này có lẽ còn mạnh hơn thế lực cấp 2 như Độc Tông nhiều lắm. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Độc Tông, ngoài Đồ Yên Nhi ra, người mạnh nhất chính là Đồ Yên Như, nhưng thực lực của bọn họ cũng chỉ đến năm văn, còn không đọ được với giả tư niên và lộ nguyên quân, đương nhiên cũng không thể so sánh với những cao thủ cấp thánh đang ngồi ở đây. Còn giả tư nhiên và lỗ nguyên quân nghe thấy sáu vị thánh chuẩn bị đến thì cơ thể không khỏi run lên, cả hai đều rất hối hận vì đến trích tiên ngày hôm nay. Sau khi Nam Cung Luân đến không lâu thì bên ngoài nhà hàng trích tiên bỗng vang lên tiếng một trận đánh nhau, sức công phá làm chấn động không gian, các chiêu thức liên tiếp được tung ra, đáng sợ hơn là mọi người ngồi trong nhà hàng đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của nó đứng sau nhà hàng trích tiên này là nhân vật lớn đấy, ai lại dám ra tay ở đây vậy, không muốn sống nữa sao? Trên tầng 8 nghe thấy tiếng đánh nhau thì có người đứng dậy vội vàng nhìn xuống dưới lầu. Mà mấy người đường tuấn lại gần cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc đánh nhau dưới lầu. Trong mấy người đang đánh nhau có ba nam một nữ, bốn người không phần chia đâu là địch đâu là ta mà cứ đấu loạn thành một đoàn làm màu sắc rực rỡ của bốn viên nguyên đan chiếu dọi bốn phía, mà trên mỗi viên đều có bảy thần văn làm chấn động lòng người. Đủ các loại pháp thuật được bọn người nọ điều động, nhìn bộ dáng này có lẽ bốn người đều không muốn dừng lại. Pháp thuật va chạm vào nhau tạo ra từng dòng khói trắng lan ra bốn phía trực tiếp đẩy những người luyện võ có tu vi thấp bị lui về sau. Lưu ly tông đông hy nhiên, hắc đế tông dạo uyên, cự kiếm môn sở nguyên, cổ linh đảo hàn nguyệt. Lúc này trên tầng 8 có người nhận ra mấy người họ, nhịn không được hoảng sợ nói. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của bọn họ cũng có thể thấy được thân phận và thực lực của bốn người này không phải dạng tầm thường gì. Bọn họ là ai vậy? Đường Tuấn khẽ cau mày hỏi. Giả dạ tư niên ra hiệu cho Đường Tuấn đừng nói chuyện, anh ta dùng tinh thần truyền âm nói, Đường Tuấn, bốn người này có thực lực cao nhất trong thế lực cấp 2 của các tông môn, nội lực cũng rất thâm hậu. Hơn nữa bốn người này đều thuộc cấp độ thánh tử ở các môn phái, năng lực của bọn họ cũng không yếu hơn viêm kiên với Nam Cung Luân chút nào đâu tôi đoán bọn họ là một trong tám người kia đấy vừa rồi cậu nghĩ muốn chống đối lại viêm kiên sao suýt nữa thì hù chết tôi rồi chờ chút nữa cậu đừng nói gì lung tung ai trong mấy người này cũng không dễ trêu chọc đâu đừng nói đến tôi với cậu kể cả đệ tử chân truyền của vạn đạo tông ở đây cũng không chiếm được chỗ tốt nào tốt nhất chúng ta nên tìm cơ hội nào đó rời khỏi đây thôi tám cao thủ cấp thánh tử tụ họp như vậy chỉ sợ là phải thương lượng chuyện gì đó quan trọng chúng ta tham gia càng ít càng tốt thấy trên mặt đường Tuấn không lộ ra chút biểu cảm nào, trong lòng giả tư niên không khỏi có chút tức giận. Mình có ý tốt nhắc nhở cậu ta như thế, vậy mà cậu ta lại không coi ra gì, chút nữa thảo nào cũng sẽ chịu thiệt. Nhíu mày một cái, giả tư niên cũng lười nói tiếp. Anh ta vẫn đang khó chịu với chuyện đụng phải viêm kiên lúc nãy, anh ta cũng không muốn tiếp tục làm mặt nóng rán mông lạnh. Được rồi, bốn người các câu vừa gặp mặt đã xông vào đánh nhau không ngừng, cũng không thể phân ra thắng bại, chuyện này rất có ý nghĩa sao? Yên nhân thí chủ nói rất đúng, cãi nhau ẩm ý làm gì, yên ổn hài hòa là điều tốt mà. Đúng lúc này, từ trong đám người lại truyền tới hai giọng nói khác. Giọng nói vừa dứt thì hai bóng người đã dừng ở trước nhà hàng Trích Tiên. Trong đó có một người mặc váy dài màu trắng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời mà khí chất cũng thoát tục như tiên nữ cung hằng Nga vậy. Còn một người khác thì đầu chọc mặc bộ quần áo màu vàng đặc trưng của hòa thượng, trên tay cầm một cây quyền trượng đen nhánh, tay còn lại lại cầm một cái chân trí, theo mùi thịt thoang thoảng truyền đến, anh ta còn đưa tay lên cắn một miếng. Nguyệt Cốc Nguyệt Yên Nhân, hòa thượng luôn mang theo rượu thịt vô niên tử. Có người nhận ra hai người họ nhịn không được hô lên. Sau khi Nguyệt Yên Nhân và Vô Niên Tử đến, bốn người đang đánh nhau đã dừng tay, tách ra ngay lập tức, nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt phòng bị. Nhìn vào một loạt động tác và biểu cảm quen thuộc kia, xem ra chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. chương 1822, chúng tôi mắc lỗi gì vậy? Bỗng nhiên đông hy nhiên của Lưu Ly Tông bật cười khanh khách, tay nhỏ che lấy bờ môi nói, thế lực cấp 2 cũng có đến gần 1.000 người, không nghĩ tới cũng chỉ có 8 người chúng ta là cao thủ cấp thánh tử. Cao thủ cấp thánh tử cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ, làm sao có thể xuất hiện nhiều được. Không những phải có thiên phú tu luyện mà còn cần phải có đủ tài nguyên, có ý chí kiên định vượt qua các loại cửa ải sống chết. Mỗi một thần văn đều mang đến nguy hiểm chí mạng, tám người chúng ta đạt tới cảnh giới bây giờ cũng phải trải qua không ít nguy hiểm và tôi luyện. Cũng chính vì những điều này nên chúng ta mới có thể vượt qua những người khác trong cùng thế hệ này. Sở nguyên của cửa kiếm môn chống thanh kiếm của mình, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người trên tầng. Câu nói này rất đúng, nên uống một chén. Vô niên từ cười, ha ha, một tiếng, sờ bình rượu lên uống, ực, một ngụm rượu xuống. Tên hòa thượng này, đến rượu với thịt cũng không kỵ. Viêm kiên, tự nhiên cậu gọi chúng tôi tới đây là có chuyện gì vậy? Nguyệt Yên Nhân cũng uống một ngụm túy tiên, nhẹ giọng hỏi. Viêm kiên vuốt vuốt chén rượu, trên mặt mang chút ý cười thần bí, nói, vừa rồi cô nói thế lực cấp 2 chỉ có 8 người chúng ta là cao thủ cấp thánh tử, chuyện này tôi không đồng ý. Sở Nguyên Cao mày nói, nếu như cái anh nói chưa được chứng thực thì cũng không cần phải nói nữa đâu. Mấy ngày trước trên đường tới đây tôi có gặp phải trên núi cổ của Thiên Tiễn Môn, người kia được người ta đồn có thể ngưng tụ ra bảy văn, nhưng trên thực tế chỉ có thể ngưng tụ ra sáu văn mà thôi. Làm sao anh biết, dạ uyên hỏi. Sở Nguyên vỗ nhẹ thanh kiếm, lạnh lùng nói, bởi vì người kia đã trở thành vong hồn dưới kiếm của tôi, chưa đến 10 chiêu anh ta đã chết. Nói xong, Sở Nguyên lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, bất mãn nói, mấy người đừng có nghe tin đồn bậy, người có bản lĩnh thực sự đúng là chỉ tính trên đầu ngón tay. Viêm Kiên lắc đầu, bây giờ tôi không nói đến mấy người này, mấy ngày trước nghe đồn có một thiên tài cửu văn, là Đồ Yên Nhi của Độc Tông. Nhàm chán, lãng phí thời gian tu luyện của tôi. Sở Nguyên nghe vậy, bật cười một tiếng, tay cầm lấy thanh kiếm, làm bộ chuẩn bị đứng lên rời đi. Chuyện này anh ta cũng đã nghe kể qua, nhưng chỉ nghe một chút cho vui thôi, chưa từng coi nó là thật một độc tông nho nhỏ như vậy có thể đào tạo ra một thiên tài chín văn đông hy nhiên cũng cười nói viêm kiên hóa ra cậu luyện hỏa vũ ở môn thái dương chân đến hỏng đầu óc rồi sao loại chuyện này cậu cũng tin nói xong cô ta liền làm ra dáng vẻ không thể kiên nhẫn thêm nữa nếu như người kia thật sự ngưng tụ ra chín văn mà trong tay tôi còn có chứng cứ thì sao sắc mặt viêm kiên không thay đổi thản nhiên nói trong nháy mắt mấy người muốn rời đi đã đứng lại tại chỗ Viêm kiêu, cậu biết mình đang nói cái gì chứ? Hàn Nguyệt của cổ linh đảo người từ đầu đến cuối vẫn không nói gì lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt những người khác nhìn về phía viêm kiêu cũng mang vẻ tức giận. Nguyên đan chín văn, đây là thành tựu khó có được mà các môn phái hằng mơ ước. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, tất nhiên sẽ trở thành bảo bối của ba môn phái. Từ thế lực cấp 1 đến thế lực cấp 2 cũng chưa thấy qua người nào ngưng tụ ra chín văn cả. Loại chuyện này, không thể tùy tiện nói đùa. Viêm kiêu cười cười, nói, đương nhiên biết, tôi cũng nói thẳng cho mấy người biết, tôi có cải nội gián bên trong độc tông, chuyện này cũng chính mắt anh ta nhìn thấy. Tôi lấy danh dự của hỏa vũ môn ra đảm bảo. Lời nói của viêm kiêu đều khiến mọi người trầm mặc. Là thánh tử của hỏa vũ môn, mỗi một hành động, cử chỉ, tiếng nói của anh ta đều đại biểu cho hỏa vũ môn, nay anh ta dám nói ra những lời này, có thể tin tức này là thật. Anh muốn làm gì? Sở Nguyên ngồi trở lại vị trí, con mắt híp lại, nhếch miệng tạo ra một đường cong nguy hiểm. Bí mật của chín văn là bí mật lớn nhất của ba môn phái. Cậu nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu có ý đầu đồ gì? Đông Hy Nhiên nói khẽ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía viêm kiêu, ánh mắt có chút nóng rực lên. Bọn họ đạt được cảnh giới bây giờ, tầng màng mỏng của cảnh giới Nguyên Anh kia chỉ cần nhẹ đâm một cái là rách nhưng lại chẳng có chút đột phá nào bọn họ cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhiều thần văn chuẩn bị cho tương lai nếu có thể đột phá nguyên anh mới có cơ hội ngưng tụ là kim quan hoàng kim viêm kiêu nói đối với thế lực sau lưng chúng ta mà nói độc tông chỉ cần tiện tay là có thể xóa sổ nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra tay là vì vẫn còn chỗ cố kỵ theo lời của tên kia đồ yên nhi có thể ngưng tụ ra chín văn rất có thể đã được thượng nguyên đạo nhân truyền lại thượng nguyên đạo nhân truyền lại mấy người khẽ nhíu mày tựa hồ gặp phải vấn đề gì khó. Trường 1823 không có bối cảnh, không có thực lực. Viêm Kiêu nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản, tám người chúng ta liên thủ lại, ép buộc độc tông giao đổ yên nhi ra rồi lấy em mở bí pháp được truyền lại của cô ta. Nếu như không giao, hừ. Bàn tay anh ta vỗ lên bàn, trên bàn lập tức xuất hiện dấu bàn tay lõm xuống cháy đen. Đến lúc đó, Thượng Nguyên Đạo Nhân vừa ra tay đã muốn diệt hết tám người chúng ta thật sao? Hóa thần của ba môn phái cũng không phải chỉ để trưng bày, cùng lắm chờ chúng ta ép hỏi lấy được bí thuật thì cũng nên đưa cho bọn họ một phần. Mấy người hiểu không, viêm kiêu cười lạnh nói. Nếu như cô ta không giao bí pháp thì thái dương chân hỏa của hỏa vũ môn cũng không phải ăn chay. Ánh mắt của anh ta đảo qua đám người, cũng không nói chuyện. Nguyệt cốc chúng tôi đồng ý. Chùa thiên chúc đồng ta. Rất nhanh sau đó, bảy thánh tử tông môn còn lại đều đồng ý bí thuật chín văn có sức hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Chỉ cần lấy được bí, tỷ lệ bọn họ có thể đột phá lên hóa thần tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù có phải đối mặt với thượng nguyên đạo nhân thì cũng có thể đánh một trận. Lúc bọn hỏi thảo luận, Viêm Kiêu đã thiết lập một cấm chế cách âm, cho nên anh ta cũng không lo lắng chuyện này bị người khác nghe được. Được, vì chín văn, chúng ta uống cạn một chén. Viêm Kiêu cười vang nói. Vì chín văn, nếu như sau này có thể đột phá lên hóa thần là bọn tôi nợ anh một nhân tình này mấy người khác cũng nâng chén viêm kiêu chịu chia sẻ chút tin tức này với bọn họ tất nhiên cũng có ý tứ lợi dụng nhưng lại có tác dụng to lớn trong con đường tu luyện cho nên bọn họ rất cảm kích viêm kiêu về phần độc tông tám người bọn họ cùng nhau liên thủ quả thật không đáng để mắt tới mấy người ồn ào quá có thể yên tĩnh một chút được không đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vâng lên động tác uống rượu của tám người đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy gần cửa sổ có một thằng niên đang nhìn về phía bọn họ, nhíu mày, tựa hồ rất không cao hứng. Mà ngồi cùng với anh ta chính là hai đệ tử kia. Đường Tuấn, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Bọn họ sử dụng cấm chế, cậu nghe được cái gì chứ? Đường Nhiêu đột nhiên mở miệng làm giả dạ tư nhiên và lỗ nguyên quân giật mình, nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp sử dụng cấm chế có thể ngăn người khác không nghe thấy mình nói chuyện, nhưng vẫn có thể nghe được thanh truyền từ ngoài vào. Viêm kiêu đột nhiên cười, tiện tay xóa bỏ cấm chế, nói, xem ra vừa rồi tha cho anh một lần, anh cũng không hiểu thế nào được chân quý. Đường Tuấn, mau xin lỗi đi, trong mắt giả tư niên tràn ngập lửa giận quát. Tên này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Hôm nay mặt mũi hai người họ đã mất hết, không nghĩ tới tên này có gây thêm phiền phức cho bọn họ, cảm thấy bọn họ chưa đủ xấu hổ hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, không có bất kỳ động tác nào khác. Tinh thần lực của anh mạng như thế, tất nhiên một câu cấm chế của Nguyên Đan Bảy Văn không ngăn được anh. Đúng lúc nghe được bọn họ định đối phó với Đồ Yên Nhi, anh không thể tiếp tục thở ơ được. Viêm Kiên, xem ra hỏa vũ môn của cậu vẫn chưa đủ uy nghiêm, một tên ngọc như anh ta cũng dám khiêu khích cậu. Đồng Hy Nhiên thú vị nhìn Đường Tuấn nói. Viêm Kiên dần đến gần, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu dâng cao, pháp lực mở ra, mơ hồ xuất hiện nguyên đan bảy văn của anh ta. Lần này anh ta thực sự nổi giận rồi. Nhìn xuống đường Tuấn, viêm kiêu lạnh lùng nói, anh sẽ phải trả giá đắt vì lời mới phát ra. Pháp lực của anh ta tràn ra, hóa thành một con rồng lửa, muốn chụp về phía đường Tuấn. Uy lực cuồn cuộn tưởng chừng có thể thiêu đốt mọi thứ, phát ra những âm thanh, từ tư, ghê người. Dừng tay, Cố Vân Minh biết rõ thực lực của Đường Tuấn nên không ra tay ngăn cản. Nhưng Lộ Nguyên Quân lại đứng lên, ngưng tụ một quả cầu lửa đánh về phía Viêm Kiên. Bản thể của anh ta là Hưu Hắc Viêm, cũng có sức mạnh của lửa. Chỉ là thú viêm, cũng dám đối đầu với Thái Dương Chân Hỏa. Nhìn thấy cầu lửa của Lộ Nguyên Quân, Viêm Kiên giễu cợt một tiếng, khinh thường 10 phần. Chỉ nghe thấy hai tiếng bồng bồng cầu lửa trên tay Lộ Nguyên Quân đã bị chôn vùi, cả cánh tay anh ta bắt đầu bốc cháy quần áo hóa thành cho, cánh tay cũng bị bỏng nghiêm trọng. Nhưng ít nhất cũng đỡ được một trường kia của viêm kiên. Không biết tự lượng sức mình, viêm kiên nói. Thái dương chân hỏa của viêm kiên đúng là càng ngày càng thuần túy. Xem ra người này cũng là một yêu thú hệ hỏa, chỉ tiếc là quá yếu, nếu không tôi còn có thể nhận nó làm thú cưỡi. Viêm kiên, tranh thủ thời gian giải quyết đi, chúng tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bảy người khác cũng hơi nhíu mày bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng có được bí thuật chín văn mà thôi viêm kiên hừ lạnh một tiếng nói kiếp sau không nên nói lung tung hô hô lại một trưởng nữa xuất hiện cái này so với cái trước uy lực còn mạnh hơn hai ba lần bên trong ngọn lửa còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm vừa được tung ra ánh lửa chiếu rọi khắp nơi nhưng khóe miệng đường tuấn lại lộ ra vẻ tươi cười trình độ nguyên đan bảy văn chỉ có thế này thôi sao Quá yếu, bàn tay của Đường Tuấn cũng tung ra một quả cầu lửa khác. Bông, chương 1824, phần âm dương. Phản ứng nhanh nhất là vô niên tử, mặc dù vị hòa thượng chùa thiên trúc này thích nhậu nhẹt nhưng thực lực lại mạnh hơn viêm kiên nhiều. Thân hình anh ta khẽ động, quần áo hòa thượng trên người anh ta khẽ lay động, sắc vàng trên người trong vắt, như là kim cương vậy. Tung ra một kết ấn phật môn, hai bàn tay của vô niên tử và Đường Tuấn đã va chạm vào nhau cộc cộc cộc. Sự va chạm kịch liệt này đẩy vô niên từ lùi về sau mấy bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng anh ta cũng chịu tổn thương khi nhận một trường này của đường Tuấn. Cuối cùng viêm kiên cũng thoát được ra ngoài, ngực thở dốc kịch liệt, nhìn đường Tuấn với vẻ đầy căm tức. Anh ta có thể cảm nhận được, một trường khi nãy mà chúng người anh ta, coi như anh ta có được bảo vật để bảo vệ cũng phải chịu không ít đau khổ. Bá bá bá, bóng người chấp động, sáu người khác cũng kịp phản ứng trong lúc mơ hồ đã nhanh chóng bao vây xung quanh đường tuấn lúc này lỗ nguyên quân và giả dạ tư niên vô cùng sửng sốt mạch suy nghĩ cũng không vận chuyển được nữa bảy cao thủ cấp độ thánh tử cũng không ngăn được một chiêu của đường tuấn nhưng hai người bọn họ bị địch y mãnh liệt làm thức tỉnh ngay lập tức nhìn tám cao thủ trước mắt trong lòng hai người đều vang lên một trận cười khổ tám người này liên thủ chỉ sợ đến cả chu sư huynh cũng phải rẻ chừng trừ khi anh ta chính là nhân vật yêu nghiệt có thể ngưng tụ được nguyên đan chín văn kia trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến người này viêm kiên hung tợn nhìn chằm chằm đường tuấn oán hận nói che giấu cũng không tệ đâu đáng tiếc anh lại quá ngu xuẩn hôm nay tám người chúng tôi hợp lại coi như anh có là cao thủ tám văn thì cũng phải chết vô niên từ thì nghiêm nghị nói thí chủ quy y hướng phật đi hòa thượng này đã nhậu nhẹt lại còn gọi người khác quy y nói nhiều lời vô nghĩa với anh ta làm gì không biết từ đâu lại xuất hiện một tên như này giết luôn đi sở nguyên vung thanh kiếm trong tay lên lạnh lùng nói giờ phút này tám người bọn họ liên kết lại tựa như một lưới cá vây bắt đường tuấn ở bên trong đường nghiêu nhìn thoáng qua sở nguyên nói giết tôi anh thử một chút đi được mấy người canh chừng giúp tôi đừng để anh ta chạy mất tính tình sở nguyên vốn nóng nảy đương nhiên không chịu được người khác kích động hơn nữa anh ta chỉ cho rằng đường tuấn mạnh như vậy chỉ được nhất thời chỉ chiếm được lợi thế với cuộc chạm trán khi nãy với viêm kiên và vô niên tử thôi còn thực lực cũng không mạnh hơn bọn họ là mấy sở tường ra tay thanh kiếm trong tay sở nguyên vung lên mang lại áp lực như đang gánh cả một lục địa khí thế cuồn cuộn giống như năng lượng của thế giới này đang chảy ngược xuôi trên thân kiếm vậy đây là một trong ba chiêu thức hoàn mỹ của cửa kiếm môn xuyên vân Nghe nói năm đó người sáng lập ra cự kiếm môn cũng dùng một chiêu này đánh cho hóa thần một chiêu, lại bị hóa thần kia gọi là đường kiếm của thần. Sắc mặt Nam Cung Luân ngưng trọng nói. Nhà họ Nam Cung nổi tiếng về thương pháp, còn cự kiếm môn lại thuộc vào thế lực cấp 2 có được khả năng kiếm thuật thượng thừa. Đệ tử hai nhà cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, âm thầm tranh đua cao thấp với nhau. Thanh kiếm trong tay Sở Nguyên chính là thanh kiếm quý giá cấp bậc thần bị, một kiếm này đi xuống Sức mạnh của sở nguyên cũng phải tăng ít nhất 30%, nam cung luận không có thương cũng chỉ có thể lùi lại. Đây mới chính là thư xê lực của thánh tử, trong lòng giả tư niên và lộ nguyên quân thầm than. Mọi người trên tầng 8 cũng nhao nhao, đồng loạt biến sắc, một kiếm này rơi xuống, tùy tiện cũng có thể đánh bại phần lớn người ở đây. Vẫn còn yếu quá, đường tuấn bình tĩnh nói, cong ngón tay lên nhẹ nhàng bùm một cái trên thân kiếm. Phân âm dương lúc này Đường Tuấn chỉ dùng một phần một trăm thực lực của mình. Xoạt xoạt, cuộc va chạm xảy ra ma sát to lớn, bên trên thanh kiếm đang mang một áp lực nặng nề kia đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ như mạng nhiệt. Thanh kiếm cứng rắn như thế lại cho người ta cảm giác có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt một món vũ khí quý giá như vậy đã vỡ nát. Làm sao có thể, sắc mặt sở nguyên biến sắc hoàn toàn, cảnh giới nguyên anh cũng không thể có được uy lực như vậy, trừ khi người này đã đạt cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Quá yếu, tất cả lên cùng một lúc đi, thân thể đường Tuấn vẫn đứng thẳng tắp, giống như có thể chống cả bầu trời, đón nhận bất cứ mưa to gió lớn nào. Tên này điên rồi sao? Tám người họ đều là cao thủ cấp thánh đấy, vậy mà anh ta lại muốn một địch tám sao? Trong đầu một đám người ở đây đều cho rằng đây là một ý nghĩ hoang đường. Tám người nghe thất vậy, sắc mặt lại càng tái xanh, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Tám người bọn họ đều là các thánh tử, thánh nữ trong các môn phái, ai cũng có kiêu ngạo, tự tôn của chính mình, không nghĩ tới hôm nay lại liên tục thua trước một người vô danh. Cuối cùng người này còn muốn một địch tám, đây chính là khinh bỉ trần trụi. "Ra tay đi, hôm nay nhất định anh ta phải trả giá đắt." Dạ Uyên nói. Vốn chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ không thể không ra tay. Ầm ầm, khí thế xung quanh tám người bắt đầu được khởi động làm tầng 8 của nhà hàng Trích Tiên cũng bắt đầu đung đưa, từng vòng từng vòng gợn sóng của trận pháp tỏa ra bốn phía. Hai người giả tư niên và lộ nguyên quân đều bị đường Tuấn đẩy ra xa, rời khỏi chiến trường. chương 1825, anh bạn này, một vừa hai phải thôi. Nguyệt nhận, sau khi hô lên, sau lưng Nguyệt Yên Nhân xuất hiện hình ảnh trăng khuyết sáng rực rỡ, ánh trăng vừa xuất hiện đã mang tới một cỗ khí lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn cả thần binh. Kim cương đại thủ ấn, một tay vô niên từ cầm quyền trượng, một tay khác làm ra một cái kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị tựa như Bồ Tát diệt trừ yêu ma trong Phật môn. Tám người lần lượt thi triển ra tám loại thần thông đặc trưng của mình, đều cường đại mạnh mẽ giống nhau. Mỗi một loại thần thông đều có thể chém giết được người đạt cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tám loại thần thông xuất hiện có thể chôn vùi cả cao thủ như Trúc Anh Hưng trong nháy mắt. Mà bây giờ lại xuất hiện chỉ để đối phó một người. Đường Tuấn đã chọc giận tất cả tám người. Nhà hàng Trích Tiên cũng trở nên chấn động, rất nhiều người trong nhà hàng còn đang uống rượu mua vui nhanh chóng phát hiện ra lạ thường, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có hai người cảnh giới Nguyên Anh đánh nhau sao? Bông bông bông, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì bọn họ đã phải tiếp nhận một trận âm thanh đinh tai nhức óc. Còn có một số người dưới tầng 7 đánh bạo đi lên xem đã thấy được một màn khó có thể tin được này. Tám cao thủ thánh tử đều bị đánh văng ra ngoài, miệng trào ra máu tươi kia là đông y nhiên của lưu ly tông sao, còn có cả viêm kiên của hỏa vũ môn. Đợi cho đến khi mọi người nhận thức được vấn đề, ai nấy đều lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt, thất thanh nói, tám cao thủ cấp thánh liên thủ cũng bị đánh bại, người kia là ai vậy? Chẳng lẽ là người trên cả ba môn phái sao? Ánh mắt mọi người đều nhao nhao đổ dồn về người thanh niên trẻ tuổi đứng ở giữa sân kia, trong lòng đều không khỏi choáng ngợp. Không thể nào, tại sao cậu có thể mạnh như thế? Bên trong tầng 8, đám người viêm kiên ngã trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn về phía đường Tuấn với ánh mắt tràn đầy sự chấn động và khó tin. Tám người danh hiệu thánh cấp thế hệ trẻ hợp lại, đủ để giết chết Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí ngay cả một chiêu đường Tuấn cũng không thể nào đỡ nổi. Vẻ mặt đường Tuấn hơi thay đổi. Không hổ là danh xưng thánh cấp thế hệ trẻ, ban nãy sau khi hợp lại, vậy mà có thể khiến hắn sử dụng một phần trăm sức mạnh. Cộp cộp cộp, đường Tuấn đi về phía tám người, mặt không chút biểu cảm cậu muốn làm gì cậu dám giết chúng tôi tông môn của chúng tôi sẽ không tha cho cậu thấy thái độ của đường tuấn mấy người lập tức luống cuống vội vàng nói đường tuấn không nhìn mấy người họ mà đi thẳng đến trước mặt viêm kiên nói ban nãy anh có hành động sắc sược giờ xin lỗi bạn của tôi đi viêm kiên lập tức sửng sốt hóa ra tên này ra mặt thay hai học trò tông môn kia nằm mơ cũng đừng hòng viêm kiên cắn răng nói nếu như anh ta cúi đầu trước đường tuấn anh ta cũng không hề ngại, dù sao thực lực của đối phương cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Nhưng xin lỗi hai nghìn học trò tông môn kia, việc này Viêm Kiên không làm nổi. Đường Tuấn cũng không cảm thấy bất ngờ, anh vốn biết Viêm Kiên cũng sẽ không cúi đầu. Bàn tay anh để xuống, ngay lập tức Viêm Kiên cảm nhận được một sức mạnh rất lớn đang đặt ở đầu vai của anh ta, chỉ trong chốc lát, anh ta mồ hôi đầm đìa, cơ bắp toàn thân co quắp dữ dội. Phù phù. Đầu Viêm Kiên nằm dạp xuống đất, bày thành một tư thế khuất nhục. Kẻ yếu, không có tư cách mở miệng đòi quyền loại. Câu nói này tôi trả lại cho anh, làm xong những chuyện này, Đường Tuấn mới thu tay về. Viêm kiên nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt thù hận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn Đường Tuấn. Anh ta là thánh tử của hỏa vũ môn, vậy mà bị người khác nhục mạ như vậy. Bảy người khác cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ giống anh ta, nhưng cũng đành chịu bó tay không phải bọn họ cũng từng có lúc đối xử với người khác như vậy sao anh bạn này một vừa hai phải thôi đúng lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên viêm kiên nhanh chóng cảm nhận được áp lực ở trên vai được buông lỏng anh ta khôi phục lại sức mạnh hành động tám người đỡ nhau đứng lên bên trong cầu thang một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong tay đang cầm theo cây quạt phe phẩy đi đến chàng trai này phong thái nhẹ nhàng trên cây quạt treo một miếng ngọc bội màu trắng Trước sau trên miệng anh ta luôn nở một nụ cười yếu ớt, khiến cho người ta có cảm giác rất ôn hòa. Đại sư Ngô, tại sao ngài lại ở đây chứ? Nguyệt Yên Nhân nhìn thấy người này, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng trả lời, có người nhờ tôi trông coi Lầu Tiên Sơn này. Không ngờ mới lơ là một chút, Lầu Tiên Sơn này suýt chút nữa đã bị người khác phá hủy. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Yên Nhân vậy mà hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ ngại ngùng e lệ hiếm thấy. Vừa rồi lúc bọn họ ra tay, tất cả bàn ghế ở tầng 8 gần như đã bị đập vỡ hết, nếu không phải có trận pháp bảo vệ, thì có lẽ cả là tiên sơn này đã sập từ lâu rồi. Chàng trai trẻ vừa dứt lời, trong tay áo bay ra vài tảng đá có khắc những chữ rất kỳ lạ. Tảng đá hóa thành ánh sáng rực rõ, chui vào khắp nơi trong lầu tiên sơn, từng đợt ánh sáng rực rỡ phát ra từng nhiều nơi khác nhau, bao trùm bốn phía, lầu tiên sơn vốn hơi rung động lập tức ổn định lại. Trận thạch, ngài là đại sư ngô, Ngô Nhất Trương sao? Chương 1826 tu vi vô cùng đáng sợ. Ngô Nhất Trương lúc này mới nhìn về phía Đường Tuấn, nói cậu là một người tu luyện ở cảnh giới nguyên anh, vậy mà ẩn giấu tu vi bắt nạt hậu bối, có thể làm ra loại chuyện như vậy đúng là không còn lời nào để nói. Chuyện ngày hôm nay xem như nể mặt Ngô Nhất Trương tôi, bỏ qua đi. Đường Tuấn ngay cả nguyên đan cũng không sử dụng, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể để đánh bại 8 người liên thủ với nhau. Vậy mà ở trong mắt Ngô Nhất Trương, chỉ là che giấu tu vi cao thủ của cảnh giới Nguyên Anh. Đường Tuấn hơi nhíu mày, khí tức của Ngô Nhất Trương ở trước mặt này khiến cho anh có cảm giác bị chèn ép. Pháp lực của hắn bây giờ đã bước vào cấp độ Thiên Nguyên, có thể nói là đỉnh cao so với cảnh giới Nguyên Anh. Nói cách khác, pháp lực của người đứng trước mặt này ít nhất cũng ở cấp bậc Thiên Nguyên. Được rồi, xem như tôi nể mặt đại sư Ngô, hôm nay sẽ tha cho mấy người bọn họ. Đường Tuấn mới đến nên cũng không muốn gây sự chú ý. Trên gương mặt tuấn tú của Ngô Nhất Trương lập tức lộ ra một nụ cười tươi giói, nói, như vậy là tốt rồi. Chuyện đã được giải quyết, các cô, cậu về trước đi. Còn những hư hỏng trong lầu tiên sơn tôi sẽ giúp các cậu trả hết. Ngô Nhất Trương nói lời đuổi khách với mấy người viêm kiên. Đám người viêm kiên đành phải gật đầu đồng ý, nói với Ngô Nhất Trương mấy lời cảm ơn, sau đó hậm hực nhìn đường tuấn mấy lần, sau đó mới không cam lòng đi khỏi chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vừa rời khỏi lầu tiên sơn, trong mắt viêm kiên dần hiện lên sát ý. Anh ta có cảm giác, nếu như hôm nay không có ngô nhất trương, chỉ sợ đường Tuấn sẽ thật sự giết chết bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu không thấy đại sư ngô đối với cậu ta rất tốt sao? Chỉ sợ cậu ta có tu vi đỉnh phong trong cảnh giới Nguyên Anh, một kẻ mạnh như vậy trong tông môn chúng ta có được mấy người. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong là một cột mốc của cấp sức mạnh nhưng mấy người này ở trong tông môn, là những tồn tại đứng đầu trong thế lực cấp 2, cũng có tồn tại người ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ là ngày bình thường đều đóng chặt cửa, chỉ thời khắc sinh tử diệt vọng của tông môn mới ra tay. Về trước đi nói chuyện này cho tông môn, tôi không tin một mình cậu ta có thể một mình chống lại 8 tông môn của chúng ta. Nguyệt Yên nhân tức giận nói, vậy mà cũng khiến cho đại sư ngô phải ra mặt, thằng nhóc này cũng thật sự quá ghê gớm. Đồng hy nhiên vô cùng đồng cảm, Cô cô nắm tay nhỏ. Ngô Nhất Trương chính là chàng trai trong mơ của biết bao cô gái, hình mẫu đàn ông trưởng thành. Vậy mà các cô lại mất mặt trước đại sư Ngô như vậy, thật là quá đáng hận. Bên trong tầng 8 lầu tiên sơn, Ngô Nhất Trương vẫn chưa rời khỏi. Đường Tuấn nói với hai người giả tư niên, các cậu về trước đi, hôm khác gặp lại. Lúc này hai người giả tư niên vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi giọng của giả tư niên vang lên đường tuấn cậu phải cẩn thận tám tông môn kia chắc chắn sẽ trả thù hơn nữa tên đại sư ngô này tôi đã từng nghe trưởng lão trong tông nói qua ông ta không hề hiền lành như trong truyền thuyết đường tuấn khẽ gật đầu đợi đến khi hai người giả tư niên rời khỏi ngô nhất trương mới cười nói tu vi của cậu cũng khá cao ngô nhất trương tôi cũng cảm thấy hổ thẹn đường tuấn lười nhác đôi co với ông ta ông nói vậy có ý gì Ngô Nhất Trương cũng không hề tức giận, nói cậu có lẽ là tán tu, không biết cậu có muốn gia nhập tông mono của chúng tôi không? Hôm nay cậu gián tiếp khiến tám tông môn mất mặt, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, chỉ cần cậu gia nhập tông môn của chúng tôi, phiền phức hôm nay chúng tôi có thể thay cậu dẹp yên. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Lông mày đường tuấn nhíu lại. Trong mắt ngô nhất trương hơi híp lại, trong mặt lập lè đốm sáng, nói tám tông phái không phải hạng dễ nhằn, với thực lực tu vi của cậu, muốn đối đầu với tám môn phái liên thủ lại, nói hơi khó nghe, thì là mơ mộng hão huyền. Ông ta lắc đầu, nói cậu cũng đừng vội từ chối, tôi có thể dẫn cậu đi xem tổ chức của chúng ta trước, nói không chừng cậu sẽ thay đổi chủ ý. Đi theo tôi đi. Ngô Nhất Trương dẫn đường, hai người đi gần một tiếng đồng hồ trong thành Long An, sau đó đi vào một tòa nhà sang trọng, trên biển hiệu bên ngoài viết mấy chữ nhà họ tả rất to. Rất nhanh, Ngô Nhất Trương dẫn theo đường Tuấn dừng lại trong một khu vườn, hai người thủy thanh lam với cổ vân minh bị giữ lại bên ngoài trong vườn hoa tươi rực rỡ đẹp không sao tả xiết ở một cái đình giữa vườn hoa một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng giống như đang tu luyện với thực lực của đường tuấn vậy mà lại không nhìn rõ hình dáng của người đang khoanh chân kia điều này khiến trong lòng đường tuấn run lên thực lực của người phụ nữ này mạnh hơn anh nhiều cô chủ ngô nhất trương nhìn bóng người xinh xắn kia trong khóe mắt lóe lên tia mê mệt hơi hơi khom lưng, cung kính nói. Đây chính là người ông lựa chọn, bóng người xinh xắn kia nói khẽ. Chưa đợi ngô nhất trương trả lời, tay cô ta vẩy một cái, vô số cánh hoa ngưng tụ lại trong vườn, tạo thành một cái đầu thú kỳ quái từ cánh hoa, bao trùm toàn bộ khu vườn. Kinh khủng chập chờn trên người con vật kỳ lạ, chỉ nghe nó gào thét một tiếng, bổ nhào về phía đường Tuấn. Bùm bùm, hai tay đường Tuấn chặn lại, một khối lực vô cùng mạnh mẽ chuyển đến, khiến anh phải lùi về sau mấy bước. Trong mơ hồ, Đường Tuấn có thể nhìn thấy một vị nguyên anh bảy màu xuất hiện đằng sau bóng dáng tuyệt đẹp đó, tuy mặt mũi có chút không chân thực, nhưng trên đỉnh đầu lại đội một cái mũ quan màu vàng. Người phụ nữ này tu vi ít nhất cũng ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, pháp lực trong cơ thể cũng gấp đến 2-3 lần Đường Tuấn. Vừa tiếp xúc xong, Đường Tuấn cũng đại khái hiểu rõ thực lực của người này. Pháp lực của anh ở trình độ 3 triệu rưỡi có lẽ pháp lực của người phụ nữ trước mắt này ở giữa 7 triệu với 10 triệu. Tu vi vô cùng đáng sợ. Nếu như toàn lực ra tay, thậm chí đối phương có thể giết chết anh. chương 1827, đây chính là phòng động thiên. Các người là ai vậy? Bộ dạng của đường Tuấn nghiêm trọng, không nghĩ tới vừa mới tới thành Long An, đã bị cuốn vào trong một trận chiến không biết đúng sai. Tổ chức của chúng tôi gọi là Diệt Thần, chúng tôi cần cậu tham gia tuyển chọn lần này của thần đình, giúp tôi lấy một món đồ. Đương nhiên, trong thời gian này cậu cần những tài nguyên gì để có thể tu luyện, chúng tôi đều có thể cung cấp, thực lực của cậu sẽ trở nên càng mạnh hơn, đối với kế hoạch của chúng tôi cũng có chỗ tốt. Cậu cũng có thể không đồng ý, nhưng sợ rằng hôm nay không ra khỏi nơi này được. Lúc này, Ngô Nhất Trương nhanh chóng giải thích. Diệt thân, chẳng lẽ là kẻ thù của thần địch sao? Trong lòng đường Tuấn hơi trùng xuống một người ngô nhất trường, thêm một người phụ nữ thực lực mạnh mẽ như thế này, đối với anh quả thực rất uy hiếp. Được, tôi đồng ý, Đường Tuấn gật đầu nói. Rất tốt, đây là lựa chọn rất thông minh, đây là lệnh bài của cậu. Ngô Nhất Trương cười nói. Ông ta lấy ra một cái lệnh bài đỏ sẫm đưa cho Đường Tuấn. Trên lệnh bài tản ra chút chấn động, là một bảo vật. Cậu nhỏ lên một giọt máu, có thể huấn luyện lệnh bài. Ngô Nhất Trương nói. Đường Tuấn làm theo, thuận lợi thu hồi lại lệnh bài. Vừa rồi các người nói có thể cung cấp tài nguyên cho tôi tu luyện, là thật sao? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất để anh thỏa hiệp. Cho dù là tám đại môn phái, hay là người phụ nữ mạnh mẽ đến đáng sợ trước mặt này, chỉ cần anh có thể đột phá nguyên anh, đều có thể thuận lợi giải quyết. Cậu muốn cái gì? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Tôi muốn bí kíp đại thừa viên man cấp bậc thần thông, càng nhiều càng tốt, tôi muốn nghiên cứu pháp thuật. Đường Tuấn trả lời, đúng là lòng tham, đại thừa viên mãn cấp bậc thần thông kể cả ở Thượng Ba Tông cũng không có bao nhiêu. Có điều tổ chức diệt thần chúng ta không có, nhưng bí kíp thần thông cũng không ít, đợi lát nữa bảo ngô nhất trương dẫn cậu phòng động thiên tìm kiếm. Có điều tôi khuyên cậu một câu, cảnh giới Nguyên Anh, sức mạnh thuần khiết mới là quan trọng nhất, kể cả cậu học được nhiều pháp thuật hơn nữa không không có tác dụng gì. Được rồi, bây giờ cậu ra ngoài trước đi, Bàn tay cô ta nhẹ nhàng thả xuống. Đường Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một giây sau đã bay ra ngoài vườn. "Cô chủ, cô hoàn toàn tin tưởng cậu ta sao?" Trong vườn, Ngô Nhất Trương hỏi lại, giọng điệu có chút kỳ quặc, nghe trong đó còn có cảm giác hâm mộ. Cô chủ lắc đầu, nói, lòng tin đó có phần hơi rẻ mạt. "Vậy sao cô lại cho phép cậu ta sử dụng phòng động thiên? Bên trong đó cất giữ những thứ có thể so với thần đình, có rất nhiều pháp thuật là độc nhất vô nhị đó." Ngô Nhất Trương nói. Ha ha, muốn để cậu ta làm việc cho chúng ta, đầu tiên phải cho cậu ta chút ngon ngọt. Phòng động thiên cất giữ rất nhiều, nhưng một cảnh giới nguyên anh cao cấp bình thường như cậu ta, thì có thể tu luyện được bao nhiêu loại. Có thể tu luyện mười mấy hai mươi loại đã là giỏi lắm rồi. Nếu như cậu ta muốn ham hố nhiều hơn, người chết là cậu ta thôi. Ngô Nhất Trương nhẹ nhàng gật đầu, kể cả với tư chất của cô chủ, cũng chỉ có thể tu luyện nhiều nhất 36 loại pháp thuật. Cô chủ nói, ông không nên suy nghĩ quá nhiều, lợi dụng tên này tốt, không chừng còn là một quân cờ tốt. Mặt khác, mấy ngày nữa bọn người vương nhất chung của thần đình sẽ tới thành Long An, đến lúc đó tìm cơ hội để tiếp cận bọn họ một chút. Về thân phận bên trong, trong hai ngày điều tra thật kỹ cho tôi, tôi muốn toàn bộ thông tin. Ngô Nhất Trương gật đầu, vâng. Phòng động thiên trong nhà là chỗ cất chứa bảo vật với bí kíp, chỉ có người có công lao to lớn trong nhà mới có tư cách đi vào. Cậu vừa gia nhập Diệt Thần đã có thể có đãi ngộ này, có thể thấy được cô chủ tín nhiệm với coi trong cậu như thế nào. Trên đường đi đến phòng động thiên, Ngô Nhất Trương nói với Đường Tuấn. Có thể hỏi một câu, thủ lĩnh của Diệt Thần là ai không? Có phải vị cô chủ vừa nãy không? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Ngô Nhất Trương biến sắc, lắc đầu nói, cô chủ không phải thủ lĩnh của Diệt Thần, nhưng thân phận của cô ấy không hề tầm thường. Tất nhất cậu đừng hỏi nhiều, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết gia nhập diệt thần là lựa chọn tốt nhất của những tán tu như cậu. Trong lúc nói chuyện, một tòa lầu nhỏ xuất hiện trước mắt hai người. Đây chính là phòng động thiên, Ngô Nhất Trương nói. Đường Tuấn nhìn lại, tòa lầu tổng cộng có ba tầng, diện tích hơn 200 mét vuông, so với cả tòa nhà thì lầu này rất nhỏ. Phía trước tòa lầu có mấy hộ vệ tinh thần sung mãn, đôi mắt trong vắt. Từ khí thức mà nhìn ra, những hộ vệ này đều là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, trong đó có một người đàn ông trung niên to con lực lưỡng, đại khái đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ. chương 1828, 99 chữ cổ này quả thật kỳ diệu. Dựa theo quy định ở quá khứ, thời gian đi vào phòng động thiên ít nhất cũng phải là 3 ngày, dù sao để có thể vào trong phòng động thiên, đều là đại thừa sơ cấp trở lên, vô cùng huyền ảo, kể cả người có thiên phú xuất chúng, cũng cần 2 ngày mới có thể học xong một môn pháp thuật. Mà Ngô Trân Trương lại nói chỉ mở cho đường Tuấn một ngày, rõ ràng là đối với người xa lạ này có chút đối địch, muốn ông ta âm thầm ngáng chân. Ngô Nhất Trương thấy người đàn ông trung niên thức thời, cũng cười cười, nói, Đường Tuấn, thần thông bí tịch trong phòng này cậu có thể xem tùy ý, nhưng đừng nghĩ đến việc có thể giấu đi, văn tự trong sách đều có bố trí cấm chế, chỉ khi cậu chân chính lĩnh ngộ, thông suốt pháp thuật hoặc chân y thì mới có thể thu luyện, biến thành của mình. Đường Tuấn khẽ gật đầu, thông báo hai câu, Ngô Nhất Trương lập tức rời đi, mà thời gian của Đường Tuấn có hạn, cũng nhanh chóng tiến vào trong phòng động thiên. Anh muốn xem thử xem bên trong phòng Đông Thiên có thể cất giữ cái gì giúp thần văn của anh lên cấp được không. Vừa đặt chân vào trong phòng động thiên, Đường Tuấn lập tức cảm thấy không gian bên trong này so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều, có khi gấp hơn 10 lần. Chắc là không gian bên trong phòng động thiên cho trận pháp yểm hộ. Đường Tuấn thấy thế, nghĩ thầm trong lòng. Loại hình trận pháp trong không gian chỉ có thể đạt đến cảnh giới hóa thần mới có thể bố trí. Liếc nhìn lại, từng quyển từng quyển sách quý hiếm xếp trên giá sách, ít nhất cũng có mấy trăm quyển. Mấy trăm quyển pháp thuật đại thừa, đường Tuấn tùy tiện lật nhìn mấy quyển, hai mắt lập tức sáng lên. Ngô Nhất Trương không có lửa anh, mỗi một cuốn sách trong này đều là pháp thuật cấp bậc đại thừa. Hơn nữa càng đi vào bên trong càng cao cấp hơn, cuốn sách lúc này đường Tuấn đang cầm trong tay là bí kíp pháp thuật tứ hợp ấn, Cuốn tứ hợp ấn này đã đạt cấp bậc đại thừa viên mãn, theo ánh mắt đường Tuấn, bên trong biển ý thức xuất hiện một dòng chữ cổ hơi lập lè, trong đầu đường Tuấn đột nhiên xuất hiện cái mà anh hiểu. Bên trong tử phủ, có một thần văn trên nguyên đan đang dần lột xác, từng chút từng chút nâng cấp, cuối cùng đạt đến cảnh giới đại thừa viên mãn. Đợi xem xong tứ hợp ấn, đường Tuấn tính toán thời gian một chút, đã dùng mất một tiếng đồng hồ. Thời gian căn bản không thể đủ vốn dĩ đường Tuấn còn muốn giác ngộ mấy pháp thuật này nhiều thêm một chút, tranh thủ đem 99 loại thần thông đạt đến cảnh giới đại thừa viên mãn, nhưng hiện tại xem ra, thời gian thiếu rất nhiều. Là mình nghĩ nhiều rồi, kể cả thời gian có đủ, mình cũng không có nhiều nguyên thạch đột phá như vậy. Đường Tuấn cười khổ nói, tính cả đen nguyên tinh, tất cả nguyên thạch trong tay anh nhiều nhất cũng mới có thể tu luyện đến trình độ 5-60 đạo thần văn. Cũng may mà mình không vội vã tu luyện. Đường Tuấn cười cười, anh khác với người khác, anh chỉ cần giác ngộ chân ý trong bí kíp, sau đó xem như chìa khóa để mở ra nội dung của 99 chữ cổ nhiều thêm một chút, từ đó đạt được mục đích lên cấp thần văn. Mà giác ngộ chân ý, tốc độ nhanh hơi rất nhiều so với học pháp thuật trong bí tịch. Thời gian có thể rút ngắn 8-90%. Một lần nữa cầm lấy một cuốn bí kíp thần thông, đợi sau khi xem xong, một dòng chữ cổ lại sáng lên, việc này tương đương với đường Tuấn lại nắm giữ thêm một chân ý nữa cả quá trình còn không đến 10 phút. Người khác cũng là cần tu luyện trước, sau đó chậm rãi giác ngộ chân ý, lâu thì là 7-8 năm, nhanh thì là 2-3 năm. Nhưng đến lượt đường tuấn, lại ngược lại, 10 phút giác ngộ mộ một chân ý, sợ là tin này mà truyền ra ngoài có khi hù chết con nhà người ta. 99 chữ cổ này quả thật kỳ diệu, trong lòng đường tuấn cảm thán một chút, nhanh chóng xem sách trong phòng động thiên. Đồng thời, đường tuấn đối với tổ chức diệt thần thần bí này càng ngày càng hiếu kỳ, có nhiều bí kíp thần thông như vậy, rốt cuộc diệt thần có lai lịch như thế nào. Lúc này bên trong một hội quán ở thành Long An, bên ngoài cắm một lá cờ vẽ ngọn lửa đang thiêu đốt sợi lông chim. Đây là sản nghiệp bên trong thành Long An của hỏa vũ môn. Trong quán, viêm kiên vô cùng tức giận, từ từ kể lại chuyện đã xảy ra ở lầu tiên sơn. Bùm! Chờ đến khi viêm kiên nói xong, một lão già ngồi ở vị trí trên cao đánh một trường lên mặt bàn, một tia lửa nổ tung, cả cái bàn lập tức bốc cháy lão già mặc áo choàng màu xám, bên trên có vẽ một cái mặt trời chói trang, điều này đại diện cho địa vị của ông ta ở hỏa vũ môn rất cao, là cấp bậc thái thượng trưởng lão, chỉ dưới chướng môn chủ mà thôi. Ông trẻ, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Hỏa vũ môn chúng ta không có chuyện phải chịu thua thiệt lớn như vậy, cho dù có ngô đại sư đứng ra, chúng ta cũng cần đòi lại công đạo, dạy dỗ tên kia một chút. Viêm kiên không cam lòng mà nói. Nghe được cái tên ngô nhất trương, trong mắt lão già lộ ra vẻ kiêng rè. Tu vi của ông ta cũng đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh cao cấp, nhưng bởi vì dựa vào bí pháp để đột phá, cho nên pháp lực chỉ miễn cưỡng đạt được 3 triệu rưỡi, so với cảnh giới Nguyên Anh cao cấp chính thức thì yếu hơn rất nhiều, chứ đừng nói đến Ngô Nhất Trương nửa bước hóa thần, tự mình dẫn dắt cảnh giới Nguyên Anh cao cấp, có 10 ông ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của Ngô Nhất Trương. Ông già trầm ngâm, dường như còn đang do dự, bỗng nhiên sắc mặt ông ta biến đổi. Một lát sau, Ông ta mới lên tiếng, chuyện này cứ tính như vậy đã, con đừng nhắc lại. Viêm kiến lập tức giật mình, tức giận nói, vì sao cơ. Lão già liếc mắt nhìn viêm kiến, nói, đây là mệnh lệnh của ông nội con. Ông nội, sắc mặt viêm kiến cũng lập tức biến đổi. Ông nội hắn là người mạnh nhất hỏa vũ môn, chủ cột nói 102, kể cả tông chủ của hỏa vũ môn, cha của cậu ta cũng không dám cãi lại. Con biết rồi, mặc gì không biết vì điều gì nhưng viêm kiến vẫn cắn răng gật đầu. chương 1829, người của thần đình tới rồi à? Mấy người đông hy nhiên mặc dù đều không hiểu gì, nhưng những mệnh lệnh này đều từ người mạnh nhất trong môn phái của bọn họ, bọn họ cũng không dám cãi lại. Thành Long An, bên trong trụ sở của nhà họ cổ, một người đứng trong đại sảnh, khoác áo choàng màu đen trùm kín người, không rõ nam hay nữa. Cô nói, người này giữ vân minh, tin tức là thật sao, ngồi trên cái ghế ở giữa đại sảnh một người đàn ông trung niên nét mặt uy nghiêm một loại áp lực tỏa ra từ trên người ông ta trên tay ông ta cầm một bức tranh là bức tranh vẽ ảnh của đường tuấn người choàng áo đen thấp giọng nói vô cùng chính xác tôi đã thăm dò được chính là cậu ta đánh bại mai phục ở thành long an bắt giữ cô cố người choàng áo đen khẽ ngẩng đầu lô ra một gương mặt phụ nữ trưởng thành chúc anh hưng người chùm áo đen này lại là trưởng lão thứ năm của độc tông chúc anh hưng người đàn ông trung niên nói bà nói cho tôi biết chuyện này có ý đồ gì chúc anh hưng cười nói người này dám bắt giữ cô cố tội không thể tha đây là điều tôi nên làm quả thật không dám giấu giếm tôi từng đụng chạm với người này thực lực của cậu ta mạnh hơn tôi một chút nếu như nhà các người có thể bắt cậu ta lại sau đó phế bỏ võ công của cậu ta rồi giao cho tôi xử lý là được rồi Người đàn ông trung niên gật đầu, được, tôi đồng ý với bà. Ông ta cuộn bức tranh lại, bỗng nói, nghe nói độc tộc của các người có chín văn nguyên đan, có đúng như vậy hay không? Trúc Anh Hưng sững sờ. Trả lời tôi, em mờ thanh của người đàn ông trung niên như sấm vang lên bên cạnh tai của Trúc Hướng Hồng. Là sự thật, có điều đều bị tên khốn nạn kia làm hỏng rồi. Trúc Anh Hưng oán trách trả lời. Vốn dĩ đổ yên nhi là hy vọng của bà ta, nhưng bây giờ Đồ Yên Nhi đã thăng cấp Nguyên Anh, khiến cho tất cả bố trí của bà ta thất bại trong gang tắc. Rất tốt, tôi giao tên nhóc họ đường cho bà, bà giao người đệ tử ngưng tụ chín văn cho ta, nghe nói cô ta là đệ tử của bà, có nỡ hay không? Người đàn ông trung niên giọng điệu như chiêu tức. Trúc Anh Hưng trả lời, có gì mà nỡ hay không nỡ, nó đáng chết. Đợi sau khi đại hội thăng cấp kết thúc, tôi sẽ giao nó lại cho các người. Lúc nói chuyện, Ánh mắt trúc anh hưng nhìn người đàn ông trung niên này mang theo e ngại đậm sâu. Người đàn ông trung niên này tu vi đạt cảnh giới cuối cùng của Nguyên Anh, là người mạnh nhất trong nhà họ Cố. Sau một ngày, bên trong phòng động thiên của nhà họ Tạ, Đường Tuấn gấp lại một quyển bí kíp thần thông cuối cùng, vuốt vuốt thái dương, muốn xoa dịu cảm giác đầy chướng trên đầu. Trong phòng động thiên, có thông công 207 cuốn bí kíp pháp thuật cấp bậc đại thừa viên mãn. Thời gian một ngày, Đường Tuấn đọc hết toàn bộ hơn nửa đều dung dung nhập thành 99 loại chân ý, tụ hợp vào bên trong thần văn. Cho dù anh có 99 chữ cổ giúp đỡ, cũng cảm thấy tinh thần vô cùng mỏi mệt, rõ ràng là sử dụng não quá độ, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ không khỏe, nhìn cả người vô cùng uể oải. Có điều loại khổ cực này vô cùng đáng giá. Bên trong biển ý thức, 99 chữ cổ cáng thêm sáng tỏ, tản ra một khối khí tức nhu hòa thân mật, dường như giống với toàn bộ thực lực nguyên bản. Bên trong tử phủ, bên trên nguyên đan. Anh tự nghĩ ra ba phép thần thông, kết hợp với khí thức của 99 đạo thần văn lại càng trở nên âm trầm, giống như ở trong trạng thái lột xác. Trong có có mấy thần văn, đã đạt đến cấp bậc đại thừa viên mãn. Thời gian một ngày, Đường Tuấn chỉ có thể giác ngộ chân ý, không có biện pháp khiến thần văn trực tiếp lột xác thành công, nhưng bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian, mỗi giây mỗi phút thần văn đều đang lột xác, hơn nữa không có ngừng lại có lẽ chờ toàn bộ 99 đạo thần văn thăng cấp, mình có thể đột phá Nguyên Anh. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng, anh có thể cảm thấy sức mạnh Nguyên Đan có thể chứa được đã đạt đến giới hạn. Mặc dù không phải toàn bộ 99 đạo thần văn đều đang thay đổi, nhưng thực lực của Đường Tuấn lại tăng lên từng giây từng phút, đã đạt đến hơn 5 triệu. Đường Tuấn suy nghĩ, tốc độ thay đổi như thế này cần thời gian khoảng chừng 2 tháng, không sai lệch lắm. Dầm, cửa chính của phòng động thiên bị mở ra, người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa nói với đường tuấn đã hết giờ đường tuấn nghe thấy thế chỉ có thể đè nén suy nghĩ trong lòng đi ra khỏi phòng động thiên người đàn ông trung niên đứng ở cửa nhìn thấy sắc mặt đường tuấn trên mặt ngập tràn vẻ diếu cợt lắc đầu quả nhiên muốn một ngày lĩnh hội thần thông bên trong này qua khó khăn tinh thần của tên này suy nhược đến trình độ này nhất định ảnh hưởng tu hành sau này ngô đại sư tính toán thật chuẩn lại dùng đến phương pháp này Người đàn ông trung niên nghĩ thầm. Bên ngoài động thiên, Ngô Nhất Trương nhìn thấy sắc mặt Đường Tuấn, trong lòng cũng âm thầm coi thường anh không biết tự lượng sức mình, nhưng trên mặt lại là bộ dạng quan tâm vô cùng, đi lên phía trước đỡ Đường Tuấn, nói tôi đã nói cậu rồi, không thể tu luyện quá nhiều thần thông, sao không cho vào đầu tí nào thế. Đường Tuấn chỉ có thể trầm mặc, kể cả anh có nói sự thật, chỉ sợ cũng không ai tin. Chương 1830, tuyển thủ hạt giống của ba tông môn đứng đầu sao? Lúc này quả thực đường Tuấn không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Cùng một lúc quá nhiều thần văn đồng thời thăng cấp, khiến anh không thể không chia ra phần lớn năng lượng để áp chế dị biến của thần văn, nếu không để lộ khí tức ra bên ngoài, sẽ có người phát hiện nền tảng của anh một cách dễ dàng. Nhưng kể cả là như thế, anh chỉ cần sử dụng một phần 10 thực lực, đã là hơn 500. Hừ, Ngô Nhất Trương không vui hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa hai người nhìn thấy đệ tử thần đình đang đứng ở lầu tiên sơn, ở tầng 9 cao nhất. Đường Tuấn đi lên tầng 9, ngay lập tức nhìn thấy bảy tám người đang ngồi, khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ từ trên người bọn họ tản ra xung quanh. Cậu chính là người sẽ tham gia thực tập của thần đình. Đinh Hàn, cậu thử cậu ta chút xem. Ngồi ở vị trí chính giữa là Vương Nhất Trung, cậu ta nhìn lướt qua đường Tuấn, nhướng mày, dường như có chút tức giận với loại khí tức yếu ớt của đường Tuần người như thế này cũng dám tham gia dự tuyển của thần đình, muốn chết gà. Nghe thấy Vương Nhất Trung nói thế, một người thanh niên cao giọng cười nói, xem ra đệ tử tham gia thực tập của thần đình càng ngày càng mai một. Để tôi cho cậu xem thế nào là biết khó mà lui. Người vừa nói chuyện là Đinh Hàn, là người lúc trước đã đánh trọng thương Thu Hải Sơn. Đinh Hàn nói xong, cả người nhảy lên, đánh ra một trưởng chín văn nguyên đan, sử dụng năng lượng vô cùng mạnh mẽ tầng 9 của lầu tiên sơn, ầm ầm rung chuyển, giống như bị một trường này gây ra chấn động. Thật là một trưởng mạnh mẽ, không hổ là đệ tử thần đình, một trường này đã đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ rồi. Ngô nhất trường mặt hơi biến xác lách qua một bên. Một người cảnh giới nguyên đan cũng dám ra tay với tôi. Sắc mặt đường tuấn hờ hứng, tay áo hơi động đậy, đánh về phía đinh hàn. Tất nhiên anh đang bị coi như là cảnh giới nguyên anh, vậy anh cũng cứ tiếp tục giả bộ phải ra tay. Bùm. Đinh Hàn không kịp phản ứng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Bóng người chấp nhoáng, Vương Nhất Trung đưa tay đón lấy Đinh Hàn. Chỉ thấy tai mắt mũi miệng của cậu ta đều tràn ra máu, xem ra bị thương không nhẹ. Cậu dám ra tay hiểm độc như thế này? Trong mắt Vương Nhất Trung hơi híp lại, sắc mặt âm trầm. Cậu ta quá yếu, Đường Tuấn liếc nhìn Vương Nhất Trung bằng nửa con mắt, nói chẳng phải cậu muốn ra tay với tôi sao? Tu vi người này rất mạnh chỉ sợ mình không phải đối thủ của cậu ta. Có điều mấy vị sư huynh cảnh giới Nguyên Anh sắp tới đậy rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người dạy dỗ cậu ta. Trong lòng Vương Nhất Trung khẽ tính toán, không có ý định ra tay. Mặc dù cậu ta ngông cuồng, nhưng không phải không biết trời cao đất dày. Được rồi, được rồi, dĩ hòa vi quý. Nếu như đã qua kiểm tra, vậy cậu bạn này của tôi chắc có tư cách tham gia tuyển chọn rồi đúng không? Ngô Nhất Trương đứng ra nói, đồng thời liếc mắt nhìn Đường Tuấn, đang trong bị thương mà còn có thể mạnh đến mức này, xem ra người này còn ẩn giấu không ít năng lực. Vương Nhất Trung lạnh lùng đáp một tiếng, nói, miễn cưỡng có thể có tư cách tham gia tuyển chọn thực tập, có điều tôi nói cho ông biết, năng lực của người này đặt ở trong chỗ Nguyên Anh thì chỉ là bình thường, lần này tham gia tuyển chọn thí luyện, đệ tử của Thượng Ba Tông cũng tham gia, bọn họ mới là hạt giống tuyển thủ. Tuyển thủ hạt giống của Ba Tông Môn đứng đầu sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Ba Tông Môn đứng đầu, chính là ba tông môn lớn mạnh nhất thế giới man hoang, cũng chính là ba thế lực siêu cấp, theo thứ tự là tương tư quan, điện lưu quang và cung thái hư. Đường Tuấn chắc chắn chịu thiệt thòi khi đối đầu với ba tông môn này. Nhìn dáng vẻ của đám người vương nhất chung, dường như biết không ít chuyện của ba tông môn này. Đúng vậy, ba tông tham gia thí luyện lần này là chuyện người tán tu như cậu có thể tưởng tượng được. Vẻ mặt vương nhất trung lộ rõ vẻ châm chọc, giống như muốn kiêu kích đường Tuấn, anh ta cố ý nói ra, không nói đến những thứ khác, chỉ nói mạc thanh hưng của Cung Thái Hư. Mặc dù Tu Vi chỉ mới cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng nghe người ta nói pháp lực hùng mạnh trình độ không hề kém cảnh giới Nguyên Anh Đỉnh Phong, còn đạt được cả thiên nguyên chi lực, thậm chí cao hơn. Thần Đình đã nhắm anh ta, có phải vì Thần Đình ở tầng cao muốn thu nhận anh ta làm học trò, vốn anh ta có thể không cần tham gia thí luyện. Nhưng anh ta muốn thể hiện rằng Thần đình rất công bằng, nên từ bỏ cơ hội này. Lòng giả và thực lực của anh ta, không phải là thứ người bình thường có thể so sánh được còn chưa nói đến người của hai tông môn khác tên nhóc như ngươi so ra với bọn họ không phải chỉ là kém một chút thôi đâu vương nhất trung ngạo nghễ nói vẻ mặt đường tuấn hơi lạnh lùng nhìn từ thế hệ trẻ tuổi cũng có thể thấy được nhìn tổng thể thì thực lực của ba tông môn đứng đầu hơn những tông môn khác rất nhiều không hổ là siêu cấp thế lực hóa thần bất việt tôi sẽ tìm cơ hội giao chiến với bọn họ để xem rốt cuộc họ mạnh đến mức nào hay là ta mạnh hơn? Ý chí chiến đấu trong lòng đường tuấn giạt rào, 99 loại thần văn, khiến thực lực của hắn ta đạt đến mức trước nay chưa từng có, nhưng học trò của ba tông môn đứng đầu có vô số bảo vật, anh cũng không dám nói chắc chắn rằng bản thân là người mạnh nhất. Audio điện tử võ tấn bền chương 1831, chú ba con không cần phương pháp cửu văn. Bắt đầu đại hội tăng cấp sao, vẻ mặt đường tuấn hơi dao động, Bây giờ thực lực chân chính của anh đã đạt đến cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, bản thân anh có thiên nguyên pháp lực, thế lực cấp 2 với anh mà nói, chỉ là hạng tôm tép. Chẳng qua Đồ Yên Nhi có tham gia, cho nên anh vẫn muốn đi xem. Đợi sau khi Ngô Nhất Trương đi khỏi, Đường Tuấn khẽ cau mày, hỏi Thủy Lam Thanh, Cố Vân Minh đang ở đâu. Từ sau khi anh ra khỏi phủ nhà họ tạ, Cố Vân Minh không biết đã chạy đi đâu mất. Thủy Lam Thanh lắc đầu, nói tôi cũng không biết, Chẳng qua hai ngày nay biểu hiện của cô ta có hơi khác thường, hình như người nhà họ Cố đến tìm cô ta. Người nhà họ Cố sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chờ xử lý xong chuyện ở chỗ này, sẽ đi kiểm tra quan hệ giữa nhà họ Cố và trái đất. Đường Tuấn suy đoán, nhà họ Cố rất có thể đã rời khỏi trái đất, đi vào thế giới man hoang tu hành tu sĩ. Còn lúc đó rời khỏi đó bằng cách nào, và vì sao phải rời khỏi, anh cần phải kiểm tra lại một chút. Lúc này ở bên trong một quán trà cách lầu tiên sơn không xa, cố Vân Minh và một người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện. Vân Minh, không ngờ thật sự là con, con biết sau khi con mất tích, chúng ta lo lắng như thế nào không? Vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ lo lắng hỏi thăm. Người đàn ông trung niên mặt chữ điền, tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm và khó gần. Cố Vân Minh nói, chú ba, cháu không sao. Người này chú ba cố quân của cô ta, một trong những người ở tầng cao của nhà hộ cố, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ. Vốn là sau khi cô ta bị Đường Tuấn giam lỏng, hận không có cơ hội nào để trốn thoát, lúc nào cũng mong ngóng người nhà họ cô đến cứu cô ta. Nhưng bây giờ chú ba của cô ta ở ngay trước mặt, Đường Tuấn cũng không có ở bên cạnh cô ta bố trí bất kỳ hạn chế gì, cô ta có thể nhân cơ hội này rời đi, với thực lực của Đường Tuấn, vốn không thể nào ngăn cản được. Nhưng bây giờ, cô ta lại không hề muốn rời khỏi đây không phải chỉ vì đường tuấn giúp cô ta tăng lên thần văn mà còn liên quan đến bí mật động trời của nhà họ cố chú ba nhà họ cố chúng ta làm sao lại có thể giàu như thế cố vân minh đột nhiên hỏi cố quân nhíu mày có một dáng vẻ không giận mà uy nói chuyện nhà họ cố chúng ta làm già đều là chương trình học bắt buộc của học nhà nhà họ cố con là học trò giỏi nhất chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ sao khoảng ba bốn mươi năm trước tổ tiên nhà họ cố tình cờ nhặt được một bản pháp quyết tu luyện cơ sở, từ đó bước lên con đường tu hành, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng lập ra nhà học cố. Cố Vân Minh nói, những chuyện này con đương nhiều biết rõ, nhưng chuyện con hỏi không phải cái này. Cô ta dừng lại một chút, nét mặt lộ ra vẻ rằng co, bỗng nhiên giống như đã hạ quyết tâm, nói có người nói với con, nhà họ cố chúng ta đến từ thiên khí chi địa. Dầm, chiếc bạn bị cố quân đập nát. Hoang đường, Nhà họ cố chúng ta đường đường là thế lực đứng đầu thế giới man hoang, nhánh chính là miêu hồng, ai lại dám nói những lời vụ oán giá họa cho nhà họ cố chúng ta như vậy. Vân Minh, con là một học trò ưu tú nhất của nhà họ cố, tại sao lại có thể tin những chuyện như thế nào? Cố quân giận dữ, giọng điệu chắc chắn, nhưng cố vân Minh vẫn nhạy bén cảm thấy sâu bên trong mắt cố quân có hơi bối rối. Chẳng lẽ là thật sao? Cố vân Minh thầm nghĩ trong lòng. Con cũng cảm thấy đó là thông tin giả, Nhà họ Cố chúng ta làm sao có thể liên quan đến thiên khí chi địa chứ?" Cố Vân Minh cười nói. "Cố Quân nói con biết như vậy là tốt, bây giờ con đi theo bên cạnh chút đi, chờ sau khi đại hội thăng cấp kết thúc, hai chúng ta sẽ cùng trở về nhà họ Cố. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, nhà họ Cố chúng ta ngưng tụ thành công cửu văn chi pháp, không phải con muốn nghiên cứu cái này sao? Đúng lúc có cơ hội tốt cho con nghiên cứu, nhanh chóng ngưng tụ cửu văn, đột phá nguyên anh." Cố Vân Minh nói, chú ba con không cần phương pháp cửu văn. Lúc cô ta đang nói, một viên nguyên đan từ từ xuất hiện. Bên trên nguyên đan có chính đường vân thần bí vô cùng rõ ràng. Vốn là học trò nhà họ Cố, tại sao lại có thể không có tiền đồ như thế? Con, Cố Quân đang định răn dạy Cố Vân Minh, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì im bặt, ngơ ngác nhìn viên nguyên đan cửu văn của Cố Vân Minh. Con đã ngưng tụ thành công cửu văn rồi sao? Cố quân cảm giác trong giọng nói của bản thân cũng có chút run rẩy. Cửu văn, đây chính là tư chất của ba tông tài đứng đầu, mỗi một cái đều đại diện cho việc tương lại có thể đảm đương một vùng, tiếp quản một tông môn của những kẻ mạnh siêu cấp. Ở trong ba tông môn đứng đầu cũng vô cùng hiếm thấy, chỉ có những chỗ như thần đình mới có thể thấy được cửu văn ở khắp mơi trên mặt đất. Đây cũng là lý do khiến ông ta tình nguyện hợp tác cùng với Trúc Anh Hưng. Nhà họ cố phải trải qua trăm đắng nghìn cay mới tìm được bí mật của cửu văn, chính là vì muốn đột phá những mặt hạn chế. Nhưng bây giờ Cố Vân Minh đã có thể làm được. Nhìn biểu cảm của Cố Quân, Cố Vân Minh vẫn rất bình tĩnh. Cửa văn vẫn chưa phải là cuối cùng, những nguyên đan kia không phải nhất định chỉ có mình cửu văn. Trong lòng Cố Vân Minh thầm than một tiếng. Trong suy nghĩ của cô ta chợt hiện lên bóng dáng đường Tuấn. Chú ba, cháu muốn ở bên ngoài thêm một chút thời gian, đúng lúc có thể thư thái một chút, và củng cố tu vi chờ đột phá cảnh giới nguyên anh cháu sẽ tự trở về cố vân minh nói cố quân nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt vậy con nhớ kỹ lời ta nói con có thể ngưng tụ cửu văn chính là hy vọng trong tương lai của nhà họ cố chúng ta cố vân minh vâng một tiếng sau đó nói chuyện thêm vài câu với cố quân rồi cũng rời khỏi đó cổ quân ngồi rất lâu một lúc lâu sau ông ta mới lấy ra một tấm thông tin mật phù cấm chế xây dựng ngăn cách phạm vị rộng Lúc này mới thấp giọng nói, lão tổ tông, người tu hành ở trái đất có thể đã xuất hiện rồi. Ngoài ra, Vân Minh đã ngưng kết được cửu văn. Trong mật phù phát ra một giọng nói khàn khàn rất khó nghe, đi tìm được người đó. Chương 1832, vậy cuối cùng thế nào? Đấu trường chân ý là một trong những kiến trúc lớn nhất của Man Hoang Thành, có thể chứa đến 200.000 người, chuyên dùng tổ chức những cuộc đấu võ lớn, hóa giải mâu thuẫn tranh chấp của những các tông môn lớn. Nơi này là tài sản tư hữu của ba tông môn, cho nên không ai dám phá hỏng. Tham gia đại hội lần này, ngoại trừ đại biểu các thế lực cấp 2, còn một số người xem đấu võ. Những thứ này người xem phần lớn là người tu tiên tự do, tu vi không cao. Đường Tuấn một mình vào đấu trường chân ý, thật sự không biết vô tình hay cố ý, sắp xếp chỗ ngồi cho anh lệch về phía sau, cho dù trong khán đài đều là vị trí khá khất. Lúc anh một mình đi đến chỗ của mình, bên cạnh đã ngồi chật người những người này tu vi đều không cao nhìn qua một lượt chỉ có đôi nam nữ trẻ tuổi bộ dạng giống tình nhân tu vi cũng chỉ hoàn toàn đạt đến cảnh giới đan nguyên nhìn trình độ khí tức yếu ớt thần văn ngưng kết chắc chắn không vượt quá tam văn còn như những người khác tu vi còn kém hơn rất nhiều đường tuấn ngồi đúng chỗ đối diện với đôi nam nữ đó lúc anh ngồi xuống người nam thanh niên kia đã không nói gì còn cô gái khuôn mặt xinh đẹp lại nhíu mày không vui lẩm bẩm, đã sớm nói với anh phải mua vé trước rồi, anh xem loại người nào cũng có thể ngồi chỗ này. Người thanh niên ngượng ngùng mỉm cười, không biết trả lời thế nào. Vì có thể mua được vé xem, dường như đã tốn nửa gia sản của anh ta. Nếu không phải anh ta là con nhà khá giả, trong nhà có một chút tài sản, đừng nói vị trí này, không có được tư cách đi vào đấy. Người thanh niên nở nụ cười áy náy với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, cũng không thèm để ý. Cô gái thấy Đường Tuấn ngồi xuống, hừ khẽ một tiếng, nói với người thanh niên, "Cha em nói nếu lần này anh không thể gia nhập thế lực thứ hai, chuyên kết hôn của chúng ta sẽ hủy bỏ." Lúc trước, có người đã giới thiệu cho cha em cậu chủ Triệu Thanh Sơn nhà họ Triệu. Người thanh niên nghe xong, đột nhiên nóng giận nói, "Vậy cha em nói gì?" Nhà họ Triệu ở Mãn Nguyên thành, anh ta cũng đã từng được nghe nói, đó là một thế giới cấp 2, mặc dù đứng hạng gần cuối, nhưng quả thật tốt hơn nhiều so với gia đình mình. Hơn nữa anh ta cũng biết Triệu Thanh Sơn, nghe nói là một thiên tài trẻ tuổi đã ngưng kết tứ văn, bản thân anh ta còn kém xa. Cô gái thấy vậy, trong đáy mắt hiện lên một vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ, ngoài miệng lại nói, cha em từ chối rồi, nhưng mà lần này anh không thể gia nhập thế lực cấp 2, vậy em cũng không thể nói được cha em. Nhưng trong lòng thầm nói, quả là một tên ngốc, cho dù thế lúc cấp 2 bị mù nào đó để ý đến anh, kẻ sống dở nhà anh cũng chỉ là một tên ngốc, sao có thể so sánh được với cậu chủ nhà họ chịu được. Thật ra cô ta đã sớm đồng ý với cha cô ta rồi, đợi đến đại hội thăng cấp lần này tìm cơ hội để gặp mặt triệu thanh sơn kia thôi. Người thanh niên nghe vậy, đột nhiên thấy yên lòng, sắc mặt lại căng thẳng, nghiêm nghị nói, yên tâm đi lưu tuyết, lần này anh chắc chắn có thể làm được. Vốn bằng tư chất nguyên đan tam văn của anh ta muốn gia nhập thế lực cấp 2 cũng không khó. Nhưng trước đi có một lần đấu võ với người khác khiến anh ta bị thương không nhẹ, để lại nhiều tai họa ngầm, không chỉ cắt đứt đường tu hành, ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy được. Đường Tuấn nghe cuộc hội thoại của đôi nam nữ, không khỏi bật cười. Không ngờ rằng trong thế giới tu hành này, vẫn tồn tại loại kịch bản máu chó như vậy. Các tông môn tham gia bắt đầu vào sân, ngay tại lúc này, người xung quanh hò reo, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lối vào. Tông môn thế giá trên hạng 10 trong thế lực thứ hai lần trước. Cô gái trẻ tuổi liền ngồi thẳng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người từ từ đi vào những tông môn thế gia này lại mạnh hơn gấp mấy lần nhà họ triệu ở mãn nguyên thành triệu ra mạnh hơn gấp mấy lần hỏa vũ môn dạ đế tông nguyệt gốc chùa thiên trúc ánh mắt người thanh niên lướt qua đám người kia khuôn mặt lộ ra vẻ kích động nếu như anh ta có thể gia nhập những tông môn kia cha của em dung còn có thể từ chối lời cầu hôn của mình không đám người xung quanh lộ ra vẻ nóng vội những tông môn này đối với bọn mà nói là rất xa với. Chỉ có đường Tuấn hơi biến sắc, 10 tông môn thế gia này, trong đó 8 thế giới là thế lực chống lưng cho đám người viêm kiên anh đánh bại trong lầu tiên sơn. Nghe nói mấy ngày trước trong lầu tiên sơn, có người đánh một trận với đấm người viêm kiên và Nam Hải. Người xung quanh bỗng nhiên thấp giọng nói. Tôi cũng có nghe nói, giống như bị cùng một người đánh vậy, cuối cùng càng câu chuyện càng không đúng, còn nói tám người Viêm Kiên Liên Thủ không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Thật hoang đường. Vậy cuối cùng thế nào? Hình như Ngô đại sư ra mặt, chuyện mới êm xuôi. Một đám người thảo luận rất vui vẻ, giống như tận mắt xem được cuộc chiến ấy vậy. Nhưng ai cũng đều hiểu, tám tầng của Lầu Tiên Sơn, bằng thân phận của đám người này vốn dĩ không thể đến xem được. Cô gái nghe rất nhiều, cũng không nhịn được cười nhạo, cười lạnh nói, đều là tin đồn nhảm nhí, tám đệ tử tông môn Liên Thủ cho dù thế lực cấp 1 cũng phải nể trọng. Nếu quả thật như vậy, tám tông môn sao có thể chịu giảng hòa, đã sớm náo động toàn man hoang thành rồi. Một ngô đại sự sao có sức mạnh lớn đến vậy? Mặc dù lời nói của cô gái này không hay, nhưng được nhiều người trong đầu trường đồng tình. Vì vậy sau khi cô ta nói xong, không ai lên tiếng nữa, ngay cả người thanh niên kia cũng chỉ cười mỉm mai. Sau tám tông ra, chính là những tông môn khác lần lượt vào đấu trường. Rất nhanh, Đường Tuấn đã thấy được vài ngày mình quen. Nghe nói Độc Tông gia năm nay xuất hiện một tên nhóc rất tài giỏi, ngưng kết được chín văn. Người thanh niên thấp giọng nói với cô gái, nhìn dáng vẻ anh ta nói vốn tưởng là đúng, giống như muốn cô gái nghe xong tin này sẽ cười. Chương 1833 quả nhiên là tên đáng sợ. Trong đấu trường chân ý, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía lối vào, bao gồm đám thế lực cấp 2. Thế lực cấp 1 là bọn họ mục tiêu phấn đấu cũng là ý nghĩ bọn họ tổ chức đại hội lần này. Hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đoan trang, khí chất của ba người đều khác nhau, người thì lạnh lùng như đao, người thì u ám như vực thẳm, người lại quyến rũ rung động lòng người, nhưng đều rất mạnh mẽ, khí tức nhạt tỏa ra từ người ba người họ, trong nháy mắt tụ tập tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là ba vị trưởng lão phụ trách giám sát cuộc thi. Đôi mắt Đường Tuấn khẽ lay động, tu vị của ba người này rất cao thâm không đoán được anh đoán chắc ít nhất cũng là cao thủ cao cấp như Ngô Nhất Trương, trình độ pháp lực ít nhất trên 2.000 nguyên đan. Loại áp lực tỏa ra trong vô hình đó để khiến trong lòng anh cũng run rẩy. Theo sau ba vị trưởng lão là ba nam thanh niên, Đường Tuấn nhìn lướt ba người họ, thông tin liên quan đến ba người này dần dần được hé lô, chu kinh của vạn đạo tông, cổ minh của nhà họ cố, còn có A La Nạp của Tu La Môn. Anh nhìn chằm chằm về phía A La Nạp, nghe nói lần này thánh tử a la nạp của tu la môn cũng sẽ đến đầu trường đây chính là thánh tử ngưng kết tam văn mạnh hơn nhiều so với đám người viêm kiên a la nạp cực kỳ thích đấu võ lúc trước hình như mới đấu một trận với chu kinh của vạn đạo tông còn thắng nữa nghe đệ tử của tu la môn nói a la nạp đã muốn ghi danh tham gia tập tập của thần đình quả nhiên là tên đáng sợ xung quanh cũng vang lên những tiếng bàn luận xôn xao ba người đều gặp gỡ bất ngờ rất sớm sẽ ngưng kết bát văn, đột phá thành thiên tài cao cấp Nguyên Anh. Sau ba thánh tử cấp cao, chính là những đệ tử của tông môn khác, số người của vạn đạo tông nhiều nhất, ít nhất cũng mấy chục người, nhà họ cổ đông thứ hai, cũng người mấy người, tu la môn ít nhất, chỉ có vài người. Đường Tuấn liếc nhìn đám người vạn đạo tông, phát hiện lộ nguyên quân và giả dạ tư niệm. Hai người đó ở phía sau cũng của đoàn người, sắc mặt trông hơi khó coi, cảm giác khí thức trên người yếu ớt trì trệ, hình như đã bị thương bởi vì chuyên ở lầu tiên sơn sao, trong lòng đường Tuấn thầm nói. Tất cả mọi người sau khi vào đấu trường, người chủ trì nói mấy lời nhảm nhí thông báo, sau đó mới tuyên bố bắt đầu đấu vỡ. Quy tắc đấu vỗ rất đơn giản, đầu tiên là đấu với đệ tử của thế lực cấp 2, những môn phái có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến với những môn phía trước. Cuối cùng quyết ra tông môn hạng 10, mà những tông môn này có tư cách trở thành dự bị cho vị trí vị trí thế lực cấp 1, chỉ cần môn phái đó đạt được tiêu chuẩn của thế lực cấp 1, sẽ có thể được thăng cấp. Đại hội lần này không chỉ là một đại hội thăng cấp thế lực, cũng là cơ hội tránh chấp của thế lực cấp 2, vì vậy rất nhiều thế lực hai cấp cho dù biết rõ mình không có cơ hội thăng cấp, cũng sẽ dốc toàn lực tham gia, tranh thủ hạng cao, lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Phần lớn tu vi của các đệ tử thế lực cấp 2 đều khá cao, nhưng đệ tử xuất chiến đều là cao thủ tam văn trở lên. Người xem xung quanh rất nhiệt tình, luôn miệng khen ngợi, nhưng Đường Tuấn lại cảm thấy không thú vị gì hết. Bằng mắt nhìn và thực lực của mình, ít nhất đối thủ phải đạt đến cấp bậc như Chu Kinh thì anh mới có hứng thú. Anh tìm kiếm trong biển người khổng lồ, cuối cùng nhìn về phía đoán người của Độc Tông. chương 1834, Tông Chủ, người muốn làm gì? Loại khí thức này rất hỗn loạn, Đường Tuấn cảm nhận khí thức của Đồ Yên như rất mạnh mẽ, khẽ cao mày. Dấu vết của thần Văn Nguyên đan giống như quá trình luyện pháp lực liên tục, pháp lực sẽ càng thuần phí. Nhưng pháp lực của Đồ Yên Như, mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác hỗn loạn, giống như bị ai đó dùng một loại bí thuật khống chế sức mạnh. Loại sức mạnh này nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng chỉ là lâu đài trên cát. E rằng đối với Đồ Yên Nhi cô ta cũng không chắc hơn nổi. Hơn nữa đã từng trái qua kiểu thăng cấp này, khả năng con đường tu hành của Đồ Yên Như dường như không tiến được xa nữa. Nhưng mà cho dù như vậy, thực lực của Đồ Yên Như cũng rất tốt, trực tiếp giành chiến thắng, đánh bại không ít đối thủ, khiến thứ hạng của độc tông luôn được giữ vững. Nghe tiếng thở dài xung quanh, green mặt Trúc Anh Hưng nở nụ cười rạng rỡ tông chủ thương quan phong cũng không muốn miễn cưỡng đổ yên như. Tông chủ, đây là cơ hội của độc tông chúng ta, cho dù không ở trong hạng 10, cũng xếp hạng không thấp. Yên như cũng vì lo nghĩ cho tông chủ, người đừng ngăn cản cô ấy. Trúc Anh Hưng cắt đứt lời của thượng quan phong, ánh mắt lạnh lùng. Vì chính bản thân cô đi trong lòng thương quan phong than thầm, nhưng không có cách nào ngăn cản. Rất nhanh, đội yên như đã gặp phải địch mạnh. Đối thủ đến từ thế lực cấp 2 vụ vũ, vũ môn, đứng hạng 200, mạnh hơn so với độc tông rất nhiều. Đối đầu với đội yên như đối chiến, là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của vụ vũ, vũ môn, là một người đàn ông tên Phỉ Ngọc. Gương mặt của Phỉ Ngọc còn trắng nõn nà hơn cả con gái, trên mặt có vảy cả lóe sáng bóng, lỗ tai không giống tai người, lại giống một loại cá nào đó không biết tên mọi cử động của anh ta tạo ra thủy vụ chi lực rất mạnh, khiến người khác cảm thấy như trong ảo mộng, đồng thời thủy lực chi lực tạo ra cho đồ yên như một sự trói buộc trình độ nào đó, khiến hiệu quả mỗi lần ra chiêu của nàng giảm đi một nửa. Đây là chủng tộc ở trong biển sao, đồ yên như e rằng sẽ thua mất, đường Tuấn cũng nhìn thấy phỉ ngọc, khẽ nhíu mày. Anh có thể cảm nhận được hơi nước nồng đậm, khí tức của phỉ ngọc mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, một viên nguyên đan cấp ngũ văn lóe sáng lên, thực lực của hai người không có sự tranh lệch, thậm chí phỉ ngọc lại có chút mạnh hơn, kết hợp với thủ đoạn kỳ quái của phỉ ngọc, chuyện đồ yên như thua trận này sớm muộn sẽ xảy ra. Hắc hắc bắt được cô rồi, đường tuấn mới nghĩa đến đây, trong thủy vụ vang lên một tiếng cười. thủy vụ phân tán ra xung quanh đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành bốn bàn tay chói chặt tay chân của đồ yên như phần lớn sức mạnh của đồ yên như đã tiêu hao hết từ sớm rồi, lúc này không thể chống cự lại với lực chói này bị trói chặt lại, không thể nhúc nhích được. Hơi nước càng ngày càng nồng đậm, giống như ngưng tự thành một không gian thủy vụ, quấn chặt lấy đổ yên như. Biểu cảm của cô dần dần méo mó, miệng há to, giống như người chết chìm. Thủy vực thiên cầu, đây là sức mạnh thiên phú của phỉ ngọc, anh ta là tộc người cá. Thương quan phong nhớn mày nói, cứ tiếp tục như vậy, đổ yên như sẽ nghẹt thở chết. Tu sĩ cảnh giới nguyên đan cho dù không thở được mấy tiếng cũng không sao. Nhưng ở trong thủy vực thiên cầu không như vậy, những thủy vụ kia do pháp lực của phỉ ngọc biến thành, một khi bị xâm nhiễm, tế bào toàn thân đều rơi vào trạng thái khó thở. Nhìn đồ yên như thống khổ, thương quan phong chuẩn bị hô ngừng. chương 1835, đó là chỉ tôi. Trúc Anh Hưng cười nhạt, vậy thì có làm sao? Ai nói yên như sẽ thua, con bé không muốn gõ chiêm chịu thua, vốn là người ngoài sao có thể làm giúp được. Thượng quan phong tức giận nói, tình trạng của cô ấy có thể có sức kêu đầu hàng. Trúc Anh Hưng nói, tóm lại không thể nhận thua được. Trong lúc sinh tử mới có thể kích thích tiềm lực và ý chí chiến đấu của con bé, nếu như chết, đó là do tiềm lực của nó không đủ. Thượng quan phong sừng sốt, bà ta cũng có thể nói lời lẽ không có liêm sỉ như thế, hơn nữ ý tử còn thẳng thừng. Tôi vốn là tông chủ độc tông, cần gì để một mỗi đệ tử gánh vác hết thượng quan phong trầm giọng nói, chuẩn bị gõ chiêng nhận thua. Trong cuộc tranh tài, đại biểu một bên gõ chiêng là bỏ thi, cũng mất cơ hội tiếp tục khiêu chiến với tông gia hàng cao hơn. Người đừng hòng làm vậy, chúc anh hưng vồ lấy thượng quan phong, bà ta đã thất bại một lần, tuyệt đối không thể thất bại lần hai. Thượng quan phong hít mắt, bàn tay vừa đẩy chúc anh hưng ra. Sau một lúc, sức mạnh khổng lồ đánh bay bàn tay ông ta ra. Chúc anh hưng, bà đã phá bỏ được. Thượng quan phong bất ngờ không kịp đề phòng, lùi lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng kỳ quái. Nụ cười nhạt của Trúc Anh Hưng càng đậm, lấy được từ tay cổ quân một viên thuốc giải, pháp lực dự trữ của cô ta gia tăng 20 nguyên đan, thực lúc bây giờ không kém gì thượng quan phong. Thượng quan phong nhìn về phía sân đấu, biểu cảm của đồ yên như càng khó coi, càng ngày càng yếu ớt dẫy dụa. Đó là đệ tử của tôi, không đến lượt ông quan tâm. Trúc Anh Hưng hít mắt lại, Dùng giọng cảnh cáo nói với thượng quan phong. Các trưởng lão khác của Độc tông cung không ai dám lên tiếng, mặc dù không đành lòng, nhưng danh vọng và thực lực của trúc anh hưng đã được phơi bày, không ai tình nguyện làm người dẫn đầu cả. Ken ken. Bỗng nhiên, tiếng chiêng vang lên. Hắc hắc, coi như cô gặp may, trong sân đấu, Phỉ Ngọc không thể không dừng tay, thu lại thủy vụ. Khụ khụ. Đồ Yên như thở hổn hển, chưa bao giờ khát vọng lại thành công cốc như vậy. Hai tròng mắt của cô ta vì thiếu khí vằn lên từng tia máu, nhìn vô cùng hung tợn đáng sợ. Nhưng sau trong con mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, lời vừa rồi của chúc anh hưng và thượng quan phong, cô ta đều nghe thấy. Cô thật đáng thương, Phỉ Ngọc liếc nhìn Đồ Yên Như, nếu như không phải do tiếng chiêng vang lên, người trong tại lo lắng như người giám sát, anh ta thật sự còn muốn hành đối phương đến chết, nghĩ thôi cũng hưng phấn. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng cứ như vậy đi, dù sao cũng thắng rồi. Nói xong, Phỉ Ngọc dùng khinh công nhẹ nhàng bay về phía đoàn người của Vũ Vũ Môn, tiếp nhận lời khen của đồng môn. Đồ Yên Nhi, cô biết mình đang làm gì không? Trong nháy mắt tiếng chiêng vang lên, Thượng Quan Phong cũng ngây ngẩn, tức giận nhìn về phía người gõ chiêng. Audio điện tử võ tấn bền chương 1836 tôi sẽ cho cô biết cách biệt của chúng ta. Đồ Yên Nhi ra sân, đỡ Đồ Yên Như xuống nước nở nói chị. Phế vật, Chúc anh Hưng không dám làm gì với đệ tử Vạn Đạo Tông, không thể làm gì khác đổ hết bực tức lên người Đồ Yên Như, ngay cả Phỉ Ngọc cũng không đánh thắng được, cô còn sống làm gì nữa? Thân thể nhỏ nhắn của Đồ Yên Như run lên, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, nắm chặt tay. Cô ta sắp chút nữa chết lại nhận được những lời này. "Chị à," Đồ Yên Nhi nắm lấy tay cô ta, thấp giọng nói, "em nên bảo vệ chị." "Sao vậy?" các người còn muốn tôi ra tay với đôi chị em phế vật này sao? Trúc Anh Hưng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tránh ra, Đồ Yên Nhi nhìn Trúc Anh Hưng, lạnh lùng nói. Cô, Trúc Anh Hưng sửng sốt, bà ta không ngờ một đệ tử hèn kém lại dám nói chuyện với bà ta như vậy. Tông chủ, tôi muốn tham gia đấu võ với đội Nguyên Anh. Đồ Yên Nhi nói với Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong nhìn Đồ Yên Nhi thở dài nặng nề, gật đầu nói đi đi đồ yên nhi sắp xếp cho chị gái xong sau đó lướt nhìn chúc anh hưng nhìn chằm chằm trên sân đầu ánh mắt nhìn về phía người của vụ vũ môn nói đến đi đội nguyên anh cô thành nguyên anh chưa sao dám đến tham gia trong vũ vũ môn phỉ ngọc tung người bay lên trong tay cầm một cây ba đinh đâm về phía đồ yên nhi bàng đồ yên nhi vung tay áo phỉ ngọc bị một một luồng khí to lớn đập vào đoàn đội vụ vũ, vũ môn máu tươi bắn tung tóe lại bị trọng thương còn ai muốn lên nữa mặt đồ yên nhi không biến sắc cô gái nhỏ cô lại dám dùng loại thủ đoạn tàn ác này đoàn người của vụ vũ, vũ môn ngây người rồi sau đó một người đàn ông sắc mặt u ám tên lên võ đài đầu võ là tề luân đàn ông vừa lên đài lập tức được nhân ra trong cuộc thi của đại hội thăng cấp mặc dù không quy định về tuổi tác nhưng mọi người cũng mặc định là cuộc đấu võ của các đệ tử mà cái này tề luân lại là đệ tử đầu tiên của vụ vũ, vũ môn thiên phú không bằng phỉ ngọc, nhưng nhập môn sớm, cộng thêm trợ giúp từ đan dược, đã đột phá Nguyên Anh được mấy năm. Mặc dù thực lực của Tề Luân không quá mạnh, nhưng ít ra đã vững trong cảnh giới này, đã ngưng kết nhất nguyên chi lực. Mà Đồ Yên Nhi mới đột phía trước đây, e rằng chưa đột phá đến nhất nguyên chi lực. Trước thực lực này còn dám ra sân đấu, không biết tự lượng sức mình. Trúc Anh Hưng hầm hầm nhìn trận đấu của của hai người, giọng nói cũng không hề giấu ý tứ. Trúc Anh Hưng bà, thượng quan phong sắc mặt biến. Câu nói này của Trúc Anh Hưng vốn dĩ đã tiết lộ hết lai lịch của Đồ Yên Nhi cho đối phương. Thì ra cô còn chưa ngưng kết được nhất nguyên chi lực. Tề Luân bật cười, cơ thể liền cử động, cười gần nói, thật bất hạnh khi nói với cô rằng phát lực của tôi đã sớm đột phá nhất nguyên, đạt đến trình độ nhị nguyên. Vì chuyện hôm nay cô phải trả giá đắt. Đoàn, Tề Luân vừa dứt lời, chỉ thấy cơ thể Đồ Yên Nhi cử động chương 1837 chắc hẳn độc tông sẽ rất cảm kích anh. Trong vũ vũ môn vốn đang còn tiếng hò reo tề luân cố lên đột nhiên im bặt, không dám tin đã nhìn thấy bóng người bay ngược lại. Chỉ một đòn, tề luân đã bị trọng thương đến hôn mê, đây đặc biệt chưa ngưng tự nhất nguyên chi lực sao. Đồng loạt người của vũ vũ môn nhìn về phía Trúc Anh Hưng, trong mắt lửa giận đùng đùng. Đồ yên nhi đã thương tề luân, người vũ vũ môn lại không thể thù hận được mà Trúc Anh Hưng vừa mới lên tiếng lại trở thành đối tượng đoàn người hận nhất. Ngay cả Trúc Anh Hưng cũng tự bối rối, đòn đánh vừa rồi chắc chắn không thể do người chưa ngưng kết nhất nguyên chi lực đánh ra được. Thì ra đấy chính là nguồn dũng khí để cô dám đối đầu với tôi. Trúc Anh Hưng nghiêm giọng nói, thù hận ngập tràn trong đôi mắt. Phát lực của bà tay đã đạt đến trình độ cao thủ mười mất nguyên đan, độ yên nhi mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cao thủ mới đột phá nguyên anh, còn không đủ tư cách để bà ta coi trọng trên khán đài quan sát chia ra ba chỗ cho một thánh tử. Đối với ba vị trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà nói, đại hội thăng cấp là trò chơi trẻ con, không đáng để bọn họ phí hơi sức. Vì thế sau khi xuất hiện liền truyền lại quyền giám sát cho các thánh tử. Có lẽ tu vi của ba tháng tử không đủ trấn áp tất cả thế lực hai cấp, nhưng ai dám làm phản uy nghiêm của thể lực cấp một kết quả bị đánh cả nhà. Đó chính là sức mạnh và tình hình bên trong thế lực cấp 1. Cổ Minh liếc nhìn về phía độc tông, vừa vặn thấy đồ yên nhi chỉ dùng một chiêu đánh bại tề luân cười nói đây chính là vị cửu văn nguyên đan của độc tông sao thực lực rất giống nhau chu kính bên cạnh khinh bỉ nhìn cổ minh nói đối với những môn phải nhỏ như độc tông mà nói xuất hiện ngũ lục nguyên đan là phúc đức của tổ tiên rồi tự nhiên phải đồn đại ầm lên cổ đại thánh tử thường ngày nhàn hạ cho dù là nhân vật có số có má ở man hoang thành kiểu con gái thế này sao lại lọt vào mắt anh vậy nếu như anh thật có ý tứ có thể cân nhắc thu nhận cô ấy làm thị nữ, chắc hẳn độc tông sẽ rất cảm kích anh. Cổ Minh lắc đầu nói, chúc tu vi này, còn chưa đủ tư cách làm thị nữ của cổ Minh tôi. Trong lúc hai người nói chuyện, dáng vẻ coi thường, giống như thế lực cấp 2 không đủ tư cách để làm đồ chơi cho họ. A à, la nạp, anh thật sự muốn tham gia tuyển chọn thập tập của thần đình sao? Anh chắn cũng hiểu rỡ, những đệ tử trên hạng ba mạnh mẽ đến mức dị thường, dám tham gia thực tập cảnh giới nguyên anh ở thần đình, dường như đều là chỉ thiếu chút nữa là thiên tài siêu cấp có thể ngưng kết được cửu tinh hoàng kim tinh quan. Ba người chúng ta, người tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngưng kết được tam tinh hoàng kim tinh quan. Một tinh nữa gần như cách biệt quá xa, cổ minh bỗng nhiên nói với A la Nạp. Trong mắt A La Nạp biểu lộ chút điên cuồng nói, đó là con đường của ta. Lúc ba người họ đang nói chuyện, đội yên nhi lại liên tiếp chiến thắng mấy đệ tử cảnh giới Nguyên Anh của thế lực cấp 2, dường như là chỉ dùng một chiêu đã đánh bại cho thấy thực lực rất mạnh. Pháp lực cô ta chắc hẳn phải đến thập nguyên chi lực, ở độc tông lại có thể đạt đến trình độ này, thiên phú không thể coi thường. Trong lòng chu kính khẽ lay động, tự cho rằng nhìn thấy thấu lịch của đồ yên nhi. Mặc dù từ đầu đến cuối đồ yên nhi không để lộ nguyên anh, nhưng vốn là thánh tử đầu tiên của vạn đạo tông, kiến thức uyên thâm, biết rõ hàng nghìn đạo, chuyện nhìn ra nguồn gốc của một tu sĩ nhỏ cảnh giới nguyên anh sơ cấp chỉ trong giây lát. Mà lúc này, đội Yên Nhi đang đấu võ với pháp lực đạt đến 20 nguyên đan, đã rơi vào thế bất lợi. Trường 1838 Hóa Thần, được gọi là Thánh Nhân. Ở đó một Nguyên Anh xuất hiện. Nguyên Anh dĩ nhiên vừa ngưng kết không lâu, anh khí còn yếu ớt, hình dáng cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng mọi người chú ý không phải thứ này, mà là quan miệng hoàng kim trên đỉnh của Nguyên Anh, trên quan miệng đó là cửu tinh. Cửu tinh hoàng kim quan miệng, tôi không nhìn lầm chứ cổ minh thấp giọng lầm bẩm Đồng tử anh ta co rút, đường đường là thánh tử nhà họ cổ là người có bản lĩnh phi thường lại bị dọa sự như trẻ con. Anh ta nghiêng đầu, thấy A La Nạp và Chu Kính cũng không khác gì anh ta, giống như vô cùng khiếp đảm. Đặc biệt là A La Nạp, đôi mắt chợt híp lại, ý chí chiến đấu từ người anh ta liên tục tỏa ra. Không nhìn lầm, Chu Kính trả lời anh ta, giọng nói hơi run lên. Cửu tinh hoàng kim tinh quan, lại được gọi là thánh quan, tượng trưng cho tư chất và thiên phú. Mặc dù được gọi là thánh quan, có thể nói người sở hữu kiểu tư chất này sẽ thành thánh. Thánh ở đây không giống mấy thành tử thành nữ kia, là chỉ một loại cảnh giới khác, hóa thần. Hóa thần, được gọi là thánh nhân. Thế giới man hoang, bao nhiêu năm không có xuất hiện thánh quan. Nguyên đan cửu văn cũng hiếm thấy, nhưng nguyên đan cửu văn chỉ là điều kiện quan trọng của việc ngưng tự thánh quan, cũng không phải toàn bộ. Lúc này, ở một nơi khác trong thành Long An, Vương Nhất Trung, Đinh Thần và một đám đệ tử đang gối quỳ, trước người bọn họ là một người đàn ông chắp tay lưng xoay người đi. Sống lưng của người đàn ông thẳng tắp, không chút run rẩy dường như khí thế rất lớn, có thể chấn áp trời đất. Trên người ông ta không hề lộ ra khi tức gì trông giống như một người bình thường, nhưng khiến người khác không thể xem thường, giống như ông ta là chân lý duy nhất của thế giới. Đám người vương nhất chung trở thành đệ tử thần đình, ai ai cũng ngưng kết được chín văn, tất cả đều kiêu ngạo, có thể họ không coi thế lực cấp một ra gì, nhưng trước mặt người đàn ông này, bọn họ không chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống, trên mặt lại vô cùng cung kính, trong mắt lộ ra vẻ sủng bái điên cuồng. Sau một lúc lâu, người đàn ông mới hơi xoay đầu, khẽ hừ một tiếng nói, vương nhất trung cậu dù sao cũng là người có thứ hạng trong bảng nguyên đan, sao lại có thể yếu ớt đến như vậy, lại bị một tên nhóc đến từ xó xỉnh nào đánh thảm hại vậy, thật là mất mặt thần đình chúng ta. Vương Nhất Trung như bị xét đánh, cơ thể bất chợt run rẩy nói, thống lĩnh đại nhân, người đó không phải trong cánh giới Nguyên Anh thông thường, mà là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, bọn tôi quả thật không phải là đối thủ, tình nguyện chịu phạt. Chuyện này đợi chờ về thần đình hay nói, lần này tôi đến, là vì đưa mấy người tham gia thực tập ở Trần Đình đi, đều có cả trong danh sách cậu mau dẫn họ đến đây. Lúc nói chuyện, ông ta ném cho Vương Nhất Trung một bản danh sách. Vương Nhất Trung cúi đầu nhận lấy, thần thái vô cùng thành kính, tựa như nhận lấy thánh chỉ thống lĩnh đại nhân, loại chuyện dẫn người tham gia thực tập nhỏ nhặt này ngài đưa đến một tin là được rồi, không cần phải tự mình đến. Vương Nhất Trung nói, người nắm trong tay cả thần đình thần bí đó được gọi là đại nhân Giam Thiên Sứ. Giam Thiên Sứ cũng là người được công nhân mạnh nhất của thần đình. Dưới Giam Thiên Sứ chính là bốn vị thống lĩnh, mỗi vị đều được tôn sùng vô cùng, là một nhân vật rất lớn, có thể ngang bằng với ba môn chủ của thế lực đỉnh cao. Mà việc đưa người tham gia thực tập chỉ là chức trách của trưởng lão thần đình. Thân phận hai người này cao quý, trừ phi khi xuất hiện kỳ tài xuất chúng, ví dụ cảnh giới Nguyên Anh ngưng kết được thánh quan mới có thể khiến họ hứng thú. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Vương Nhất Trung rất tò mò. Trong thần đình đệ tử ngưng kết được cửu văn chỉ tầm châm người, nhưng không biết tại sao, ngay cả một người ngưng kết được thanh quan cũng không có. Tôi nhận được tin tức, trong thánh lòng an xuất hiện bóng dáng của diệt thần, liền sang đây xem xem. Người đàn ông trầm giọng nói. Diệt thần. Nghe được từ này, mặt đám người vương nhất trung đột nhiên biến sức. Đây là kẻ thù lớn nhất của thần đình, bàn về thực lực, ngang bằng với thần đình. Người đàn ông khoang tay nói, chuyện này các cậu không phải quan tâm, các cậu tự quản tốt mình sẽ ổn. chương 1839, chuyện vốn không lớn, bản lĩnh tạo rắc rối lại không nhỏ. Trong lúc ấy, ở trong một vườn hoa của phủ họ tạ, một bàn cờ to lớn trôi lơ lửng trên không trong vườn hoa, trên mặt bàn trải dài 19 đạo, đều được tạo ra nhiều loại hoa cỏ. Quân cờ là đá của những chiếc cối say trong sân. Hai người đánh cờ là cô cả và ngô nhất trương. Hòn đá to lớn rơi ầm xuống vườn hoa, giống như băng vỡ trong hư không. Đà trải trăng chít trên mặt bàn, tạo thành một bóng dâm lớn trong vườn hoa, khiến người khác có cảm giác đè nén cực độ. Chỉ điều khiến một hòn đá bay lơ lửng trên không vốn không khó nhưng hôm nay trên mặt bàn có ít nhất 7, 80 hòn đá, mỗi hòn đá dường như đều làm phân tán tâm trí và tinh thần rất nhiều, cho dù đối với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh tột cùng nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng trông dáng vẻ của Ngô Nhất Trương và cô cả kia đều đang vô cùng ung dung, còn có thể không chú ý cùng trò chuyện. Tôi tự thấy thẹn không bằng thủ đoạn biến trời đất làm bàn cờ của cô cả. Ngô Nhất Trương khẽ cười, hôm nay nhìn sức mạnh trên mặt bàn ngang nhau, nhưng ông ta biết, chưa tới 10 nước cô cả kia sẽ trở thành đại long thắt cổ 78 phần quân cờ của ông ta. Mà cho dù ông ta đã phát hiện, cũng không ngăn cản được. Đây mới khiến người khác cảm thấy bất lực. Gương mặt cô cả giống như bao phủ một vầng hào quang, không nhìn thấy rõ mặt, giọng nói rất bình tĩnh, cảm giác không có chút niềm vui chiến thắng nào, dùng trời đất để tạo ra quân cờ, dù cho hóa thần đại năng cũng không thể đi đến bước ấy. Tôi hay dùng người làm quân cờ, ông điều tra đã tra được tin gì của tên nhóc rồi cô cả cử động ngón tay, một viên đá lớn rơi xuống, cách điều đại long lại gần hơn. Chán ngô nhất trương dần dần lấm tấm mồ hôi. Lúc này, sự cách biệt tu vi giữa hai người hiện ra. Quân cờ của cô cả nhiều hơn, không có chút khác thường nào. Mà tinh thần và tu vi của ngô nhất trương bây giờ không chịu nổi loại áp lực này. Theo lời người của Man Uyên Thành, Đường Tuấn luôn ở Thái Sơn đạt được truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh. Lúc đó còn đáng bạn phục lạc dương của Nguyệt Cốc, nhốt cổ vân minh lại thị nữ bên cạnh cậu ta là cổ vân minh ngô nhất trương từ từ nói biểu cảm của ngô nhất trương đột nhiên trở lên quái dị nói nghe người ta nói tu vi của cậu ta đạt đủ các cảnh giới nguyên đan một viên lục văn nguyên đan từng xuất hiện trước mặt mọi người chuyện vốn không lớn bản lĩnh tạo rắc rối lại không nhỏ cô cả cười lạnh nói đặt đủ các cảnh giới nguyên đan lục văn nguyên đan thật buồn cười một người đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao vì chút lòng ham vinh lại dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Ý của cô cả là, ngô nhất trương hơi do dự. Cô cả châm chọc nói, lục văn nguyên đan có thể đánh bại phục lạc dương, ông nói đùa chắc. Tu vi của cậu ta chắc chắn là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, trình độ vẫn chưa hoàn hảo. Đạt đủ các cảnh giới nguyên đan, pháp lực phải có 3.000 nguyên đan dự trữ. Ngô Nhất Trương cũng cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười. Nếu như là thật, vậy cũng rất đáng sợ. Cho dù là bị ngủ tôn giả danh tiếng lấy lừng truyền xa khắp nơi khi còn chỉ cũng chỉ được thế thôi. Thiên hạ dưới đất, mấy trăm ngàn năm qua, chỉ có một vị ngự tôn giả. chương 1840, làm sao giờ? Trên bàn cờ, tất cả đá cô cả đều khiến đột nhiên nổi tung, hóa thành cát bụi rơi là tả xuống. Điều này, điều này sao có thể? Giọng cô cả run lên. Cô cả, sao vậy? Ngô nhất trương bỗng nhiên đứng dậy, có thể khiến cô cả này thất lễ như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Là khí tức của thánh quan, cô cả cảm nhận được sự run sợ của Nguyên Anh trong cơ thể, không nhịn được thất thanh nói. Tu sĩ ngưng kết được thánh quan trong cảnh giới Nguyên Anh, tự nhiên sẽ tạo ra áp lực to lớn với các cảnh giới Nguyên Anh khác, thậm chí có thể làm nhiễu động trời đất. Loại nhiễu loạn này rất nhỏ, phải có tu vi đến một cấp độ nào đó mới có thể cảm nhận được. Trong đấu trường chân ý, ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên đỉnh cửu tinh quan của Đồ Yên Nhi. Cô gái đối đấu với Đồ Yên Nhi, vốn dĩ có ưu thế áp đảo, nắm chắc phần thắng, nhưng lúc này Nguyên Anh trong cơ thể phát ra một tiếng thở thống khỏ, sau đó thu hết anh khí về, giống như vô cùng sợ hãi với Nguyên Anh cửu tinh quan kia. Cô gái nhanh chóng cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ này đột nhiên hơi chậm lại, vận khí không ổn định, phun ra một ngụm máu tươi. Không cần đánh tiếp, cô gái cũng biết mình đã thua đây là sự áp chế nguyên anh của cửu tinh quan thực lực càng thấp áp chế càng kinh khủng cho dù bây giờ đồ yên nhi chỉ mới đạt được cảnh giới nguyên anh nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định với trình độ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao cô gái không cam tâm liếc đồ yên nhi nhưng cũng biết trận tiếp theo không phải của cô ta khẽ thở dài buồn rầu xuống sân đấu trong đám người độc tông đôi mắt trúc anh hưng có rút cơ thể cũng sắp không đứng vững khiếp sợ nhìn đồ yên nhi lẩm bẩm nói sao sóc thể là cửu tinh được cô ta sao có thể ngưng kết được thánh quan. Bà ta biết Đồ Yên Nhi đột phá Nguyên Anh, nhưng lúc tức giận, vốn dĩ cũng không hỏi về cấp độ Nguyên Anh của Đồ Yên Nhi. Mấy nghìn năm nay độc tông chưa từng có một Nguyên Anh cửu tinh thánh quan. Đội nhiên trên mặt Trúc Anh hưng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết nói, cô ấy là học trò của tôi. Phần này vinh dự cũng thuộc về tôi. Nhưng người khác của độc tông đang khiếp sợ cũng không nhịn được nử nụ cười châm chọc sự vô liêm sỉ của Trúc Anh Hưng. Trúc trưởng lão, ngươi không phải muốn đuổi Đồ Yên Nhi ra khỏi môn hạ sao? Có người hỏi. Trúc Anh hưng hung hăng chừng mắt nhìn người này nói, ai cho phép cậu nói bậy, cô gái nhỏ này có thể có hôm nay, toàn dựa do tôi hết lòng bồi dưỡng. Không có tôi, nào có cô ta. Mọi người im lặng. Đồ Yên Nhi còn sướng sờ đứng trên đài, vốn dĩ không biết xảy ra chuyện gì. Cô ta biết Hoàng Kim Tinh quan cửu tinh hiếm thấy, nhưng trong lòng cô ta không biết ý nghĩa là gì. Trên đài quan sát, Ba người Cổ Minh cuối cùng chậm rãi phục hồi tinh thần. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1841 người yếu ớt không xứng có được thánh quan. Kiếm người thử cô ta một chút, chẳng biết lúc nào, Ala Nạp đã nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, giọng lạnh lùng nói. Chu Kính và Cổ Minh liếc nhau một cái, âm thầm gật đầu. Tu vi của vị sư muội này thật thâm hậu, tôi đến thi đấu với cô một chút. Trong bầu không khí im lặng, một giọng nói vang lên. Một cô gái mặc đồ đổ đạp không bay đến. Là Thủy Thiên Hoa của Vạn Đạo Tông. Đây là thánh tử cao thủ cấp cao pháp lực sắp đạt đến 50 nguyên đan, đứng thứ ba trong bảng thánh của Vạn Đạo Tông. Cô gái mặc đồ đỏ vừa vào sân đấu, đột nhiên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Vạn Đạo Tông trở thành người giám sát, không phải không thể thi đấu sao. Mọi người nghi ngờ, nhưng thấy ba vị tông ra giám sát không lên tiếng, liền hiểu rằng hành động của Thủy Thiên Hoa đã được sự đồng ý của ba tông gia. Cho dù Nguyên Anh ngang tử phủ, Thủy Thiên Hoa cũng có thể cảm nhận sự áp chế sức mạnh Nguyên Anh đến từ đối phương, dưới loại áp chế này, thực lực của cô ta chỉ có thể phát huy một nửa. Nàng ta vốn tràn đầy tự tin, lúc này có hơi chần chừ. "Sư muội, xin chỉ giáo." Thủy Thiên Thủy chắp tay, sắc mặt u ám, trong lúc vô tình đã coi đổ Yên Nhi ngang bằng mình. "Mời" Trong lúc nhất thời Đồ Yên Nhi trở thành đối tượng được mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ của cô ta ửng đỏ, trong lòng cảm thấy có hơi mất tự nhiên, nhút nhát sợ sệt trả lời lại một câu. Thủy tử Kha Giang rộng hai tay, các lực thủy nguyên trong đất trời lập tức ngưng tụ lại. Sau lưng cô ta, có một lực thủy nguyên hợp thành một con rồng dài 10 mét. Vảy rồng trên thân rồng nước sinh động như thật, dưới ánh mặt trời hơi phản xạ tia sáng. Thần thông sóng rồng nước, sư muội cẩn thận, Thủy tử Kha lên tiếng nhắc nhở. Tuy rằng cô ta không phải là tộc người cá, không có cách nào chú tâm dung nhập nguyên lực trong thiên địa giống như Phỉ Ngọc, nhưng trời sinh cô ta có độ phù hợp cực kỳ cao với lực thủy nguyên, cộng thêm thiên phú xuất chúng giúp cô ta đạt được trình độ cao hơn các bạn đồng trang lứa trong thần thông hệ thủy. Sóng rồng nước này chính là thần thông mà cô ta đắc ý nhất, có uy lực cực mạnh, cũng là thứ mà cô ta trông cậy để giúp mình có thể ngồi vững trên vị trí thánh tử thứ ba của Vạn Đạo Tông đối phó với sóng rồng nước chỉ có hai cách. Một cách là mạnh mẽ đánh tan nó ngay trước khi được ngưng tụ, chính là dùng năng lực né tránh cực mạnh để tránh đi một đòn tấn công của sóng rồng nước, rồi đánh tiêu hao. Nhưng lúc này sóng rồng nước đã hình thành, rồng nước như là thùng nước đầy có thân hình cao hơn 10 mét, chiếm hơn nửa sàn đấu, căn bản là không có đường để né tránh. Âm âm âm, rồng nước ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, giống như là rồng thật, dương nanh múa vuốt nhào tới đổ yên nhi thế lực này cho dù là đệ tử vạn đạo tông cảnh Nguyên Anh cũng nhịn không được mà biến sắc. chương 1842, đây là thánh ngôn chi lực. Nhìn đầu rồng giữ tợn cách mình càng ngày càng gần, trên mặt đồ yên nhi hiện lên một tia hoảng loạn. Độc tông nổi danh sử dụng độc, phần lớn thần thông là bắt nguồn từ các loại độc, cô ta đã gặp qua thần thông lo lớn thế này bao giờ đâu. Cô ta nhịn không được muốn lùi bước. Đúng lúc này, trong đầu cô ta bỗng nhiên lóe lên một tia sáng tỏ, trong tử phủ, hai mắt Nguyên Anh vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở to. Trong đôi mắt tựa như là có sao băng xẹt qua, cảnh tượng đất trời sụp đổ chợt lóe qua. Đồ Yên Nhi giơ tay lên theo theo bản năng, bàn tay mảnh khảnh tiếp xúc với đầu rồng dữ tợn và đáng sợ. Một lớn một nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh. Lấy cơ thể để ngăn cản thần thông cô ta điên rồi sao? Những người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không được nảy ra một suy nghĩ như vậy. Tu sĩ tu luyện thần thông là vì để đột phá cực hạn của bản thân, trở nên càng mạnh hơn, thần thông giống như là binh khí trong tay người thường, cho dù là Ma Môn dựa vào tu ma nhập đạo mấy vạn năm trước cũng không dám làm ra việc to gan như vậy. Cảnh tượng tay chân Đồ Yên Nhi bị sóng rồng nước đâm rách nát như trong tưởng tượng của bọn họ cũng không xảy ra. Bàn tay Đồ Yên Nhi khẽ vuốt trên đầu rồng nước, rồng nước gầm nhẹ một tiếng, giống như là vô cùng sung sướng. "Tan." Đồ Yên Nhi phất tay áo nói ra một chữ sóng rồng nước đã tiêu tán ở trong đất trời. Đây là thánh ngôn chi lực, nụ cười tự tin trên mặt đám người chu kính đột nhiên cứng đờ. Thánh ngôn là năng lực số một của thánh anh, một lời nói ra được nguyên khí đất trời thần phục, thần thông cũng được cấu thành từ nguyên khí đất trời, đương nhiên cũng sẽ nằm trong đó. Xem ra trên người con nhóc này có không ít bí mật đó. Chu kính hơi lắc eo, duỗi người phát ra tiếng xương cốt va chạm nhau kêu răng rắc giòn tan, Cổ Minh và A La Nạp hơi hít mắt lại, sâu trong ánh mắt bốc cháy lên tia tham lam nóng hổi. Bí mật Thánh Anh còn chân quý hơn cửu văn rất nhiều, đến bọn họ cũng không kìm được mà động lòng. Giữa sân, sắc mặt thủy tử kha tái nhợt, một đòn sóng rồng nước vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực của cô ta, lúc này khiếu huyệt trống rỗng choáng váng, từng đợt suy yếu kéo tới như là thủy triều. Tôi thua, thủy tử kha cười sâu thảm. Sư muội, cô lui ra đi tôi lên tỉ thí với cô ta một chút. Chu Kính đứng phía sau thủy tử kha đạp lên hư không, dáng người tung bay như tiên, dừng ở trên sàn đấu. Thủy tử kha sừng sốt, ái náy hành lễ với Chu Kính. Thân là thánh tử thứ ba của vạn đạo tông mà lại thua trong tay đệ tử độc tông cùng cảnh giới, với cô ta mà nói chính là nỗi sỉ nhục không thể nào rửa sạch. Chu Kính vỗ bả vai thủy tử kha, nói, đừng để ý, thánh anh mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Người đứng bên cạnh xem tôi đánh bại cô ta như thế nào, dù Thánh Anh có mạnh nhưng đứng trước sự áp đảo thực lực thì cũng chỉ có thất bại. chương 1843, Thần Thông Vạn Độc Kích Cái dáng vẻ khinh thường ngạo mạn này làm vẻ mặt Đồ Yên Nhi không khỏi lóe lên tức giận. Không chờ Đồ Yên Nhi nói chuyện, Chu Kính đã lên tiếng ngắt ngang, bày ra tư thế tỉ thí, gần giọng nói, đến đây đi, đấu với tôi một trận, cô sẽ hiểu rõ cái gì là sức mạnh thật sự những người phía dưới cho dù là độc tông, hay là thế lực cập 2 của hỏa vũ môn xếp hạng 10 tông môn đứng đầu đều sợ ngây người. Thế mà trong độc tông nho nhỏ lại xuất hiện một đệ tử có tư chất thành thánh, lại còn có thể đánh bại thánh tử thứ ba của vạn đạo tông, bây giờ còn để chu kính tự mình kết thúc, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Trên khuôn mặt của Trúc Anh Hưng đã sớm cười như nở hoa, cái dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì thể hiện hết ra bên ngoài, tựa như là đồ yên nhi thật sự do một tay bà ta bồi dưỡng ra vậy đương nhiên cũng có những người có cảm giác nhạy bén mơ hồ đoán được âm mưu thâm độc và ý đồ giết người phía sau trận tỉ thí này người giữ ngọc là đã có tội huống chi là thánh anh giữa sân pháp lực đồ yên nhi phun trào hóa thành một đám sương mù dày đặc đen nhánh sương mù dày đặc bốc ra cuồn cuộn trong đó còn vang lên tiếng cấu xé lít chít của đám sâu bọ lúc nhúc giống như là một đám mây đen phóng về phía chu kính thần thông trùng vụ đồ yên nhi khẽ quát một tiếng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một chiêu này đã là tất cả sức lực của cô ta. Bọn người thượng quan phong ở phía dưới đã hơi biến sắc, trùng vụ là loại thần thông mạnh nhất của độc tông, lúc này được đồ yên nhi sử dụng, vậy mà uy lực của nó cũng không hề yếu hơn tông chủ độc tông như ông ta là bao nhiêu. Cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao, quả nhiên là môn phái nhỏ. Khóe miệng chu kính cong lên một ý cười, vươn một ngón tay xoay nhẹ trong hư không. Tức khắc, trùng vụ tựa như là bị một lực mạnh vô hình quấy phá, phù, một tiếng rồi tan hết. Thần thông bị phá, sắc mặt Đồ Yên Nhi hơi tái đi. May là có Nguyên Anh trong tử phủ không ngừng cung cấp pháp lực cuồn cuộn cho cô ta, cô ta mới miễn cưỡng chống đỡ được. Chu Kính gục đầu xuống, trong lòng thầm tính uy lực của một lóng tay vừa rồi. Có thể áp chế khoảng cỡ 30% thực lực của tôi, không hổ là Thánh Anh. Tiếc là dù có vậy thì cô cũng không có cơ hội đánh bại tôi. Chu Kính nhìn về phía Đồ Yên Nhi một lần nữa ngóc ngón tay nói nếu không tin cô có thể thử cô sẽ nếm được mùi vị tuyệt vọng thần thông vạn độc kích theo tiết quát khe khẽ thanh thúy của cô gái trẻ một hoa văn thật to khắc hình vẽ kỳ dị có màu đen nhánh hình thành trước người đồ yên nhi kích thước càng lúc càng lan rộng ra phía dưới trên mặt đám người thượng quan phong của độc tông không có chút cảm xúc nào trong mắt hơi hiện lên vẻ tuyệt vọng cho dù lúc này đồ yên nhi có dùng vạn độc kích thì cũng đã đạt được trình độ tông chủ độc tông như ông ta chương 1844 dùng hết bản lĩnh rồi sao? Sau thần thông trùng vụ, đội Yên Nhi không cam lòng, lại liên tục dùng 7-8 loại thần thông tương đối mạnh của độc tông, nhưng không hề có ngoại lệ, lần nào cũng đều bị chu kính đánh bại trong một chiêu. Mà thậm chí vạn độc kích còn kém hơn những thần thông đó. Có lẽ là Yên Nhi đã dùng hết các thần thông học được rồi. Thượng quan phong tính toán trong lòng, trên mặt hiện ra nỗi đau buồn nhàn nhạt. nhạt. Thanh Anh mấy vạn năm mới có một đáng lẽ phải luôn trăm trận trăm thắng, đáng tiếc sinh ra ở độc tông nhỏ bé. Dường như là vì để chứng minh suy nghĩ của đám người độc tông, vạn độc kích trông to lớn ở giữa sân bị một lóng ngón tay nhẹ nhàng là lướt của chu kính điểm nhẹ một cái, nó vỡ tan rồi hóa thành từng tia màu đen nhỏ bé rồi tiêu tán ở trong đất trời. Dùng hết bản lĩnh rồi sao? Đúng là yếu ớt mà. Sau khi chu kính dùng một ngón tay phá tan vạn độc kích thì không vội tấn công ngay, ngược lại chắp tay sau lưng, Dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Đồ Yên Nhi, bây giờ đã cảm nhận được tranh lệch chưa? Cho dù là Thánh Anh thì cũng phải phụ thuộc vào người sở hữu nó. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt cô ta tựa như có một ngọn lửa sắp phun trào ra. Gần người loại thần thông mà cô ta dùng đều bị phá nhưng từ đầu tới đuôi đối phương đều chỉ dùng một đầu ngón tay. Điều làm cô ta phẫn nộ nhất chính là cái loại thái độ miệt thị người khác của Chu Kính, tựa như là anh ta đứng ở trên cao nhìn xuống mọi người. Khống chế hết thảy mọi thứ vậy. Dù Đồ Yên Nhi thân mang thánh anh có pháp lực hùng hồn và trình độ gấp 10 lần so với cùng cảnh, nhưng liên tục thi triển nhiều thần thông như vậy, cũng đã có vẻ không thể chống đỡ nổi, nguyên anh lớn bằng bàn tay đã hiện ra một hơi thở mệt mỏi. Đồ Yên Nhi cắn chặt răng, bàn tay siết chặt vang lên tiếng kêu răng rắc, đến cả móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cô ta cũng không có cảm giác. Cô ta không trách xuất thân Độc Tông, chỉ hận bản thân quá yếu không có năng lực biến thần thông mục nát trở nên thần kỳ bên ngoài cũng có không ít đệ tử vạn đạo tông hơi nhíu mày lại sư huynh chu làm vậy có phải không thỏa đáng lắm không dù sao đó cũng chỉ mới là một cô bé con mà thôi có đệ tử nhỏ giọng nói với đồng môn kế bên chu kính đã là cảnh giới nguyên anh trung kỳ tiếp cận cấp bậc bách nguyên lại còn tu tập thần thông cấp cao của vạn đạo tông chỉ vào thực lực ước hiếp kẻ yếu ra sức sỉ nhục loại hành vi đâu còn là không thỏa đáng nữa, mà là rất quá đáng. Đông Môn cười khẩy một tiếng, có gì không ổn? Sư huynh Chu chỉ đang làm rõ tranh lệch giữa hai người, làm cô ta đừng tưởng rằng có thánh anh chính là vô địch thiên hạ. Người nọ hơi há miệng, nhưng rồi lại không cãi lại câu nào. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hành động của Chu Kính cũng chỉ là vì để giữ gìn mặt mũi của thế lực cấp 1. Hơn nữa đánh bại một người tu hành thánh anh vô hình chung cũng có thể tăng thêm danh tiếng của Chu Kính và Vạn Đạo Tông. Chuyện này với Vạn Đạo Tông mà nói, gần như chỉ có lợi mà không có hại. Còn về việc có thể xúc phạm tới lòng tự trọng của Đồ Yên Nhi hay không thì không phải việc bọn họ cần suy nghĩ, cũng không đáng suy nghĩ. chương 1845, chẳng lẽ là bởi vì anh ta? Vương Trí Viễn cười mỉa một tiếng, trong lòng ngập tràn chua xót Anh ta không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô gái này. Nếu như anh ta thật sự có thể gia nhập Vạn Đạo Tông, có lẽ có thể lấy lại trái tim của cô gái, tình hình có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi đó vẫn còn là cảm tình mà anh ta muốn sao? Phiền nhường đường một chút, đúng lúc này, bên cạnh có một người đứng lên, nói nhỏ với hai người. Vương Chí Viễn nhìn lại, người nói chuyện chính anh chàng đi một mình, sau khi ngồi xuống thì luôn im lặng không nói tiếng nào. Lúc này chính là thời điểm đáng giá nhất của trận tỉ thí này, anh ta muốn đi vào lúc này sao? Vương Chí Viễn sừng sốt một chút, lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào sàn đấu, đây chính là đề tài câu chuyện tốt nhất sau này, không có ai muốn bỏ lỡ. Vương Chí Viễn, anh ngây ra đó làm gì? Lưu Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của Vương Chí Viễn, càng tức không có chỗ xả. Lúc này Vương Chí Viễn mới kéo cô gái đứng dậy, vẻ mặt là nụ cười đầy mỉm mai, để anh chàng kia đi ra. Chàng trai đi về hướng sàn đấu. Cửa ra ở phía sau anh, không phải nằm ở hướng đó, anh đi ngược rồi." Vương Chí Viễn thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở, cái tên oát này đúng là ngu ngốc, đến cửa ra cũng quên mất. Đường Tuấn quay đầu, nói với hai người, tôi không đi ngược. Vương Chí Viễn nghe vậy thì sững sốt, Lưu Tuyết bên cạnh anh ta càng tỏ vẻ châm biếm, nói với giọng điệu cười cợt, chẳng lẽ anh cũng muốn đi lên tỉ thí sao? Những lời này vốn chỉ là lời nói đùa, hai người không ngờ rằng Đường Tuấn lại nghiêm túc gật đầu, nói cô ấy là bạn của tôi nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống. anh chàng kia điên rồi, anh ta có thân phận gì mà dám tham gia vào trận tranh đấu giữa các tông phái lớn này? lưu tuyết cười mỉa mai nói. đội ngũ ba nhà mã nguyên thành trùng hợp nằm ở trong góc của sàn đấu, nằm trên đường đường tuấn nhất định phải đi qua. ba người triệu thanh sơn, từ linh anh và âm thư vũ ngồi cạnh nhau quan sát trận chiến trên sân. rời khỏi Mãn nguyên thành, ba người luôn tranh đấu ngược lại trở nên đặc biệt đoàn kết hình thành một tiểu đội tạm thời không ngờ rằng con nhóc độc tông kia lại trở nên mạnh như vậy còn ngưng kết được thánh anh nhìn đồ yên nhi trên mặt âm thư vũ không khỏi toát ra vẻ hâm mộ ai có thể ngờ được chứ triệu thanh sơn cười khổ ở tri hội thái sơn đồ yên nhi bị từ linh anh đánh cho bị thương nặng ba người còn tưởng rằng tranh lệch giữa bọn họ không lớn khổ tu một quãng thời gian có lẽ có thể thu nhỏ lại một ít để cả Từ Linh Anh sau khi đột phá cảnh giới nguyên anh cũng luôn nghĩ có một ngày có thể rửa nhục báo thù. Nhưng ai ngờ Đỗ Yên Nhi lại tiến bộ nhanh như vậy, Tranh lệch giữa bọn họ không những không thu nhỏ lại, ngược lại còn lớn hơn nữa, hiện giờ càng giống như là trời với đất. Thật là kỳ lạ, mấy năm trước chưa từng nghe thấy Đỗ Yên Nhi có thiên phú khó lường gì đó, nếu không phải gặp ở Thái Sơn, e là tôi cũng không biết độc tông có người như vậy. Triệu Thanh Sơn lầm bẩm nói. Âm thư Vũ cũng gật đầu tràn đầy đồng cảm, độc tông chỉ là môn phái nhỏ, vốn không có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử có tư nhất hơn người như thế này. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1846 đây mới là mục đích anh ta ra tay. Dường như tất cả những thay đổi của Đồ Yên Nhi đều xuất hiện từ sau khi gặp người đó ở Thái Sơn. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hơn nữa Đường Tuấn cũng mạnh đến mức hơi quá đáng, vì thế càng thêm khẳng định suy nghĩ của hai người. Đáng tiếc, dưới thế lực của Vạn Đạo Tông, còn có Tu La môn và nhà họ Cổ, ai có thể chống đỡ được." Đột nhiên Từ Linh Anh nói. Triệu Thanh Sơn khẽ gật đầu, bỗng nhiên khóe mắt của anh ta nhìn thấy một người, cả người đột nhiên cứng đờ. "Vậy mà anh ta cũng tới." Sắc mặt Triệu Thanh Sơn khẽ biến. Anh ta muốn lên sân khấu sao? Âm thư vỗ che cái miệng nhỏ lại, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cứ như là không thể tin nổi. "Anh, anh Đường." Đường Tuấn đến gần, ba người và cả người của ba nhà gần như là đứng dậy hết, hơi khom lưng với đường Tuấn, giọng điệu rất là cung kính. Nhất ba người triệu thanh sơn, trong ánh mắt càng hiện ra vài phần kính sợ. Nếu đúng như là bọn họ đoán, thực lực đồ yên nhi bùng nổ là vì được đường Tuấn dốc hết sức chế tạo, vậy chẳng phải chứng tỏ trong tay đường Tuấn có được cách thức nào đó giúp cho một người có thể lập tức trở nên mạnh mẽ, thậm chí là ngưng kết thanh anh. Trên khán đài, Lưu Tuyết đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi vương trí viễn, thì đã nhìn thấy được mặt triệu thanh sơn. Lưu tuyết, em xem kìa, vương trí viễn bỗng nhiên đẩy nhẹ cô ta. Làm gì đó, lưu tuyết không vui, bây giờ có triệu thanh sơn đối lập, cô ta càng ngày càng thấy ngứa mắt với vương trí viễn, trong giọng nói cũng không có kiên nhẫn. Lưu tuyết nhìn theo ánh mắt của vương trí viễn, trùng hợp nhìn thấy đám người triệu thanh sơn khom lưng hành lễ với đường tuấn. Tên kia, lưu tuyết ngẩn ra, trở nên thất thần có thể làm Triệu Thanh Sơn đối xử như vậy nhất định là một nhân vật lớn khó lường, vậy mà cô ta đã bỏ lỡ. Đường Tuấn không thèm quan tâm suy nghĩ của ba nhà Mã Nguyên Thành, chỉ khoanh tay đi về phía sàn đấu của Đồ Yên Nhi. Anh đi một mình, trên người không có bất kỳ ký hiệu của tông môn nào, vì thế lập tức hấp dẫn sự chú ý rất nhiều người. Là anh ta, không ngờ anh ta còn dám xuất hiện. Mấy người trong tông môn hỏa vũ môn, chùa thiên trúc và đám người viêm kiên nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt ai oán nhìn đường Tuấn, lần này là anh tự tìm chết, đừng có trách chúng tôi. Nơi này cũng không phải là lầu tiên sơn mà để mặc cho anh làm bậy. Đường Tuấn, anh ta muốn làm gì? Trong đội ngũ vạn đạo tông, giả tư nhiên và lộ nguyên quân chợt ngẩn người ra, rồi nhìn đường Tuấn đầy căm tức. Nơi này là sàn đấu, người không liên quan không được tới gần. Anh là đệ tử tông môn nào, ai bảo anh tới? Một bóng người ngăn cản phía trước đường Tuấn, giọng nói rét buốt như băng. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn đệ tử vị vạn đạo tông đang chắn đường, anh hơi phẩy nhẹ tay, người nọ đã ngã xuống một bên, đến cơ hội ra tay cũng không có. Trong sàn đấu, Chu Kính nhìn Đồ Yên Nhi với ánh mắt đầy cợt nhả, âm thầm truyền âm nói, giao pháp quyết thu luyện của cô ra đây, hôm nay có thể tha chết cho cô. Độc tông của cô còn có khả năng sống sót. chương 1847, Quy Nhất Khuôn mặt xinh đẹp của Đồ Yên Nhi tái nhợt, gần như không có một chút màu máu. Cô ta chỉ tu tập công pháp bình thường của độc tông, cho dù là nguyên đan cửu văn, hay là bí mật thánh anh, cô ta đều không biết gì. Giống như là ngủ một giấc, những thứ kia đã xuất hiện ở trên người cô ta vậy. Một khi đã như vậy thì đừng có trách tôi. Chu Kính thấy Đổ Yên Nhi do dự, hư lạnh một tiếng, rồi chuẩn bị ra tay lần nữa. Dùng pháp lực cực mạnh đã gần đạt đến bách nguyên chi lực của anh ta, muốn bắt giữ Đổ Yên Nhi thì chỉ là chuyện như trở bàn tay thế mà thánh tử số một của vạn đạo tông lại ức hiếp một cô gái nhỏ đúng là oai phong lẫm liệt quá lúc này một giọng nói mang theo vẻ châm chọc nhàn nhạt vang lên bóng người chợt lóe một chàng thanh niên có vẻ ngoài mảnh khảnh tre ở trước người đồ yên nhi anh đường trên mặt đồ yên nhi lộ ra vui mừng nhưng ánh mắt chợt lóe lên buồn bã cô ta vốn cho rằng mình có thể cố đến cuối cùng không ngờ rằng rốt cuộc vẫn phải dựa vào anh đường em đã làm rất tốt là do bọn họ không biết xấu hổ. Đường Tuấn sờ cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi, ánh mắt mang theo tán thưởng. Thiên phú của Đồ Yên Nhi chỉ có thể tính ở hàng trung bình, khí chất thuộc về loại hình thiếu nữ e thẹn. Nhưng qua những trận chiến, khí phách đã dần dần được nuôi dưỡng, còn phối hợp với Thánh Anh, chỉ cần trùng tu một bộ công pháp tốt, thành tựu trong tương lai chẳng biết cao hơn Chu Kính bao nhiêu đâu. Chu Kính có thể cho Đồ Yên Nhi ăn hành như thế đơn giản là vì anh ta dựa vào cảnh giới và công pháp cao hơn. Cũng là vì công pháp độc tông và thần thông quá rác rưởi, nếu không chỉ cần một bộ công pháp hơi tốt một chút, thì cho dù cảnh giới chu kính cao hơn không ít, cũng không phải đối thủ Đồ Yên Nhi. "Dạ." Đồ Yên Nhi gật đầu, trong lòng hơi vui mừng. "Được rồi, giao chỗ này lại cho anh đi." Đường Tuấn nói. "Đồ Yên Nhi, dạ." Một tiếng, trong lòng vô cùng tin tưởng Đường Tuấn, xoay người chuẩn bị đi xuống. Một tên nhãi nhép không biết từ đâu xuất hiện mà cũng dám nói năng ngông cuồng ở chỗ này. Hai luồng khí cực mạnh chia ra đánh về phía Đồ Yên Nhi và Đường Tuấn, ngăn cản cô ta rời đi. Đường Tuấn chỉ vươn tay cản lại, lòng bàn tay tựa như có lốc xoáy lưu chuyển, hai luồng khí cực mạnh đó dựa như là đá chìm đáy biển vậy. Tu Vi cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh không nên dây vào vạn đạo tông của tôi. Chu Kính hơi nhíu mày lại, cười khẽ một tiếng. Sau khi Đồ Yên Nhi bước xuống sân, sự khống chế của Nguyên Anh đã lập tức biến mất sạch. Chu Kính cảm nhận được sức mạnh đã quay quy nhất lần nữa, vẻ mặt anh ta lộ ra ý cười. Cảm giác nắm giữ sức mạnh thật là tốt, Chu Kính siết nắm tay, hài hước nhìn đường Tuấn, nói, đáng tiếc là anh không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Chu Kính từ từ giang hai tay ra, vẻ mặt cực kỳ thành kính, tựa như là đang ôm đất trời, thì thầm nói quy nhất. Một vòng tròn to trừng tròng mắt hiện lên sau lưng anh ta, trong mắt dựng thẳng đứng, bên trên khắc những hoa văn nhỏ bé. Chương 1848 vạn độc kích. A La nạp gật đầu, lạnh lùng nói, tôi cũng muốn có được một phần bí mật Thánh Anh. Nếu có thể có được được bí thuật ngưng kết Thánh Anh, tuy rằng anh ta đã ngưng kết nguyên anh nhưng không thể nào tập luyện nữa, có lẽ sau khi học hỏi thêm được một ít, sẽ có thể làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, giúp ích rất lớn cho thí luyện thần đình. Đó là đương nhiên, ba nhà chúng ta cùng chung, xem ra có thể đi lầu tiên sơn đặt một tiệc rượu để ăn mừng một chút. Cổ Minh cười nói, không phải anh là người thích chịu áp lực sao? Không phải nói thần thông của Yên Nhi nhỏ yếu sao? Vậy anh nhìn lại đi. Đường Tuấn nói một câu. Tâm niệm của anh vừa động, pháp lực lập tức trào ra, hóa thành một đám sương mù đen tuyền, sương mù vang lên tiếng lít chít dày đặc. Đây chính là thần thông trùng vụ mà Đồ Yên Nhi đã sử dụng lúc trước. Ha ha, Chu Kính cười lạnh. Loại thần thông cấp thấp này mà cũng dám dùng để đối phó với thần thông quy nhất của anh ta sao, đúng là buồn cười anh ta cũng chỉ từng gặp qua năng lực biến mục nát thành thần kỳ dùng thần thông cấp thấp chiến thắng thần thông đẳng cấp cao ở một vài vị trưởng lão mạnh nhất Vạn Đạo Tông mà thôi. Cái loại năng lực này, cần phải lĩnh ngộ thần thông đến một trình độ nhất định, có giải thích riêng của mình về nguyên khí đất trời thì mới có thể làm được. Những trưởng lão đó đều là những tu sĩ cực mạnh danh chấn thiên hạ thế giới man hoang vào mấy trăm năm trước. Anh chàng trước mặt này cho dù tính từ lúc sinh ra đã bắt đầu liền tu đạo, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới thế này. Suy nghĩ xẹt nhanh qua trong lòng Chu Kính như tia chớp, nhưng khi anh ta nhìn về phía Đường Tuấn một lần nữa, quy nhất chi quang đã tiếp xúc với trùng vụ. Lúc trước độ Yên nhi thi triển trùng vụ, anh ta chỉ dùng một ngón tay đã có thể phá vỡ nhẹ nhàng, mà lúc này tu vi của anh ta đã được khai thông toàn bộ, dùng thần thông quy nhất càng mạnh hơn mấy chục lần so với một cái ngón tay. "Đây, đây là cái gì?" Bỗng nhiên, đôi mắt Chu Kính trợn tròn, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ chỉ thấy quy nhất chi quang vừa tiếp xúc với trùng vụ trùng vụ nhìn như yếu ớt bỗng nhiên ngưng tụ lại hình thành một bức tường ánh sáng đen bức tường đen như như gương lại có thể phản xạ quy nhất chi quang trở về âm uhm, tốc độ còn nhanh hơn gấp ba lần trước kia chu kính bị quy nhất chi quang đánh trúng mạnh một cái vô số tia sáng nổ tung ánh sáng lập tức bao phủ anh ta à, à, à tiếng hét đau đớn phát ra từ trùng sáng một tiếng bùm Chu kính vọt ra từ trong chùm sáng đầy trời. Chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh ta trông rất là chật vật, quần áo tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, trên người có mười mấy miệng vết thương chảy máu đầm đìa. Đến cả khuôn mặt anh ta cũng có mấy miệng vết thương, vừa nhì trông rất là dữ tợn. Anh cũng không tệ, thế mà có thể làm tôi bị thương. Vừa rồi là tôi sơ sẩy, lần này sẽ để anh mở mang tầm mắt về tôi. chương 1849, người phụ trách thật sự đã xuất hiện dừng tay. Ala nạp và cố quân lấy lại phản ứng đầu tiên, hai người đi xuống sàn đấu, một ánh đao và một quyền lập tức đánh về phía đường Tuấn. Mấy người thật sự quá là yếu, đường Tuấn lắc đầu. Anh vừa động tâm niệm, đầu tiên trùng vụ biến thành vách tường đen chặn đòn đánh của hai người, sau đó lại là hai thanh vạn độc kích xuất hiện từ không trung. Hai tiếng xì xì, A -la nạp và cố quân đã bị khống chế, vừa hay đứng ở bên cạnh chu kính. Kịch bản giống nhau, thần thông giống nhau vậy mà ba vị thánh tử thế lực cấp một đều không có một ai có thể cản được. À, anh tự tìm đường chết. Sau vạn độc kích, ba vị thánh tử không ngừng kêu rên, phát ra tiếng giống phẫn nộ. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, vạn độc kích gần như là thần thông mà bất kỳ đệ tử độc tông nào cũng có thể tu tập, thuộc về thần thông đẳng cấp thấp nhất, bọn họ chưa bao giờ để nó vào trong mắt, nhưng bây giờ nó lại không chế được pháp lực của bọn họ. Vạn độc kích còn có thể dùng như vậy, trong đội ngũ độc tông, bao gồm cả tông chủ thượng quan phong đều trợn mắt nhìn ba đòn tấn công cực mạnh kia. Thần thông lượng người, thần thông có mạnh đi chăng nữa cũng phải nhìn người sử dụng. Lúc này phần lớn sức mạnh của Đường Tuấn đều đang dùng để khống chế hơi thở nguyên đan trong cơ thể, 10 chỉ còn một Nhưng dù như vậy, một phần 10 thực lực cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép ba người họ. Thần thông trong cơ thể không ngừng thăng cấp, lượng pháp lực tồn lại của anh gần như đã tăng lên với tốc độ cực nhanh theo đánh giá của anh bây giờ đã đạt tới trình độ 2.000 nguyên. Tiểu bối, lập tức cởi bỏ thần thông, nếu không sẽ chết. Đúng lúc này, giữa sàn đấu thật to vang lên ba tiếng quát nhu sấm. Ba tiếng nói này mang theo một loại sức mạnh vô hình, đánh sâu vào không khí, rồi làm cho sàn đấu đang ồn ào lập tức trở nên yên lặng đi. Khóe môi đám người viêm kiên hơi cong lên một nụ cười nhẹ, người phụ trách thật sự đã xuất hiện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ba bóng người từ trên không trung của sàn đấu từ từ rơi xuống. Trong sàn đấu có thiết kế phong ấn cấm chế cực mạnh, nhưng một lão nhân trong đó vừa hừ lạnh một tiếng, cấm chế đã phát ra một tiếng động nặng nề, ẩm một cái rồi tan nát. Ba bóng người hai nam một nữ dừng trên sàn đấu, trên mặt họ tựa như phủ một lớp xương lạnh, khí thế đi cuồng đẻ ép về phía đường Tuấn. Này ba người đúng nhân vật cấp là trưởng lão của nhà họ cố, Tu La Môn và Vạn Đạo Tông, chia ra là cố quân nhà họ cố, Vân Anh Thư của Tu La Môn và Thiết Chí Cương của Vạn Đạo Tông. Trưởng lão cố, giết cậu ta đi, cố quân điên cuồng hét lên, thân là thánh tử nhà họ cố. Cho dù vị được gọi là công chúa nhỏ tương lai của nhà họ cố cũng không dám sỉ nhục ông ta như thế, vậy mà hôm nay ông ta phải chịu đãi ngộ thế này, trong lòng đã sớm hận không thể lôi đường Tuấn ra đánh cho thỏa lòng. chương 1850, Kiếm huyết xà. Vân Anh Thư nhìn về phía Đỗ Yên Nhi và mọi người độc tông ở bên dưới, lạnh lùng nói, bây giờ chúng tôi nghi ngờ Đồ Yên Nhi ăn cắp và tu tập pháp quyết thượng Tam tông, muốn giam cầm cô ta, các người có ý kiến gì không? Sắc mặt thượng quan phong xanh mét, những đệ tử khác càng lộ ra vẻ giận dữ. Thượng Tam tông uy nghiêm thế nào, chỉ bằng Đồ Yên Nhi sao có thể ăn cắp tu tập công pháp của họ? Ba người này cũng chỉ là muốn ép hỏi ra bí mật thánh anh thôi. Ngược lại là trúc anh hưng có thái độ khác thường, không ngờ hiếm có khi dùng giọng điệu cứng rắn nặng nề nói, Yên Nhi là đệ tử của tôi, tu tập chính là công pháp độc tông chúng tôi, chẳng có chút liên quan nào đến Thượng Tam Tông cả. Mong rằng ba vị thượng sứ hiểu rõ. Bây giờ bà ta coi như là hiểu rõ, chỉ cần nắm chặt đồ Yên Nhi, về sau chúc anh hưng bà ta đã có thể đi ngang rồi. Vân Anh thư giận quá hóa cười, nói, vậy bà nói tôi đang bôi nhỏ cô ta. Vẻ mặt Trúc Anh Hưng hơi run lên, cuối cùng đã nhận ra có gì đó không đúng. Vân Anh Thư bấm tay bắn ra bốp chúc anh hưng bị một luồng lực cực mạnh vô hình đánh trúng cả người bay ngược ra ngoài nện mạnh lên vách tường sàn đấu không còn hơi thở chỉ vì một lời không hợp mà vân anh thư đã giết chết bà ta tự tìm đường chết một trưởng lão độc tông cũng dám nói chuyện với tôi như thế vẻ mặt vân anh thư hờ hững giống như là vừa đánh chết một con ruồi bỏ bà ta nhìn đồ yên nhi nói có nhìn thấy không đây chính là kết cục dám cãi lời tôi Cơ thể đồ yên nhi hơi run nhẹ nhẹ, hốc mắt ướt át. Dù sao Trúc Anh Hưng cũng là người thầy dạy dỗ cô ta. Đáng thương, cho dù là người tu hành Thánh Anh, cũng có lúc bất lực, Thánh Anh xuất hiện ở trên người cô đúng là phá hỏng đồ tốt. Vân Anh Thư nhìn đồ yên nhi, ánh mắt mang theo ý cười. Được rồi Vân Anh Thư, chuyện này dừng ở đây đi. Cố quân khẽ nhíu mày. Bởi vì Vân Anh Thư tu luyện công pháp nên tính cách có hơi điên cuồng vặn vẹo, cũng có tiếng trong các tông môn, Xoẹt! Trong bàn tay trống rỗng của Vân Anh Thư đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm kỳ lạ giống như thân rắn. Thân kiếm màu trắng bạc, bên trên là từng dấu hoa văn màu đỏ như máu in trên thân kiếm trắng bạc, tự như là từng con rắn màu đỏ máu linh hoạt đầy dữ tợn. Kiếm huyết xa, sắc mặt cố quân có hơi thay đổi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1850.